Cuồng Long Vượt Ngục, Diệp Lâm. Tập 8. Sư phụ của anh ta. Vừa nghe vậy, đám ăn chơi trác táng đều chấn động. Không ngờ Khương Thái Thanh mới ra nước ngoài có mấy ngày mà vừa có tiền vừa có sư phụ. Rốt cuộc thì ở nước ngoài anh ta đã làm gì vậy? Sao giống như thay đổi thành một người khác vậy? Dứt lời, Khương Thái Thanh chỉ về phía người đàn ông trung niên ngoại hình bình thường đứng ở phía sau anh ta. Đây là sư phụ tôi, tên là Cao Quang. Lúc nãy tới đây, anh ta vẫn luôn đi theo phía sau Khương Thái Thanh, khiến mọi người cho rằng anh ta là tài xế của Khương Thái Thanh. Không ngờ anh ta lại là sư phụ của Khương Thái Thanh. Vì nể mặt Khương Thái Thanh, mọi người sôi sổi đi lên chào hỏi Cao Quang. Cậu mới nói sư phụ của tôi không giỏi. Lúc này, Hoa Quốc Đống không nhìn được hỏi ngược lại, vậy sư phụ của cậu có năng lực gì? Có lẽ người khác không biết, nhưng mà Hoa Quốc Đống lại biết sự lợi hại của Diệp Lâm. Anh ta thầm nghĩ chẳng lẽ người đàn ông trông có vẻ bình thường trước mắt này còn lợi hại hơn cả sư phụ của mình. Hừ, anh ta có sách giày cho sư phụ mình cũng không xứng. Khương Thái Thanh nhìn Diệp Lâm một cái rồi cười khinh thường, đi phải các cậu muốn biết tại sao tôi có thể thắng nhiều tiền như vậy sao? Không nghe vậy, Bàng Văn Hiên lập tức phản ứng lại, chẳng lẽ là do sư phụ của cậu? Đúng vậy, Khương Thái Thanh bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy. Rất đắc ý mà, tiền này là sư phụ tôi thắng giúp tôi. Lúc ra nước ngoài, trong túi tôi chỉ có 50.000 đô, tôi không định thăng, chỉ định đi chơi cho sướng tay thôi. Nhưng mà bây giờ, trong một tuần ngắn ngủi, 50.000 đô biến thành 100 triệu đô. Ha ha, người nào trong các cậu có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, tôi liền phục người đó. Nghe vậy, mọi người đều giật mình, rồi im lặng. Đây chính là 100 triệu đô đấy. Tuy rằng đám ăn chơi trác táng ở đây không thiếu tiền, nhưng đa số tiền đều bị người lớn trong nhà giữ. Nếu bảo bọn họ lấy ra 100 triệu là rất khó. Cho dù bọn họ có gom lại thì cũng không gom được nhiều như vậy. Có thể nói Khương Thái Thanh với số tiền khổng lồ kia đã là người giàu nhất trong đám bọn họ. Sư phụ cậu làm gì? Bàng Văn Hiên tò mò hỏi, chẳng lẽ là thần cờ bạc? Nghe vậy, Khương Thái Thanh lại lộ ra vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy, gật đầu nói. Đúng vậy, sư phụ của tôi chính là thần cờ bạc nổi tiếng phố người Hoa ở nước ngoài, biệt danh Cao Thần, cược đâu thắng đó. Người đàn ông trung niên tên Cao Quang mỉm cười nói thần cờ bạc thì hơi quá, đều là do bạn bè coi trọng thôi. Tuy rằng anh ta nói năng khiêm tốn, nhưng mặt mày anh ta vẫn không giấu nổi vẻ kiêu ngạo. Anh ta chính là thần cờ bạc số một bên trong người Hoan. Tôi may mắn quen biết sư phụ tôi, nên mới có thể áo gấm về làng. Khương Thái Thanh tiếp tục nói. Sư phụ tôi có thể biến 50.000 thành 100 triệu. Các cậu nói xem anh ấy có bản lĩnh hay không. Còn cậu, sư phụ cậu làm được không? Khương Thái Thanh nhìn về phía Hoa Quốc Đống, hỏi tiếp, lúc nãy tôi nói sư phụ cậu không giỏi, cậu có ý kiến gì? Không. Hoa Quốc Đống lập tức nghẹn lời. Bởi vì giữa anh ta và Diệp Lâm không có mị n quan gì về tiền tài. Vậy nên anh ta không rõ ràng lắm năng lực kiếm tiền của Diệp Lâm. Hoa Quốc Đống hơi khựng lại rồi nói, ai cũng có chuyên môn của mình. Sư phụ cậu giỏi cờ bạc, còn sư phụ tôi thì giỏi võ đạo và y thuật. Ở trong lòng Hoa Quốc Đống, vẫn là sư phụ mình lợi hại hơn một chút. Nhưng vì đối phương có thể lấy ra 100 triệu đô la, nên bên anh ta mới có vẻ không bằng thôi. Ồ, võ đạo hả? Lúc này, Khương Thái Thanh cười nói, vậy thì lần sau bọn tôi đi sòng bạc nước ngoài, anh tới làm vệ sĩ cho bọn tôi đi, nếu thắng sẽ chia cho anh một phần. Với loại khách thắng nhiều, sòng bạc sẽ theo dõi bọn họ. Nếu không có chút năng lực và thủ đoạn thì sẽ bị đánh tơi bời. Mỗi lần Khương Thái Thanh đi sòng bạc đều sẽ dẫn theo một đội vệ sĩ để bảo vệ anh ta suốt quá trình chơi bời. Bảo sư phụ tôi làm vệ sĩ cho các cậu. Hoa Quốc Đống nổi giận, các cậu mời không nổi đâu. Mời không nổi hả? Khương Thái Thanh cười lạnh, một phần của 100 triệu là 1 triệu. Với số tiền này, tôi có thể mở được cả một công ty vệ sĩ. Sao có thể không mời được sư phụ cậu? Dứt lời, Khương Thái Thanh nhìn về phía Diệp Lâm, nói với vẻ khiêu khích, thằng nhãi kia, cho anh 1 triệu đô la để làm vệ sĩ cho bọn tôi, anh có làm không? Chắc là người bình thường đều sẽ không cưỡng lại được sức hút của số tiền khổng lồ 1 triệu đô la. Đám ăn chơi trác táng xung quanh cũng nhìn về phía Diệp Lâm, cảm thấy anh rất có thể sẽ đồng ý. Ha ha, không ngờ Diệp Lâm lại lạnh lùng cười nói, may mắn lắm mới kiếm được một ít. Có vậy thôi liền về nước khoe khoang, không sợ lần sau thua sạch sẽ hả? Cái gì?
Nghe vậy, Khương Thái Thanh và Cao Quang cùng nhau thay đổi sắc mặt. Anh nói cái gì? Khương Thái Thanh không nhịn được hỏi lại. Tôi nói các anh đừng đắc ý quá. Diệp Lâm nói. Thần cờ bạc gì chứ? Nhiều lắm chỉ là một con ma bài bạc tầm thường thôi mà cũng dám tự xưng là thần. Chắc là anh chưa từng nhìn thấy thần cờ bạc thật sự rồi. Kẻ mới thắng có 100 triệu mà đã đắc ý, cũng xứng được gọi là thần cờ bạc hay sao? Phải biết rằng vị sư phụ thứ 13 của Diệp Lâm mới là thánh cờ bạc hàng thật giá thật. Ở trong mắt ông ấy, tiền thắng 100 triệu giống như là giấy nháp. Ông ấy lúc nào cũng dùng sổ đỏ đi đánh bạc, cho đến tận hôm nay, ông ấy đã thắng được hàng trăm đảo nhỏ ở nước ngoài. Ông ấy mới thật sự là thánh cờ bạc. Còn tên kia mới thắng 100 triệu mà dám tự xưng là thần cờ bạc, Diệp Lâm nghe mà thấy khó chịu. Anh nói cái gì? Không chỉ có Khương Thái Thanh, mà ngay cả Cao Quang cũng không nhịn được quát lên. Tôi đã lăn lộn mấy chục năm ở các sòng bạc nước ngoài, chính là thần cờ bạc ở phố người Hoa, ai có thể làm tôi thua sạch sẽ hả? Nghe vậy, Diệp Lâm cười khinh thường, tôi. Anh ta. Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều ồ lên. Ai cũng không ngờ sư phụ Hoa Quốc Đống là Diệp Lâm dám thách thức thần cờ bạc ở nước ngoài. Lúc nãy Hoa Quốc Đống giới thiệu về Diệp Lâm, rõ ràng là nói Diệp Lâm sở trường y thuật. Người ta nói khác nghề như cách núi, một người sở trường y thuật và võ đạo, sao có thể so được với thần cờ bạc tràn đầy kinh nghiệm được chứ? Có phải là sư phụ của Hoa Thiếu khoe khoang quá rồi không? Đám ăn chơi trác táng không nhịn được châu đầu ghé tai, bàn tán sôi nổi, ai cũng không tin tưởng Diệp Lâm. Sư phụ, Hoa Quốc Đống thấy vậy cũng vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở. Bên mình không hiểu đánh bạc mà sư phụ. Cần gì phải đi chấp nhặt với một tên ma bài bạc chứ? Nếu thật sự không nhịn được, thì chờ lát nữa ra ngoài, đánh cho anh ta một trận là được. Sư phụ anh tuyệt đối đừng rơi vào bẫy của đối phương, rồi thật sự đánh bài bạc gì đó. Ha ha, mọi người đều là người trong nhà, bớt nóng hết đi. Thấy vậy, Bàng Văn Hiên vội vàng ra mặt hòa giải. Lại đây ngồi, mọi người đã lâu không gặp nhau rồi, cùng uống một ly trước đi. Hầy, cái tên Liễu Thành Đài kia sao còn chưa tới nữa? Còn thiếu một mình cậu ta thôi. Bàng Văn Hiên nói sang chuyện khác. Nhưng mà Khương Thái Thanh không tiếp lời, cứ nhìn chằm chằm Diệp Lâm hỏi, anh vừa mới nói gì? Anh chủ ẻo tôi cũng được đi, nhưng anh thế mà lại dám dõng dạc nói rằng anh sẽ làm cho bọn tôi thua sạch sẽ. Dứt lời, Khương Thái Thanh đập lên bàn một cái, nói. Được lắm, vậy anh có dám chơi một ván với tôi không? Cứ nhắc đến bài bạc là Khương Thái Thanh lại thích thú. Để tôi xem anh làm sao để thắng tôi. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống vội vàng đi lên khuyên nhủ, Khương Thiếu, thôi bỏ đi, sư phụ tôi đang nói đùa với các cậu đấy. Nói đùa hả? Khương Thái Thanh cười lạnh, tôi thấy anh ta không hề nói đùa. Hoa Thiếu, hay là chúng ta cứ để cho sư phụ của từng người ra mặt chơi một ván? Sao hả? Cậu dám ứng chiến hay không? Lúc nãy tôi nói sư phụ cậu không giỏi, cậu không phục đúng không? Không phục thì đi ra so một ván đi. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lập tức im lặng. Nếu so đánh nhau thì anh ta dám thay Diệp Lâm đồng ý. Rốt cuộc thì dù đối phương có 10 người cũng không phải là đối thủ của sư phụ mình. Nhưng mà đối phương muốn so đánh bạc, cái này nằm ngoài năng lực của sư phụ mình. Sao hả? Không dám ứng chiến hả? Thấy Hoa Quốc Đống im lặng. Khương Thái Thanh cười lạnh nói, không dám cũng được thôi. Chỉ cần cậu thừa nhận sư phụ cậu không giỏi bằng sư phụ tôi, là tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy. Ra, thừa nhận sư phụ mình không giỏi. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lập tức nổi giận. Sao sư phụ tôi không giỏi được? Sư phụ tôi giỏi hơn vị sư phụ bài bạc của cậu nhiều lắm. Có giỏi thì đi so thứ khác hay ho hơn. Cái loại bài bạc đáng xấu hổ kia cũng chỉ có đám lưu manh mới chơi thôi. Khương Thái Thanh hỏi lại, cậu muốn so cái gì? Hoa Quốc Đống nhìn Diệp Lâm, thầm nghĩ sư phụ mình có y thuật rất giỏi, nhưng mà ở đây không có người bệnh nào để khám, vậy nên không có cách nào so sánh y thuật. Vậy thì chỉ còn, so đánh nhau có ngon thì đánh một mình, hoặc là đánh một đám cũng được. Một mình sư phụ tôi có thể đánh một đám các cậu. Phụt, nghe vậy, Khương Thái Thanh lập tức phun ra một ngụm rượu. Anh ta còn tưởng rằng Hoa Quốc Đống sẽ nói ra một cách so tao nhã nào đó, kết quả là Hoa Quốc Đống khinh thường bài bạc, đòi so đánh nhau. Hay ho hơn ở chỗ nào vậy? Đây mới là cái cách mà đám lưu manh thường dùng để giải quyết vấn đề. Sư phụ tôi là thần cờ bạc ở nước ngoài, cậu lại bảo sư phụ tôi đi đánh nhau. Khương Thái Thanh không nhịn được mà nổi giận nói,
cậu có tin tôi dùng 100 triệu đi mời người đánh các cậu không hả? Cậu dám, Hoa Quốc Đống nổi giận quát. Có cái gì mà không dám? Khương Thái Thanh cười lạnh nói, là sư phụ cậu khiêu khích trước, khi khiêu khích xong lại không dám ứng chiến. Đánh nhau là cái bản lĩnh gì? Có bản lĩnh thì thắng 100 triệu trong tay tôi đi. Lúc hai người đang cãi nhau ầm, Diệp Lâm đột nhiên nói, đánh bạc thôi mày. Được rồi, như anh mong muốn, đánh một ván ngay đây đi. 100 triệu mà thôi, tôi chỉ cần chơi một ván là thắng được rồi. Cái gì? Nghe vậy, mọi người ở hiện trường đều rất giật mình. Ngay cả Hoa Quốc Đống cũng không ngờ sư phụ mình dám đồng ý đánh cược. Là đánh cược đấy, huống chỉ đối phương còn là thần cờ bạc, sao có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ? Nếu lỡ thua thì phiền phức lắm. Sư phụ, Hoa Quốc Đống muốn khuyên nhủ. Nhưng mà Diệp Lâm đã quyết định là sẽ đánh cược, cược một ván 100 triệu, các anh dám cược không? 100 triệu một ván. Diệp Lâm vừa mở miệng đã bày ra một ván cược giá cao. Mọi người có mặt đều bị sốc. Hoa Quốc Đống, Bàng Văn Hiên và những người khác đều ngạc nhiên nhìn Diệp Lâm, tự hỏi một kẻ tay ngang như anh lấy đâu ra tự tin để đánh bạc với thần cờ bạc nước ngoài. Hơn nữa, ngay từ đầu đã cược 100 triệu rồi. Đây chẳng phải là ném tiền qua cửa sổ sao? Khi Khương Thái Thanh và thần cờ bạc Cao Quang nghe thấy điều này, lúc đầu họ rất ngạc nhiên, sau đó thì vui mừng khôn xiết. Họ tưởng rằng Diệp Lâm bị bọn họ khiêu khích nên đã cắn câu. Hơn nữa còn hào phóng đặt cược 100 triệu. Họ cầu còn chẳng được. Bọn họ không sợ Diệp Lâm đánh bạc, chỉ sợ Diệp Lâm không dám đánh. 100 triệu, chơi lớn thật, Cao Quang cười nói, sau này anh đừng có mà hối hận. Ha ha, đây đáng lẽ là lời của tôi mới phải, sau này các anh đừng hối hận đấy. Diệp Lâm cười nói. Khương Thái Thanh nói, ai hối hận người đó là chó con. Ngay lập tức, hai bên bắt đầu đặt cược. Hi hi, Khương Thái Thanh mừng rỡ. 100 triệu sẽ sớm trở thành 200 triệu, ai mà không vui cho được. Sư phụ, lát nữa phải nhờ vào anh rồi. Khương Thái Thanh nói, cược lần này, chúng ta mỗi người một nửa. Ố tiền thắng được, Cao Quang cũng hài lòng gật đầu, chỉ chờ đợi những lời này từ đồ đệ của mình. Anh ta thích nhất là kiểu đánh bạc nắm chắc phần thắng mà không cần bỏ vốn này. Thấy sự việc đã đến nước này, đám người Hoa Quốc Đống muốn thuyết phục cũng đã muộn. Chỉ có thể để mặc mọi chuyện. Hoa Quốc Đống lo nếu lát nữa thua hết tiền, Diệp Lâm sẽ lấy cái gì ra để cược đây? Chúng ta chơi trò gì đây? Cao Quang lại hỏi. Tùy anh lựa chọn, Diệp Lâm không để ý, cái gì tôi cũng chơi được. Hừ, mạnh miệng quá nhỉ. Cao Quang lại nhìn Diệp Lâm, trông anh không giống người trong ngành nên tôi sẽ nhường anh, chúng ta chơi trò phổ biến nhất là tung xúc sắc. Ai tung được số cao hơn sẽ thắng, anh thấy sao? Diệp Lâm gật đầu, được. Chẳng bao lâu nữa, trong quán bar đã có rất nhiều viên xúc sắc. Mỗi người 3 viên. Cho vào cốc xúc sắc. Lộc cộc, hai người cùng lúc lắc cốc xúc sắc. Mọi người xung quanh cũng đang chăm chú theo dõi hiện trường, mặc dù trong suy nghĩ của hầu hết mọi người, kết quả đã được định đoạt. Tuy nhiên, Hoa Quốc Đống và những người khác vẫn hy vọng vào một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Lỡ như sóc ra 3 số 6 thì sao? Ha ha, Khương Thái Thanh lộ ra vẻ mặt xảo quyệt. Chơi xúc sắc là chuyên môn của sư phụ anh ta, tuyệt đối không thể thua được. Mặc dù đây là trò cờ bạc đơn giản nhất nhưng nó cũng là bài kiểm tra kỹ năng cơ bản của một người. Đối với các thần cờ bạc mà nói, xúc sắc có thể được chơi theo nhiều cách khác nhau. Hôm nay, Giang Thái Thanh sẽ cho mọi người thấy sư phụ của mình mạnh đến mức nào. Bộp! Hai người đồng thời đặt cốc xúc sắc xuống và nhìn nhau. Cứ như thể mọi chuyện đã xong xuôi vậy. Anh mở trước, hay là tôi mở trước? Cao Quang cười hỏi, sao cũng được, Diệp Lâm không quan tâm. Vậy để tôi mở trước, Cao Quang cười nói, bởi vì sau khi tôi mở xong, anh sẽ không cần phải mở nữa. Tất cả, kết thúc rồi. Nói xong, Cao Quang mở cốc xúc sắc ra. Một hàng 6 liên tiếp, được sắp xếp gọn gàng và cân đối. Điều này ngay lập tức khiến mọi người xung quanh phải thốt lên ngạc nhiên. Họ thầm nghĩ, không hổ danh là thần cờ bạc, không lệch một con nào. Không đúng, chẳng bao lâu sau, lại có người phát hiện ra điều gì đó bất thường. Không chỉ không ít hơn mà còn nhiều thêm nữa kìa. Mọi người nhìn kỹ hơn và thấy rằng ngoài 3 viên xúc sắc số 6 thì còn có thêm một dấu chấm ở bên cạnh. Chuyện này là sao? 19 điểm, 19 điểm thật kìa. Cái chấm kia từ đâu ra thế? Khi mọi người nhìn kỹ hơn,
họ ngạc nhiên khi thấy một mặt của viên xúc sắc đã rơi ra. Chính mảnh rơi ra này đã khiến một nó nhiều thêm một điểm. Và thế là xuất hiện 19 điểm hiếm hoi. Cái này, nhìn thấy ba số 6, Hoa Quốc Đống đã tuyệt vọng rồi, khi nhìn thấy thêm một dấu chấm nữa, anh ta lại càng ngạc nhiên hơn, cái này cũng được sao? Như vậy thì tính 18 hay 19? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng trong lòng mọi người đều biết rằng dù tính như thế nào thì Cao Quang cũng không thể thua được. Bởi vì cho dù Diệp Lâm cũng sóc ra 18 điểm thì cũng chỉ là hòa mà thôi. Đương nhiên là 19 rồi. Khương Thái Thanh cười nói, lúc trước, chúng ta đã nói rồi, so sánh là về điểm số, nhưng không có quy định nào về việc xúc sắc có nguyên vẹn hay không. Về phần có thể lắc được ra bao nhiêu điểm thì còn tùy vào khả năng của mỗi người. Ha ha, cái này cũng không đáng là gì. Cao Quang nhớ lại, tôi nhớ năm đó sư phụ của tôi thậm chí có thể lắc ra được hơn 20 điểm. Trong một khoảng thời gian ngắn, người chơi sẽ rất khó khăn để vừa tung được ba con sáu, vừa tách được một mặt của viên xúc sắc ra. Khương Thái Thanh cười hỏi, thấy sao? Sư phụ của tôi giỏi không? Các anh đã phục hay chưa? Nghe vậy, Hoa Quốc Đống và những người khác đều im lặng. Cao Quang cũng đắc ý nhìn Diệp Lâm, anh thua rồi. Chỉ dựa vào một điểm thêm vào này, đối thủ đã thua rồi. Cho dù đối thủ gặp may, được ba con sáu thì cũng chỉ được 18 điểm mà thôi. Ha ha, 100 triệu đã biến thành 200 triệu. Khương Thái Thanh bắt đầu chuẩn bị ăn mừng, tiền tới nhanh quá. Này, tên nhóc kia, anh còn chưa đặt cược đâu. Lát nữa đừng có nói với tôi là không có tiền đấy. 100 triệu tiền mặt hay là vàng ròng cũng được, không được kém một xui. Đúng lúc hai người họ đắc chí, Diệp Lâm lại bình tĩnh nói, tôi còn chưa mở ra, chẳng phải hai anh vui mừng quá sớm rồi sao? Cái gì, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên và khó hiểu. Họ thầm nghĩ, người ta đã lắc ra 19 điểm rồi, anh mở hay không thì có gì khác biệt chứ? Cho dù anh có thể lắc ra được ba con sáu thì chẳng phải vẫn kém người ta một điểm sao? Trừ khi, anh có thể lắc ra 20 điểm trở lên. Nhưng điều đó là hoàn toàn không thể. Tên nhóc, anh còn chưa hiểu sao? Khương Thái Thanh lớn tiếng nhắc nhở, mở to mắt ra mà xem, đây là 19 điểm. 19 điểm đấy, anh định đấu kiểu gì? Chẳng lẽ anh vẫn còn hy vọng chiến thắng sao? Ha ha, đừng nằm mơ nữa. Khụ khụ, Hoa Quốc Đống cũng ho khan, thấp giọng nhắc nhở, sư phụ, người ta ra nhiều hơn một điểm, mặc dù không biết có tính hay không. Nhưng mà, sư phụ, anh có thể cam đoan của anh là ba con sáu không? Ý của Hoa Quốc Đống là nếu không dám chắc thì tốt nhất đừng mở. Một lần thua là mất 100 triệu, đến Hoa Quốc Đống cũng cảm thấy xót ruột thay cho Diệp Lâm, không biết lấy đâu ra tiền nữa. Ha ha, Diệp Lâm khẽ mỉm cười, 19 điểm thì lớn lắm à? Có thể thắng chắc rồi sao? Đừng quên, mỗi viên xúc sắc có 6 mặt, anh chỉ mới làm rơi một mặt, thêm được một điểm mà thôi. Hả, Cao Quang nghe vậy thì hơi cau mày. Ý anh là gì, anh cũng có thể bỏ lắc ra thêm một mặt nữa sao? Còn mạnh miệng, Khương Thái Thanh cười lạnh, vậy anh mở ra đi, để chúng tôi xem anh được mấy điểm. Lời còn chưa dứt, Diệp Lâm đã đưa tay mở cốc xúc sắc ra. Không có con xúc sắc nào hoàn chỉnh cả mà chỉ có những hàng chấm được sắp xếp một cách có trật tự. Ba số 6, ba số 5, ba số 4, ba số 3, ba số 2, ba số 1. Đúng 63 điểm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mẹ ơi! Hiện trường tràn ngập những tiếng kêu ngạc nhiên. Mọi người trợn mắt, há mồm, giống như gặp ma vậy, không thể tin vào mắt mình. Họ lớn bằng chừng này rồi nhưng chưa bao giờ thấy xúc sắc có thể lắc ra như thế. Đúng là một kiệt tác. Mẹ ơi, tôi đang nằm mơ à? Hoa mắt quá, rốt cuộc có bao nhiêu điểm? Tôi không đếm được. 63 điểm, chính xác là 63 điểm. Sáu mặt của ba con xúc sắc đều rơi ra. Làm thế quái nào mà chuyện này lại xảy ra được? Tôi còn tưởng rằng 19 điểm là cực hạn rồi chứ. Không ngờ còn có người lắc ra 63 điểm, đúng là khó tin mà. Quả nhiên, hiện thực mới là thứ khủng khiếp nhất, chỉ có cái anh không thể tưởng tượng được chứ không có gì là không thể. Còn hơn cả trong phim nữa kia. Những người đứng xem xung quanh đều rất ngạc nhiên. Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên cũng tỏ ra sửng sốt, dụi dụi mắt thật mạnh. Cả hai đều không thể tin được. Bọn họ vốn cho rằng lần này Diệp Lâm nhất định sẽ thua, cho dù có được 18 điểm cũng khó có thể lật ngược tình thế. Nhưng họ không ngờ rằng Diệp Lâm không những lật ngược tình thế mà còn đè bẹp họ hoàn toàn.
63 đấu với 19. Sao mà so sánh được cơ chứ? Giống hệt với lời Diệp Lâm vừa nói, 19 điểm đâu có lớn, xúc sắc có tới 6 mặt cơ mà. Đối thủ chỉ mới làm rơi một mặt, nhưng Diệp Lâm lại lắc ra cả 6 mặt. Hoa Quốc Đống hưng phấn nhìn Diệp Lâm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh ta có nằm mơ cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được, vị sư phụ mà mình tôn sùng lại có thể giỏi cờ bạc như vậy. Euro ó thể làm được như vậy, e là những thần cờ bạc bình thường cũng không thể so sánh được. Trước mặt sư phụ, Cao Quang tự xưng là thần cờ bạc ở khu phố người Hoa trông buồn cười chẳng khác gì một học sinh tiểu học. Chẳng lẽ sư phụ của anh ta là một vị thần toàn năng sao? Hoa Quốc Đống hưng phấn đến không nhịn được, nghĩ rằng lần này sư phụ kiếm được một khoản lớn rồi. Ngay cả Bàng Văn Hiên ở bên cạnh cũng vừa ngạc nhiên, vừa ghen tị với Hoa Quốc Đống vì được quen biết một vị thần như vậy. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng khó tin này trước mắt, ngay cả Bàng Văn Hiên cũng nảy sinh ý định trở thành đệ tử của Diệp Lâm. Cái này, sao có thể như vậy được? Lúc này, vẻ mặt Giang Thái Thanh nhăn nhó như vừa ăn phải một con ruồi. Tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng nhưng không ngờ lại có sự thay đổi bất ngờ đến vậy. 63 điểm, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Khóe miệng Khương Thái Thanh giật giật, khóc không ra nước mắt. 100 triệu anh ta mãi mới thăng được, còn chưa kịp nguội đã theo gió mà bay rồi sao? Ban đầu, Khương Thái Thanh còn nghĩ đến việc mang tấm séc về nhà và khiến cha có cái nhìn khác về mình. Nếu biết sớm hơn thì anh ta đã không đến đây khoe khoang, lẽ ra nên về nhà trước mới phải. Cao Quang ở bên cạnh là cũng há hốc miệng choáng váng, bất động như một tác phẩm điêu khắc. Trái tim anh ta như bị đảo lộn, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi. Thủ đoạn đáng sợ như vậy thực sự làm anh ta mở rộng tầm mắt. Anh không biết lần này mình đã gặp được thần cờ bạc thực sự. Thánh cờ bạc, hay ông tổ của ngành cờ bạc nữa. Phải biết, đây kỷ lục cao nhất của sư phụ anh ta cũng chỉ là 21 điểm, tức là lắc ra được thêm một mặt 3 điểm nữa mà thôi. Nhưng bây giờ, tất cả các mặt của ba viên xúc sắc đều được sắp xếp gọn gàng. Tất cả mọi mặt. Trong thời gian ngắn như vậy, tung được tất cả các mặt của ba viên xúc sắc mà vẫn có thể sắp xếp chúng gọn gàng. Euro ó thể làm được bất kỳ điều gì trong số đó đã đáng ngạc nhiên lắm rồi, người có thể làm được tất cả chẳng khác nào thần thánh. Cho dù có đưa cho anh ta một con dao để cắt xúc sắc ngay tại chỗ thì cũng chưa chắc có thể cắt chúng gọn gàng như vậy. Trên trán Cao Quang toát ra mồ hôi lạnh, khó có thể tưởng tượng hôm nay anh ta đã gặp phải đối thủ đáng sợ đến mức nào. Nghĩ lại thì lúc vừa mới lắc ra được 19 điểm, anh ta còn đắc ý rằng mình thắng chắc rồi. Bây giờ, Cao Quang chỉ muốn tìm một lỗ nẻ để chui đầu xuống mà thôi. Phích! Cao Quang bừng tỉnh, lập tức quỳ xuống. Thần cờ bạc! Anh mới là thần cờ bạc! Vừa tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Xin hãy tha thứ cho tôi, thần cờ bạc! Giờ phút này, Cao Quang, người được mệnh danh là thần cờ bạc của khu phố người Hoa ở nước ngoài lại chủ động quỳ xuống. Gọi Diệp Lâm là thần cờ bạc. Mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc, anh ta thua tâm phục khẩu phục. Những người xung quanh cũng đồng thời phục hồi tinh thần lại, nhìn Diệp Lâm đang ung dung với vẻ kính sợ. Thầm nghĩ, đây mới thực sự là thần cờ bạc. Buồn cười thay, Giang thiếu gia lại bỏ gần tìm xa. Trước mặt có một thần cờ bạc thật sự mà lại dám múa rìu qua mắt thợ, làm trò cười cho người khác. 100 triệu này giờ thuộc về tôi. Diệp Lâm nhặt tấm séc trị giá 100 triệu lên. Không được, Khương Thái Thanh lập tức tiến lên, trong mắt tràn đầy khẩn cầu, thần cờ bạc, thánh bạc bạc, tôi không chơi nữa. Xin anh, đừng lấy tiền của tôi. Sao nào, anh hối hận rồi sao? Diệp Lâm hỏi ngược lại, không phải anh vừa mới nói người nào hối hận thì làm chó sao? Đúng vậy, tôi hối hận rồi, tôi là một con chó. Vì 100 triệu kia, Khương Thái Thanh cũng không màng đến danh dự nữa, gâu, gâu, gâu. Khương Thái Thanh chủ động bắt trước tiếng chó sủa. Thấy vậy, mọi người ở hiện trường đều xôn xao. Ai có thể ngờ rằng con một trong bộ tứ thiếu gia của Yến Kinh và là con trai của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Y tế và Ngoại giao lại bị ép đến mức đường này. Vì 100 triệu mà chơi chẽn đến cuối cùng, thậm chí còn sủa cả tiếng chó. Lần này không tính, tôi không chơi nữa. Khương Thái Thanh cầu xin, gâu gâu gâu, tôi là một con chó, vậy đã được chưa? Số tiền này... tôi thật sự không thể cho anh được. Giang Thái Thanh cũng hết cách. Anh ta vẫn phải dựa vào số tiền này để bảo vệ tôn nghiêm của mình trước mặt cha. Nếu không, anh ta có thể bị đuổi ra khỏi gia tộc. Hơn nữa, nếu để cha anh ta biết chuyện xảy ra ở đây ngày hôm nay, anh ta vừa về đã lại thua thêm 100 triệu nữa,
chắc ông ấy sẽ đánh gãy chân anh ta mất. 2. Hoa Quốc Đống lắc đầu thở dài. Anh ta sợ rằng cuộc đời người bạn tốt này của mình sẽ bị hủy hoại trên bàn cờ bạc mất. 10 lần cược thì 9 lần thua. Diệp Lâm lạnh lùng nói, tôi vừa mới nói rồi, anh may mắn có thể thắng được, sớm muộn gì cũng sẽ thua. Đây chính là sự thật của cờ bạc. Phải, anh nói phải. Đương nhiên là Khương Thái Thanh biết sự thật đơn giản này. Khi trở về Trung Quốc, anh ta vốn cho rằng với 100 triệu này, anh ta sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, nhưng khi đối mặt với cám dỗ, anh ta vẫn không thể chịu đựng được. Nể mặt đồ đệ của tôi có thể không lấy số tiền này. Diệp Lâm nói, nhưng sau này, anh phải hứa không được đánh bạc nữa. Cai cờ bạc. Nghe Diệp Lâm thuyết phục, Khương Thái Thanh vừa hối hận, vừa áy náy. Thần cờ bạc, anh nói không sai, tôi cũng biết, cược 10 thì thua 9, đây là con đường không thể quay lại, chỉ là tôi không thể khống chế được chính mình mà thôi. Nhưng sau này tôi sẽ cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân không chơi cờ bạc nữa. Hoa Quốc Đống nói, nếu cậu thực sự có thể làm được điều này thì tốt quá. Tôi chỉ sợ chẳng bao lâu sau cậu lại chạy ra ngoài chơi thôi. Kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ cùng nhau giám sát cậu. Bàng Văn Hiên cũng nói, cậu đừng hòng đi đâu cải. Thấy các bạn bè sát cánh bên mình, ngay cả Diệp Lâm, một thần cờ bạc chân chính, cũng thuyết phục anh ta bỏ cờ bạc. Khương Thái Thanh rút ra kinh nghiệm, quyết định bỏ cờ bạc. Ha ha, nếu cậu có thể ngừng đánh bạc thì chắc mặt trời sẽ mọc từ hướng Tây. Đúng lúc này, một thanh niên khác từ bên ngoài đi vào. Liễu thiếu gia. Khi mọi người xung quanh nhìn thấy điều này, họ đều chào hỏi. Anh ta là Liễu Thành Đài, một trong bộ tứ thiếu gia của Yến Kinh. Cha anh ta là cục trưởng cục dân chính, giống như cha của Hoa Quốc Đống và Bàng Văn Hiên, cũng là một quan chức cấp 3. Liễu thiếu gia, sao giờ anh mới tới? Chỉ còn thiếu mỗi anh thôi đó. Liễu Thành Đài mỉm cười thở dài, có chút tiếc nuối, tiếc thật, hôm nay tôi bỏ lỡ một vở kịch hay rồi. Kịch hay nào cơ, mọi người đồng loạt hỏi, vừa rồi ở đây cũng có một màn kịch hay đấy, anh bỏ lỡ mất rồi. Ba con xúc sắc, tung ra 63 điểm. Kịch hay như vậy e rằng sau này khó mà gặp lại được. Tuy nhiên, Liễu Thành Đài lại mỉm cười khinh thường, một đám rốt nát như các anh thì có thể bày ra trò gì hay chứ? Các anh có biết tôi đang nói đến chuyện gì không? Nếu tôi mà nói ra, chắc các anh sẽ sợ chết khiếp. Những lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm hứng thú, thi nhau hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Có chuyện gì thế? Tôi đã bỏ lỡ điều gì à? Đừng có úp úp mở mở nữa. Nhanh nói cho tôi biết đi. Liễu Thành Đài mỉm cười thần bí, thấp giọng nói, các anh đều biết võ cổ giả, đúng không? Võ cổ, lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi, lặng lẽ gật đầu. Đương nhiên là chúng tôi biết rồi. Bàng Văn Hiên nói, ông nội tôi thậm chí còn mời võ cổ giả đến nhà kia. Bàng Văn Hiên không khỏi cảm thấy tự hào, mời được một võ cổ giả thực sự về nhà thật vinh dự biết bao. Võ cổ thì sao? Hoa Quốc Đống cũng tò mò hỏi, cậu gặp được võ cổ giả à? Liễu Thành Đài lắc đầu nói, nếu có thể gặp được thì tốt rồi, chỉ thiếu chút nữa thôi. Nghe nói, hôm nay có người của hai gia tộc võ cổ đến Yến Kinh đấy. Hả, lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lại lần nữa chấn động. Bình thường một gia tộc võ cổ đã hiếm gặp rồi, hai gia tộc võ cổ cùng xuất hiện thì lại càng hiếm gặp hơn. Nghe xong lời này, Diệp Lâm đột nhiên giật mình. Thầm nghĩ không phải là nhà họ Ninh và nhà họ Tân vừa mới xuất hiện trong nhà anh đấy chứ. Liễu Thành Đài tiếp tục tỏ ra thần bí, các anh đoán xem. Hai võ cổ giả xuất hiện, trong đó một người đã bị giết. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Cậu đang đùa sao? Bàng Văn Hiên vừa ngạc nhiên, vừa kinh hãi hỏi. Võ cổ không thể bị xúc phạm, ai dám giết một võ cổ giả, mà ai lại có khả năng đó cơ chứ? Nhìn xem, tôi nói các cậu cũng đâu có tin. Liễu Thành Đài nói, lúc đầu, tôi cũng không tin, nhưng là có người tận mắt chứng kiến đấy. Ai? Liễu Thành Đài đưa tay chỉ vào một người khác đi cùng mình, này, Cố Nam Phong. Kể cho mọi người nghe đi. Cố Nam Phong khẽ ho một tiếng, hôm nay, tôi đi theo cha tôi tham dự bữa tiệc của nhà họ Diệp. Tôi đã tận mắt chứng kiến, một chàng trai trẻ nhà họ Diệp, chỉ với một nhát kiếm đã giết chết một võ cổ giả. Nhà họ Diệp. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống và những người khác nghỉ hoặc nhìn về phía Diệp Lâm. Nhưng ánh mắt đó dường như đang hỏi, trong nhà họ Diệp của anh có người khủng khiếp như vậy sao?
nhà họ Diệp này đúng là ngọa hổ tàng long mà. Cố Nam Phong đang nói chuyện cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, sắc. Mặt đột nhiên cứng đờ, không thể nói tiếp được nữa. Anh ta lắp bắp, chỉ nói được một câu, anh. Anh Diệp. Lúc nhìn thấy Diệp Lâm, Cố Nam Phong lập tức sợ đến mức ngây người. Anh ta không ngờ mình lại nhanh chóng gặp được Diệp Lâm như vậy. May là lúc nãy anh ta không thêm mắm thêm muối, bịa đặt lung tung khi kể về chuyện của Diệp Lâm. Có điều, Cố Nam Phong vẫn có chút lo lắng, lỡ như Diệp tiên sinh không thích khoe khoang, không muốn những chuyện mình làm bị truyền ra ngoài, thì chẳng phải là mình đã bị bắt ngay tại trận hay sao? Diệp tiên sinh, tôi không có chuyện lung tung, tôi chỉ nói cho đám Liễu thiếu nghe thôi, tôi bảo đảm không nói nữa, tôi câm miệng ngay đây. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống sợ ngây người, Bàng Văn Hiên sợ ngây người, còn Khương Thái Thanh thì cực kỳ chấn động. Mọi người ngạc nhiên mà nhìn về phía Diệp Lâm. Cho dù là ai thì cũng không ngờ người nhà họ Diệp giết một vị cổ cõ giả chính là Diệp Lâm. Trời ạ, Hoa Quốc Đống không nhịn được hét lên. Vừa rồi anh ta còn đang suy nghĩ nhà họ Diệp là nhà nào mà dám giết cả cổ võ giả, còn trâu bò hơn cả sư phụ mình nữa. Sư phụ, anh thật sự giết cổ võ giả hả? Thấy dáng vẻ thất thố của Hoa Quốc Đống, Diệp Lâm bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ là một tên cổ võ giả thôi mà, có gì mà anh phải làm quá lên như thế? Đây có phải lần đầu tôi giết cổ võ giả đâu? Cái gì? Ý của Diệp Lâm là đây không phải là lần đầu anh giết cổ võ giả. Đáng sợ quá đi. Mọi người bị chấn động tới mức không khép miệng lại được. Cổ võ không thể chịu nhục. Bàng Văn Hiên ngạc nhiên hỏi, rốt cuộc thì anh đã giết bao nhiêu người rồi? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cổ võ giả, Diệp Lâm liền bắt đầu nghe thấy câu cổ võ không thể chịu nhục, nghe đi nghe lại nhiều đến mức sắp chai lỗ tai luôn rồi. Không thể chịu nhục, thì cũng bị anh giết đấy thôi. Cổ võ không thể chịu nhục gì chứ? Diệp Lâm khinh thường nói, đại hạ chúng ta, người người như rồng, ai cũng bình đẳng, ai cũng không thể chịu nhục. Bọn họ ỷ vào cái thân phận đặc thù của mình rồi đi huênh hoang khắp nơi. Bọn họ có thể nhục nhã người khác, rồi lại muốn người khác kính sợ bọn họ, thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Xem như bọn họ xui xẻo, hai lần rơi vào tay tôi, thua trong tay tôi. Tôi không quan tâm cổ võ không thể chịu nhục gì đó. Nghe lời nói của Diệp Lâm, đám người Bàng Văn Hiên vừa chấn động vừa khâm phục. Bọn họ thầm nghĩ chỉ có Diệp Lâm mới dám nói như vậy. Quả nhiên là cổ võ giả, cách nói chuyện đúng là rất tự tin. Lúc này, Bàng Văn Hiên chợt có chút sợ hãi khi nghĩ lại, may mà hôm nay mình cố ý đến đây để nghiêm túc xin lỗi Diệp Lâm. Trong lúc vô tình mình đã chọc tới loại người tài ba ngay cả cổ võ giả cũng dám giết. Nếu bị anh ta theo dõi thì chắc là cả gia tộc mình đều không được yên ổn. Ha ha, không hổ là sư phụ tôi, xem ra nhà họ Diệp cũng đã rơi vào trong tay sư phụ rồi. Hoa Quốc Đống nói với vẻ mặt kiêu ngạo, thầm nghĩ ánh mắt của mình quả nhiên không tệ, bái sư phụ bái đúng lắm rồi. Diệp thần, anh vĩnh viễn là thần. Khương Thái Thanh vốn cho rằng Lâm là một vị thần giới bài bạc, nào ngờ bài bạc chỉ là một năng lực không hề nổi trội của anh. Một khi anh nổi cơn tàn nhãn, thì ngay cả cổ võ giả anh cũng dám giết. Đây là kiểu thần thánh gì vậy trời? Sư phụ, tôi cũng muốn bái sư phụ. Khương Thái Thanh hồi hồn lại, la hét muốn nhận Diệp Lâm làm sư phụ. Rốt cuộc thì anh ta đã từng ở nước ngoài, nhận thần cờ bạc ở phố người Hoa làm sư phụ. Thì đến loại người trâu bò dám giết cả cổ võ giả như Diệp Lâm, sao anh ta có thể không muốn nhận làm sư phụ được chứ? Tôi cũng vậy, Bàng Văn Hiên cắn răng, quỳ một gối xuống đất, thật lòng bái sư. Rốt cuộc thì đây là người mà ngay cả chị cả cũng kính trọng, anh ta muốn bái sư là sẽ không sai. Và đây còn là người mà ngay cả cổ võ giả cũng dám giết, anh ta dù có nhắm mắt lại bái sư cũng không thành vấn đề. Các cậu, thấy vậy, Liễu Thành Đài có chút ngẩn ngơ. Mình vừa tới đây thôi mà mấy người này lại liên tiếp đòi bái sư là sao? Chuyện này là lạ làm sao đấy? Vậy thì hiện giờ đã có 3 trong 4 thiếu ở Yến Kinh là đồ đệ của Diệp Lâm. Nếu mình không bái sư theo, thì có phải là mình không hòa hợp với tập thể hay không? Có khi nào mình sẽ bị đuổi ra khỏi vị trí 4 thiếu Yến Kinh hay không? Nghĩ đến đây, Liễu Thành Đài dứt khoát bái sư với bọn họ, vậy tôi cùng các cậu có phúc cùng hưởng, cùng bái sư luôn đi. Trong nhất thời, cả 4 thiếu ở Yến Kinh đều nhận Diệp Lâm làm sư phụ. Một người giỏi y thuật, giỏi võ đạo, giỏi luôn cả bài bạc, còn dám chém giết cổ võ giả. Nếu không phải 4 thiếu nhanh chân thì những người khác cũng muốn bái sư, thậm chí nhận làm cha nuôi cũng được.
Các cậu. Hoa Quốc Đống sửng sốt, không ngờ đám người này lại đi tranh giành sư phụ với mình. Anh ta lập tức có loại cảm giác cái thứ mà mình yêu quý sắp bị người ta dùng chung. Anh ta bừa ổn bã, có chút không muốn chia sẻ. Quốc Đống, cậu có còn coi bọn tôi là anh em tốt nữa không vậy? Khương Thái Thanh nói, cậu có một vị sư phụ ghê gớm như thế, sao không chịu dẫn đến giới thiệu với bọn tôi sớm hơn hả? Nếu tôi quen biết anh ấy sớm hơn, thì tôi đã bái sư lâu rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay? Bàng Văn Hiên cũng nói, đúng vậy, chỉ có cậu là may mắn hơn bọn tôi, quen biết Diệp Tiên Sinh sớm hơn bọn tôi, cùng lắm thì bọn tôi để cho cậu làm đại sư huy nhi. Tuy rằng tôi còn chưa biết rõ các cậu muốn làm gì. Liễu Thành Đài nói, nhưng mà chúng ta đã nói là cùng tiến cùng lùi, các cậu muốn bái sư cũng phải dẫn theo tôi mới được. Thấy vậy, Diệp Lâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Không ngờ buổi gặp mặt do Hoa Quốc Đống tổ chức lại mang đến cho mình nhiều đồ đệ thế này. Anh có ý định từ chối, chỉ là đối phương cứ quỳ mãi không chịu đứng lên. Sư phụ, tôi hứa với anh là bắt đầu từ hôm nay sẽ cai bài bạc. Khương Thái Thanh nói, nếu anh không nhận tôi làm đồ đệ, thì ngày mai tôi sẽ đi sòng bạc phá của nữa. Vì nhà họ Khương không bị tôi đánh bạc tới mức cửa nát nhà tan, xin anh hãy thương xót nhận tôi làm đồ đệ đi. Sư phụ, tôi thật sự muốn đi theo anh học hỏi, để không bị người ta xem thường nữa. Bàng Văn Hiên thổ lộ tâm tình, có lẽ ở trong mắt người ngoài, bọn tôi có vẻ ngoài hào nhoáng, có thân phận quyền quý. Nhưng thực tế thì áp lực đến từ chính bậc cha chú trong nhà, khiến bọn tôi không ngẩng đầu lên nổi. Bọn tôi còn trẻ, có ai không muốn làm nên chuyện đâu. Rồi có ai muốn bị người ta mắng là đám nhị đại ăn chơi trác táng chứ. Chỉ là người lớn trong nhà quá lóa mắt, còn bọn tôi thì lại quá bình thường thôi. Sư phụ, anh lợi hại như vậy, chỉ cần truyền bừa một chút bản lĩnh nào đó cho bọn tôi là được, để bọn tôi có thể nở mày nở mặt mà đứng thẳng người. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều sôi nổi gật đầu. Không có ai là trời sinh không học vấn không nghề nghiệp, bọn họ chỉ là một đám người đáng thương bị đào thải, đành phải sống mơ màng qua ngày để an ủi bản thân. Nhưng khi thấy loại người đáng gờm như Diệp Lâm, bọn họ dường như thấy được hy vọng, một đi theo anh làm nên chuyện lớn. Sư phụ, hay là anh nhận bọn họ đi? Lúc này, Hoa Quốc Đống cũng nói thêm vào, lúc nấy gọi điện thoại, anh cũng nói là có một vụ mua bán lớn mà. Anh nhận hết 4 người chúng tôi làm đồ đệ, chúng tôi sẽ cùng anh làm một vụ lớn. Nghe vậy, Diệp Lâm nghĩ nghĩ rồi hỏi, các cậu bái tôi làm thầy, các cậu không sợ thế gia cổ võ gây chuyện với các cậu sao? Đừng quên là cổ võ không thể chịu nhục. Tôi giết cổ võ giả, bọn họ không động được tôi, nhưng lại có thể động được người bên cạnh tôi, vào bất cứ lúc nào. Các cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ, nếu không khi ấy dù có hội hận thì cũng đã muộn rồi. Đây đúng là một vấn đề lớn, cũng là một vấn đề mang tính hiện thực. Không phải ai cũng có thể chịu đựng được sự trả thù của thế gia cổ võ. Kể cả khi bọn họ có tiếng là bốn thiếu, có gia thế hiển hách trong thế giới người thường. Thế gia cổ võ không quan tâm mấy thứ đó. Bọn họ chỉ biết rằng đám người kia là đồ đệ của Diệp Lâm. Bọn họ không động được Diệp Lâm, chẳng lẽ cũng không động được đồ đệ của Diệp Lâm hay sao? Giống như trước đây Susan đã bị liên lụy khi đi theo Diệp Lâm vậy. So với nhà họ Trương ở Phụng Thiên, sự trả thù đến từ cổ võ sẽ càng thêm dữ dội và đáng sợ. Vừa nghe Diệp Lâm nói vậy, 4 người lập tức im lặng. Kể cả Hoa Quốc Đống, anh ta thậm chí không thể không suy xét lại lần nữa. Không phải là vì Hoa Quốc Đống sợ hãi cho mình, anh ta chỉ là sợ hãi liên lụy đến cha mình, thậm chí là gia tộc mình. Rốt cuộc thì kia chính là cổ võ, muốn đắc tội thì phải tự nghĩ lại xem mình có đắc tội nổi hay không. Tôi không sợ, Khương Thái Thanh là người đầu tiên tỏ thái độ, lớn tiếng nói. Sư phụ vừa nói rồi mà, cổ võ là cái thứ gì chứ, bọn họ dám gây chuyện với bọn tôi liền cùng sư phụ đánh trả lại. Hơn nữa, sư phụ tài cao lớn mật. Đã dám giết cổ võ thì chắc chắn là không sợ bọn họ trả thù. Có sư phụ ở đây, bọn tôi sẽ không sợ bọn họ. Bàng Văn Hiên cũng nói, cha tôi thường nói người muốn làm chuyện lớn, thế nào cũng phải trải qua rừng rậm gai góc, nếu sợ phiền phức thì dứt khoát nằm yên ở nhà cho rồi. Bọn tôi bái sư là vì muốn cùng sư phụ đi lên một con đường khác biệt. Mặc dù con đường phía trước đây chông gai, thì bọn tôi cũng sẽ đi thẳng không lùi. Cổ võ không thể chịu nhục gì chứ. Liễu Thành Đài cười nói, sau này bọn tôi chỉ biết một câu là sư phụ không thể chịu nhục. Trong nhất thời, cả 4 người đều tỏ thái độ,
cho dù phải làm kẻ địch với cổ võ thì cũng sẽ không lùi bước. Thấy vậy, Diệp Lâm thầm nghĩ trước đây nhận Hoa Quốc Đống làm đồ đệ là vì coi trọng mối quan hệ với người nhà họ Hoa, có lẽ có lúc nào đó sẽ dùng được. Bây giờ cả bốn thiếu Yến Kinh ở ngay trước mặt anh, các mối quan hệ trong nhà cũng hiển hách không kém. Được rồi, Diệp Lâm đồng ý, vậy tôi tạm thời nhận thêm ba người các anh. Nghe vậy, ba người đều vui vẻ kính rượu với Diệp Lâm, bái sư ngay tại chỗ. Mọi người xung quanh cũng sôi nổi chúc mừng. Chúc mừng bốn thiếu có được danh sư. Thật là hâm mộ, tôi cũng muốn có một vị sư phụ có bản lĩnh như thế. Nếu sau này có thu thêm đồ đệ thì đừng quên nói cho bọn tôi biết. Khi ấy bọn tôi sẽ đến báo danh trước. Cứ như vậy, bốn thiếu Yến Kinh đều nhận Diệp Lâm làm sư phụ. Hoa Quốc Đống bái sư sớm nhất, nên cứ theo lẽ thường mà trở thành đại sư huynh trong bốn thiếu. Thứ tự kế tiếp được xếp theo thời gian gặp Diệp Lâm, đó là Bàng Văn Hiên, Khương Thái Thanh và Liễu Thanh Đài, đây chính là đệ tử 234. Sau khi bái sư xong, Diệp Lâm gọi mọi người ngồi xuống, bắt đầu nói vào chuyện chính. Lần này tôi tới đây là để bàn bạc một vụ làm ăn với các cậu. Đó là, Diệp Lâm nói cho bọn họ nghe về kế hoạch của mình. Nghe Diệp Lâm nói muốn mở rộng tay chân trong ngành dược phẩm, mọi người vừa chấn động vừa mong chờ. Có điều, ngoài Hoa Quốc Đống ra thì ba người còn lại không ai biết sư phụ bọn họ châu bò đến thế nào trong y thuật. Muốn làm ngành dược phẩm thì cần phải có chi phí nghiên cứu phát minh. Bàng Văn Hiên nói với vẻ mặt lo lắng, chắc là hơi khó khi muốn làm tốt trong ngành này. Bọn họ có thể giúp đỡ gom tiền, nhưng bọn họ biết đi đâu tìm nhân tài ngành dược phẩm. Ha ha, Hoa Quốc Đống cười nói, các cậu vừa mới bái sư nên không biết sự lợi hại của sư phụ chúng ta. Tóm lại, các cậu chỉ cần biết rằng sư phụ chúng ta có năng lực cứu sống người chết và làm xương cốt mọc ra thịt là được. Chỉ là một ngành dược phẩm nhỏ nhoi thôi mà, nếu sư phụ gia nhập thì có thể phân một nửa giang sơn. Cứu sống người chết và làm xương cốt mọc ra thịt, nghe cái cách nói khoa trương của Hoa Quốc Đống, mọi người đều sửng sốt. Đã vậy thì sư phụ nói xem phải làm sao, bọn tôi đều sẽ dốc sức làm theo. Khương Thái Thanh không hề nghỉ ngờ, vội vàng nói. Bây giờ tôi đang gặp một chút phiền phức nhỏ, viện trung ương một cách đơn giản. Diệp Lâm kể lại chuyện bệnh. Cái gì? Nghe nói bệnh viện trung ương dám uy hiếp sư phụ mình, Khương Thái Thanh lập tức vỗ bàn nói, bọn họ hay lắm. Một cái bệnh viện trung ương nho nhỏ mà dám làm như thế hải. Bệnh viện trung ương trực thuộc lễ bộ hả? Hoa Quốc Đống hỏi. Lễ bộ nằm trong 6 bộ, có trách nhiệm quản lý về giáo dục, văn hóa, ngoại giao và y tế. Bệnh viện trung ương nằm trong sự quản lý của lễ bộ. Đúng vậy. Khương Thái Thanh gật đầu, rồi quay sang đảm bảo với Diệp. Cha tôi làm việc bên đó, chuyện này cứ giao cho nhà họ Khương chúng tôi. Có nhà họ Khương chúng tôi lo liệu, đám bệnh viện trung ương kia chẳng dám làm gì sư phụ đâu. Diệp Lâm vừa lòng gật đầu, nếu nhà họ Khương có thể ra tay giải quyết bệnh viện trung ương, thì tên đồ đệ này xem như nhận đúng rồi. Có điều, Khương Thái Thanh do dự một lát rồi cười khổ nói miệng không có bằng chứng. Cho dù tôi muốn giúp sư phụ, nhưng chỉ dựa vào lời nói của tôi thôi, thì cha tôi sẽ không tin. Vậy nên sư phụ cần phải lấy ra cái thứ gì dùng được, làm cha tôi tin tưởng, thì nhà họ Khương mới có thể hoàn toàn đứng về phía sư phụ được. Rốt cuộc thì Khương Thái Thanh ăn nhậu chơi bời mới là chuyện bình thường. Nếu có một ngày, anh ta đột nhiên chạy về nhà nói với cha mình là mình muốn làm ăn trong ngành dược phẩm, còn muốn nhờ cha giúp đỡ trông chừng, thì cha tin mới là lạ. Vậy nên Khương Thái Thanh cần phải lấy được một chút thành quả trong tay Diệp Lâm về để cho cha mình tin tưởng. Ừ, được thôi. Dứt lời, Diệp Lâm lấy một viên đan dược đặt trên bàn. Anh lấy nó về cho cha anh uống. Sau khi uống xong, ông ấy sẽ biết ngay là anh không lừa ông ấy. Sư phụ! Khương Thái Thanh cầm viên đan dược lên, tò mò hỏi, nó có hiệu quả gì vậy? Ha ha! Diệp Lâm cười thần bí, nói, uống rồi sẽ biết. Nhìn Diệp Lâm thuận tay lấy ra một viên đan dược, đám người Bàng Văn Hiên và Liễu Thanh Đài đều sáng mắt lên đòi một viên. Thấy bọn họ đều trông mong nhìn mình, Diệp Lâm mỉm cò ỏ ai gặp thì có phần. Các anh mỗi người một viên, lấy về cho người nhà uống, nhớ là đừng nói nhiều, đợi uống xong rồi bọn họ đều sẽ biết được giá trị của thuốc thôi. Dứt lời, Diệp Lâm lấy một lọ thuốc xinh đẹp ra, đổ đan dược ra chia ra cho mọi người, ai gặp thì có phần. Xua lưng đám nhị đại ăn chơi trác táng này đều là gia thế hiển hách. Diệp Lâm chỉ cần dùng một viên đan dược là có thể lôi kéo được một gia tộc nhà quan.
có thể nói là dùng ít phí tổn đi kiếm lời to. Chờ sau khi tôi hoàn toàn phát triển được sự nghiệp trong ngành dược phẩm, tôi sẽ phân cho các cậu một phần lợi nhuận. Vẫn là chia 9:1. Diệp Lâm thà rằng chia một phần này cho 4 người đồ đệ của mình, cũng không muốn cho bệnh viện trung ương. Một phần, nghe vậy, mọi người cũng không nghĩ nhiều. Tuy rằng bọn họ cảm thấy ít, dù sao thì một chia ra cho 4, mỗi người chỉ được 0.2 năm thôi. Nhưng sư phụ đã nói vậy rồi, thì không ai dám phản bác hoặc chê ít. Bọn họ không ngờ rằng, chỉ với một phần lợi nhuận này thôi, mà trong tương lai có thể khiến cho mỗi người trong bọn họ đều có giá trị hàng chục tỷ, hoàn toàn không còn cái tiếng ăn chơi trác táng, nở mày nở mặt, nâng cao địa vị trong tộc của mình. Sau khi dặn dò xong, Diệp Lâm và 4 người đều tách ra. Mọi người ra khỏi quán bar, mạnh ai nấy đi. Khương Thái Thanh cầm đan dược mà Diệp Lâm cho mình, tràn đầy tin tưởng đi về nhà. Ở trong mắt anh ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người làm chuyện lớn, và sớm muộn gì cũng sẽ khiến cha mình thay đổi cách nhìn về mình. Hừ, cái thằng bất hiếu này, mày còn có mặt mũi về nhà hả? Khương Thái Thanh vừa vào nhà liền nghe thấy tiếng quát giận dữ của cha. Nghe thấy giọng nói của cha, anh ta mới giật mình nhớ lại là mình đã ra khỏi nhà hơn nửa tháng. Tuy rằng lần này mình về nhà là để bày tỏ quyết tâm đi làm chuyện đứng đắn với cha, nhưng mà chuyện này nói ra thì rất dài, và ở trong mắt cha, mình vẫn còn là một tên ăn chơi trác táng, nghiện cờ bạc hết thuốc chữa kia. Để tao đánh gãy chân mày, xem mày còn dám đi cờ bạc nữa không? Lúc Khương Thái Thanh đang ngây người, ông Khương cầm một cây gậy sắt lao tới, bất chấp tất cả mà đánh về phía Khương Thái Thanh. Ông điên rồi, khó lắm con trai mới trở về, mà ông còn đánh nó nữa. Lúc nãy đã nói là không tức giận, bình tĩnh mà nói chuyện với con trai rồi mà. Bà Khương lập tức chạy theo, liều mạng kéo ông Khương lại. Hừ, tôi đã hết lời hết lẽ với cái thằng bất hiếu này rồi, không đánh là không dạy được. Ông Khương tức giận nói, là vì khi còn nhỏ ít đánh, nên lúc lớn lên nó mới thành thế này. Tôi mới nhận được điện thoại của đồng nghiệp, bà nói xem thằng bất hiếu này lại đi làm cái gì. Nó đi ra nước ngoài, đi sòng bạc ở phố người Hoa đánh bạc. Hình như còn nhận thần cờ bạc gì đó làm sư phụ nữa. Đúng là ném hết mặt mũi nhà họ Khương chúng ta rồi. Nếu không nghe cuộc gọi kia, thì ông Khương cũng sẽ không tức giận như hiện giờ. Con trai ăn chơi trác táng thì thôi đi, đằng này còn nhận thần cờ bạc gì đó làm sư phụ nữa, nó đây là muốn chết hẳn trên con đường cờ bạc đây mà. Thằng bất hiếu này, hôm nay tao đánh chết mày cho rồi. Dứt lời, ông Khương giơ cây gậy sắt lên, xem như là chưa từng sinh ra mày đi. Lúc này, Khương Thái Thanh mày mặt xấu hổ, anh ta biết rõ những chuyện mình từng làm hoang đường đến thế nào, lập tức quỳ xuống nhận sai, cha ơi. Con biết sai rồi. Con đã hứa với sư phụ là sau này không cờ bạc nữa. Con muốn đi theo sư phụ làm ăn đàng hoàng. Nghe con trai lại nhắc đến sư phụ, ông Khương tưởng rằng là sư phụ cờ bạc gì đó, lập tức giận dữ hơn nữa. Mở miệng ra là sư phụ, mà dám nói là biết sai rồi. Tao đánh chết cái thằng bất hiếu mày. Dứt lời, ông Khương đập mạnh cây gậy sắt xuống. Ai bà Khương lo lắng cho con trai, liều mạng bảo vệ con trai. Hai vợ chồng lôi kéo với nhau, trong lúc vô tình cây gậy sắt kia lại nện lên đầu bà Khương. Máu tươi lập tức chảy xuống, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Vợ ơi, ông Khương thấy vậy thì vội vàng vứt bỏ cây gậy sắt, chạy đi ôm vợ mình. Mẹ ơi, Khương Thái Thanh cực kỳ sốt ruột nhào lại bên cạnh mẹ mình. Một cây gậy sắt kia gần như đánh chết ngay tại chỗ bà Khương đã hơn 50 tuổi. Bà Khương hơi thở thoi thóp, có chút không chịu nổi nữa. Nhất là máu tươi trên trán, giống như là nước chảy, chảy mãi không dừng. Thanh Nhi, bà Khương nói trong cơn đau đớn, hứa với mẹ, sau này đừng đánh bạc nữa, cũng đừng chọc cho cha con tức giận nữa. Mẹ, con đồng ý với mẹ, mẹ nói cái gì con cũng đồng ý. Khương Thái Thanh hét lên, mẹ đừng nói nữa. Con lập tức dẫn mẹ đi bệnh viện. Mẹ sẽ không sao đâu. Ông Khương đôi mắt đỏ bừng, giận dữ nói, nếu mẹ mày có chuyện gì thì tao sẽ đánh chết mày, cho mày chôn chung với mẹ mày. Sau khi nghe lời nói tàn nhẫn của ông Khương, Khương Thái Thanh tỏ vẻ rất vô tội. Rõ ràng cha là người đánh mẹ, sao cha lại bắt con đi chôn cùng mẹ? Đương nhiên, Khương Thái Thanh cũng biết tất cả đều là do mình, chẳng thể trách cha mình được. Nếu mẹ thật sự vì vậy mà xảy ra chuyện, thì dù mình không đi chôn cùng, mình cũng sẽ áy náy suốt đời. Còn thất thần làm gì nữa? Mau cút lên xe đi. Ông Khương gào lên, ra lệnh cho con trai, tao ở đây trông mẹ mày,
mày mau đi lấy xe đi. Khương Thái Thanh giật nảy mình, vô thức chạy ra bên ngoài. Nhưng vừa chạy ra được một đoạn, anh ta lại quay về đường cũ. Sao mày lại quay về rồi? Ông Khương tức muốn điên lên. Con đột nhiên nhớ đến một chuyện. Khương Thái Thanh lẩm bẩm, quả nhiên là không sai. Giống hệt như lời sư phụ nói. Người quen của mình có tai nạn. Đổ máu. Anh ta nhìn mẹ của mình, trường hợp giống như lời nói của Diệp Lâm lúc cho. Đan dược. Lúc đó Khương Thái Thanh không coi trọng lắm, cũng không hề lo lắng. Nhưng mà bây giờ, anh ta chợt nhận ra sự lợi hại của sư phụ mình. Đúng là biết trước tương lai, đúng là thần mà. Cái tên bất hiếu này, ông Khương suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đã tới lúc này rồi mà mày còn nhớ nhung đến thằng sư phụ bài bạc của mày hả? Tao thấy mày hết thuốc chữa thật rồi. Dứt lời, ông Khương còn định túm cây gậy sắt dưới đất lên đánh con trai. Cha, đừng có đánh con nữa. Khương Thái Thanh vội vàng la lên, con có thuốc thần có thể cứu được mẹ. Là sư phụ cho con không ngờ, thế mà lại phải dùng tới nó. Lần này, không đợi ông Khương tức giận đánh mình, Khương Thái Thanh lấy đan dược ra, trực tiếp nhét vào trong miệng mẹ mình. Cái thằng bất hiếu này, mày cho mẹ mày ăn cái gì vậy? Mày muốn hại chết bà ấy hả? Ông Khương hét ầm lên, rồi vội vàng đỡ bà Khương dậy, muốn bà nhả ra. Có điều, ngay lúc này, một màn không thể tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Máu trên trán bà Khương dừng chảy, cả người trở nên khỏe mạnh. Bà đẩy chồng mình ra, tự mình đứng lên. Vợ ơi, bà, ông Khương sửng sốt, mới vừa rồi còn đang trong cơn nguy hiểm, sao bây giờ lại khỏe lên rồi? Chẳng lẽ lúc nãy vợ mình giả vờ, chỉ vì bảo vệ thằng bất hiếu kia? Nhưng mà, ông Khương nhìn về phía vũng máu trên mặt đất, thầm nghĩ chẳng lẽ máu này là máu giả? Con trai, con cho mẹ uống thuốc thần thuốc tiên gì mà mẹ cảm thấy? Khỏe lên ngay vậy. Dứt lời, bà Khương giơ tay lau trán, vết máu trên trán đã khô lại, miệng vết thương không chỉ có ngừng chảy máu, mà còn khép lại, không có một chút vết sẹo nào. Nhìn thấy cảnh này, ông Khương cực kỳ hoảng hốt. Trong nhất thời, ông ta không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa. Chỉ có bà Khương tự mình thể nghiệm là biết được tất cả đều do viên thuốc mà con trai đút cho bà. Mẹ, mẹ không sao rồi, tốt quá đi. Khương Thái Thanh vui vẻ đến mức khóc lên, rồi nhào vào trong ngực mẹ mình. Mẹ ơi, con không bao giờ đánh bạc nữa. Con thật sự không đánh bạc nữa. Thuốc kia là sư phụ cho con. Anh ta còn nói người quen của con có tai nạn đổ máu, nên mới cho con viên thuốc kia. Khương Thái Thanh nức nở kể lại sự lợi hại của sư phụ, thật sự là coi sư phụ mình như là thần tiên vậy. Ông Khương và bà Khương nghe xong mà vẫn không hiểu ra sao. Nhất là ông Khương, ông có chút không thể tin nổi, thầm nghĩ một tên bài bạc mà có thể lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ là chơi trò gì đó để bẫy thằng con trai ngốc của mình? Sư phụ con là sao? Con nói thật ra cho cha nghe xem. Ông Khương hỏi con trai với giọng điệu như là thẩm vấn phạm nhân. Ông nữa rồi, bà Khương chừng chồng mình một cái, nói, đừng có dọa con trai nữa. Dù người ta có là dân cờ bạc, thì ít nhiều gì cũng nhờ có thuốc thần của người ta cứu tôi một mạng. Nếu không thì hiện giờ tôi còn đang nằm trên xe cấp cứu đấy. Bà Khương mang lòng biết ơn với sư phụ của con trai, coi như là ân nhân cứu mạng, định hôm nào tự mình đi nói cảm ơn. Cha mẹ, hai người hiểu lầm rồi. Lúc này, Khương Thái Thanh mới tìm được cơ hội, kiên nhẫn giải thích về chuyện sư phụ hiện giờ của mình là Diệp Lâm. Giỏi y thuật, giỏi võ đạo, kỹ năng bài bạc thần kỳ tới mức thần cờ bạc cũng phải chịu thua, đối mặt với cổ võ giả nói giết là giết. Trong lời miêu tả của Khương Thái Thanh, Diệp Lâm chính là một vị thần không gì không làm được. Thật sự có người lợi hại như vậy hả? Bà Khương nghe xong thì cảm thán liên tục. Nếu chỉ là nghe con trai nói thôi, thì chắc là hai vợ chồng họ Khương sẽ cho rằng con trai nói quá lên. Nhưng mà bà Khương đã tự mình thể nghiệm rồi, lúc nấy bị một cây gậy sắt đánh cho đầu váng mắt hoa, máu tươi chảy ròng, thế mà chỉ cần uống một viên thuốc của Diệp Lâm là đã khỏe lại ngay. Ít nhất thì về mặt y thuật, con trai không có nói quá, thậm chí còn nói chưa đủ quá. Hừm, ông Khương nghĩ nghĩ rồi nói, hình như tôi từng nghe tên của cậu ta rồi. Ngày mai đi làm tôi hỏi thử xem, nghe nói cậu ta là người của ông Khổng Bộ Tài Chính. Ông Khương không nhớ rõ cho lắm, chỉ nhớ là từng nghe người ta nhắc về Diệp Lâm thôi. Nghe nói thân phận của cậu ta hơi phức tạp, đội cận vệ Yến Kinh dường như đang theo dõi cậu ta. Ông Khương không ngờ con trai mình lại có liên quan đến loại người kia. Là phúc hay là họa đây? Mẹ,
thuốc là do sư phụ con tự mình luyện chế. Khương Thái Thanh nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ, mẹ cảm thấy thế nào? Ha ha, bà Khương cười nói, tất nhiên là thuốc thần rồi. Con có thể nhận được loại người ghê gớm như cậu ta làm sư phụ, nhân tiện từ bỏ đánh bạc, đúng là ông trời có mắt. Hôm nào mẹ phải đi cảm ơn sư phụ của con mới được. Chỉ cần có thể làm cho con trai bà quay lại chính đạo, hoàn toàn từ bỏ bài bạc, thì bà đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Nếu cha mẹ thật sự muốn cảm ơn sư phụ con, thì hãy giúp sư phụ con một chuyện đi. Khương Thái Thanh tiếp tục nói, sư phụ con định dùng cái loại đan dược thần kỳ này để gia nhập ngành dược phẩm. Đây là chuyện tốt mà, bà Khương cười nói, có cái loại thuốc thần này, không biết có bao nhiêu người sẽ được cứu sống nữa. Đây chính là chuyện lợi quốc lợi dân, bộ của ông phải ủng hộ nhiều hơn mới được. Ừ, ông Khương gật đầu, Trấn Hưng Trung Y Dược là một trong những động thái lớn dạo gần đây của đại hạ. Tiếc là, Khương Thái Thanh có chút tức giận nói, sư phụ con có bảo vật là có tội. Đám người bệnh viện Trung ương coi trọng cái loại đan dược thần kỳ kia. Sư phụ con không muốn hợp tác với bệnh viện Trung ương đi hố người, vậy nên đắc tội bệnh viện Trung ương. Giám đốc bệnh viện Trung ương còn nói, chỉ cần có bệnh viện Trung ương, thì sư phụ con sẽ không thể bán ra dù chỉ là một viên đan dược. Cái gì, nghe vậy, ông Khương lập tức thay đổi sắc mặt, con nói thật hả? Ông ta tên là Khang Thành Đan, là giám đốc bệnh viện Trung ương. Khương Thái Thanh nói, nếu cha không tin thì có thể hỏi thẳng mặt ông ta. Hay cho một cái bệnh viện Trung ương. Sắc mặt ông Khương càng thêm âm trầm, xem ra là mấy năm nay lễ bộ nhẹ nhàng với bọn họ quá rồi. Kể cả khi chuyện này không có liên quan đến con trai, mà bệnh viện Trung ương kiêu ngạo tùy tiện làm bậy như thế, thì lễ bộ cũng phải có trách nhiệm giám sát sửa chữa. Hiện giờ, thuốc thần không chỉ có cứu được vợ mình, mà trong tương lai sẽ có nhiều người được cứu hơn nữa, vậy mà bệnh viện Trung ương lại định ngang ngược đi chèn ép người ta. Lễ bộ sao có thể ngồi yên nhìn bệnh viện Trung ương làm xăng làm bậy? Yên tâm đi, ngày mai cha đi lễ bộ, nhất định sẽ phái người đi điều tra cho rõ ràng. Con có thể nói với sư phụ con là cứ yên tâm mà đi làm, chỉ cần thuốc của cậu ta có thể trị bệnh cứu người và không có bất cứ vấn đề nào, thì sẽ không ai có thể ngăn cản thuốc được bán ra thị trường. Lễ bộ sẵn lòng mở đường cho loại việc lợi quốc lợi dân như thế, chúng tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ thế lực nào cản trở sự phát triển và lớn mạnh của Trung Y. Nghe lời đảm bảo của cha, Khương Thái Thanh cực kỳ vui mừng, lập tức báo tin tức tốt với sư phụ. Thấy con trai dường như đã bỏ đánh bạc, lại thêm vô cùng tích cực làm việc, ông bà Khương đều rất vui mừng. Thanh nhị, sư phụ con là người có bản lĩnh lớn, con cần phải theo người ta học hỏi đàng hoàng rồi làm việc cho tốt, đừng để lãng phí cơ hội. Bà Khương dặn dò. Vâng, Khương Thái Thanh gật mạnh đầu, nói, cha mẹ yên tâm đi, lần này con nhất định sẽ làm nên chuyện, sẽ không để cho cha mẹ mất mặt nữa. Cùng lúc đó, Liễu Thanh Đài cũng cầm phần thuốc của mình về nhà. Nhà họ Liễu bọn họ chính là hoàng thân quốc thích, cha anh ta quản lý phủ, tông nhân, chính là cơ quan quản lý các công việc trong hoàng gia. Ví dụ như là sắp xếp danh sách họ hàng, cập nhật gia phả, ghi chép tên tuổi thứ tự con cháu hoàng gia, và tất cả các loại chuyện liên quan đến hôn tang gả cưới. Ông nội hoàng, Liễu Thành Đài vừa về đến nhà liền thấy một vị thành viên hoàng thất có uy vọng cực cao trong tộc, cũng là một trong chín lão. Cha anh ta có thể làm việc thuận lợi, ít nhiều gì cũng có sự ủng hộ của ông hoàng. Nếu không có sự ủng hộ của đám đại lão, thì đám người hoàng thất ngạo mạn kia sao có thể coi trọng phủ tông nhân. Thành Đài về rồi hả? Ông hoàng cười hỏi. Liễu Thành Đài nhìn quanh, không thấy bóng dáng cha mẹ đâu, bèn ngồi xuống trò chuyện với ông hoàng. Sau khi chào hỏi vài câu, Liễu Thành Đài tò mò hỏi, cha cháu chưa tan làm. Ông nội hoàng đến đây sớm vậy là có chuyện gì ạ? Ha ha, cũng không có chuyện gì lớn. Ông hoàng vuốt râu, cười nói, ông tìm cha cháu để ngầm bàn về chuyện hậu sự của ông. Ông không thích phô trương, cứ làm đơn giản thôi là được rồi. Cái gì? Hậu sự? Liễu Thành Đài thấy ông hoàng đang êm đẹp mà ngồi ngay đây, sao lại bàn tới chuyện hậu sự rồi? Ông nội hoàng, ông đừng nói đùa nữa. Liễu Thành Đài cười khổ nói, đang yên lành nói mấy chuyện này làm gì? Khụ khụ, lúc này, ông hoàng ho một hơi, rồi cười khổ nói, già rồi, nên tới sẽ tới thôi. Vậy cũng đừng, Liễu Thành Đài vừa vỗ nhẹ lưng ông cụ vừa rót nước cho ông cụ. Ông vừa mới đi khám bệnh, là ung thư phổi thời kỳ cuối. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Ông hoàng uống một ngụm nước, bình tĩnh nói. Liễu Thành Đài nghe vậy thì có chút không thể tin nổi, giống như là sét đánh ngang tai.
Hơn nữa, đây là một chuyện lớn, Liễu Thành Đài biết rõ rằng ông Hoàng sẽ không nói bừa hoặc nói quá lên. Trong nhất thời, Liễu Thành Đài nghẹn lời, không biết phải nên an ủi ông cụ trước mắt như thế nào. May là ông Hoàng không quan trọng chuyện sống chết, có thể bình tĩnh mà tiếp nhận sự thật. Ông đã gần 90 tuổi rồi, từng ăn khổ, cũng từng hưởng phúc, cuộc đời không còn gì tiếc nuối nữa. Ông Hoàng cười thản nhiên. Ông có đi khám bác sĩ bệnh viện Trung ương chưa? Liễu Thành Đài hỏi. Khám rồi, ông Hoàng nói, hiện nay ông đang uống thuốc do bệnh viện Trung ương kê đơn để giữ mạng, nếu không thì đã chết lâu rồi. Vậy nên nhân lúc hiện giờ đầu óc ông còn chưa hồ đồ, đi dặn dò một vài chuyện về hậu sự. Khi ấy, lại phải làm phiền các cháu. Liễu Thành Đài đỏ mắt, nói, đây là trách nhiệm của bọn cháu mày. Bọn họ là viên chức phủ tông nhân, xử lý các công việc liên quan đến hôn tang của hoàng gia là chuyện bình thường. Liễu Thành Đài chợt nhớ đến chuyện gì đó, lấy ra một viên đan ọ, ông nội hoàng, hôm nay cháu theo đám anh em của cháu, mơ hồ mà đi bái một vị sư phụ. Anh ta cho bọn cháu mỗi người một viên đan dược, nói là có thể chữa đủ loại chứng bệnh. Ông nội hoàng, hay là ông uống thử xem. Nghe vậy, ông Hoàng cười cười, cầm viên đan dược lên xem kỹ, nói mạnh miệng thật đấy. Chữa đủ loại chứng bệnh hả? Bác sĩ bệnh viện Trung ương cũng không dám nói như thế ơ. Sau khi nhìn kỹ đan dược, ông Hoàng hơi giật mình, nói, dường như phẩm chất đan dược không thấp, có thể luyện ra đan văn mà, không đơn giản một chút nào. Tuy rằng ông Hoàng không hiểu y thuật, nhưng người ta nói bệnh lâu thành bác sĩ. Ông Hoàng tin tưởng Trung y, mỗi năm đều dùng thuốc dưỡng sinh, vậy nên có điều hiểu biết về phẩm chất đan dược. Đan văn càng phức tạp, chất lượng đan dược càng cao, hiệu quả sẽ càng tốt. Mà viên đan dược này lại có đan văn chẳng chỉ cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là đám bác sĩ bệnh viện Trung ương, dường như cũng không luyện ra được. Chẳng lẽ, đây là một viên thuốc thần? Ông Hoàng cảm thấy tò mò, cũng muốn uống thử viên đan dược kia. Cháu không biết nữa, Liễu Thành Đài cười khổ nói, hay là ông nội Hoàng lấy về cho người hiểu đan dược xem? Nếu không có vấn đề thì hãy uống thử xem. Không cần xem, ông Hoàng cười khẽ, tự ông đã có thể xem ra được đại khá ai ra, dù sao cũng là ung thư phổi thời kỳ cuối, không bằng uống thử để xem vận may đi. Thành Đài, hy vọng sư phụ của cháu là người đáng tin, ha ha. Ông Hoàng vừa nói đùa vừa uống một ngụm trà, viên đan dược trôi theo nước trà vào trong bụng. Sau khi uống thuốc được một lát, đôi mắt ông Hoàng trở nên sáng ngời, cả người cũng trở nên tươi tắn hơn nhiều. Đương nhiên, Liễu Thành Đài không hề cho rằng đó là hiệu quả của đan dược. Có điều, anh ta vẫn thuận miệng hỏi một câu, ông nội Hoàng cảm thấy sao rồi ạ? À, ông Hoàng vừa mừng vừa lo, cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bệnh ung thư phổi khiến ông rất khó thở, thở không nổi, buổi tối khi đi ngủ còn bị ho ra máu. Nhưng mà bây giờ ông Hoàng lại có loại cảm giác toàn thân sảng khoái nhẹ nhàng. Đúng là thuốc thần mà, ông Hoàng cảm thán một câu. Không biết có chữa khỏi bệnh ung thư phổi của ông hay không, nhưng ít nhiều gì cũng làm cơ thể bệnh hoạn của ông nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật hay giả vậy ạ? Liễu Thành Đài cảm thấy có chút không thể tin nổi. Anh ta lấy thuốc thì lấy thuốc, chứ không mang nhiều hy vọng. Lúc nãy thấy ông nội Hoàng dường như sắp không xong rồi, anh ta mới lấy thuốc ra thử vận may. Liễu Thành Đài không ngờ rằng cái loại thuốc chữa đủ loại chứng bệnh trong miệng sư phụ mình thật sự có tác dụng như vậy. Hơn nữa, hiệu quả của nó đang hiện ra trên người ông Hoàng. Liễu Thành Đài cực kỳ ngạc nhiên, vừa định hỏi thêm thì thấy ông Hoàng chợt đứng bật dậy. Ông ta có linh cảm về điều gì đó, định đi bệnh viện để khám lại. Thành Đài, ông không đợi cha cháu được rồi, ông đi trước đây. Dứt lời, ông Hoàng quay người, bước nhanh ra ngoài. Bộp, ây ra. Ông Hoàng vừa đi đến cửa liền đâm trúng cha của Liễu Thành Đài. Ông Hoàng, ông định đi đâu vậy? Ông Liễu giật mình. Thấy ông cụ Hoàng tới nhà là biết có chuyện quan trọng cần nói. Ông Liễu còn chưa kịp giữ lại thì đã nghe ông cụ Hoàng phất tay nói, tôi vốn định tìm cậu bàn về chuyện hậu sự, nhưng bây giờ tôi không muốn chết nữa, ha ha. Tạm biệt. Hậu sự, nhìn ông cụ Hoàng bước đi như bay, dường như còn khỏe mạnh hơn cả mình, ông Liễu bất đắc dĩ lắc đầu, không biết ông cụ Hoàng đang chơi cái trò gì nữa. Cho đến giờ ăn cơm, ông Liễu mới biết được đầu đuôi câu chuyện từ trong miệng con trai mình. Ông ta cảm thấy rất sốc, vội vàng trách mắng con trai. Con thật là làm bậy mài. Sao con lại cho ông Hoàng uống thuốc bậy bạ vậy hả? Lỡ như xảy ra vấn đề gì thì biết phải làm sao? Nghe vậy, Liễu Thành Đài cũng có chút hối hận.
biết rõ ông Hoàng bị ung thư thời kỳ cuối, còn đưa thuốc bậy bạ cho ông Hoàng uống nữa, lỡ như bén khéo thành vụng, gây ra tác dụng phụ, thì chẳng phải là hại ông Hoàng rồi sao? Ai ra, ông Liễu buông bát đũa xuống, lấy điện thoại ra, định gọi điện thoại an ủi ông Hoàng. Lúc này, ông Hoàng chủ động gọi điện thoại qua. Là điện thoại của ông Hoàng, ông Liễu bắt đầu cảm thấy buồn rầu, có khi nào ông Hoàng uống thuốc bậy bạ rồi nhập viện, sau đó gọi điện thoại tới mắng hay không? Hai cha con nhìn nhau, đều cảm thấy không yên lòng. Ông Liễu hít sâu một hơi rồi bắt máy. Con trai cậu có ở đó không? Ông cụ Hoàng vừa mở miệng là hỏi về Liễu Thành Đài. Nghe vậy, ông Liễu sốt ruột giải thích, ông Hoàng, viên đan dược kia. Ừ, cậu cũng nghe nói chuyện đan dược rồi hả? Ông Hoàng cười ha ha, đúng là thuốc thần mài. Tiếng cười của ông cụ Hoàng khiến cho ông Liễu không hiểu ra sao. Ông ta vốn tưởng rằng bệnh tình của ông Hoàng nặng thêm, mà đã nặng thêm thì sao còn cười được. Cái thuốc thần gì đó, thật sự không phải nói giỡn hả? Bây giờ tôi đang ở bệnh viện, mới vừa kiểm tra sức khỏe toàn thân xong, kết quả kiểm tra là bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối của tôi đã khỏi hẳn rồi. Bác sĩ nói đây là kỳ tích về y học. Ông Hoàng tiếp tục cười nói. Cái gì? Ông Liễu nghe xong thì cảm thấy rất sốc. Những gì xảy ra trong hiện thực hoàn toàn trái ngược với những gì mình lo lắng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ thật sự có thuốc thần gì hay sao? Liễu Thành Đài đứng bên cạnh nghe lén. Lúc nghe thấy những lời của ông cụ Hoàng, anh cũng cực kỳ sốc. Đúng là chữa hết mọi bệnh tật. Liễu Thành Đài lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Anh ta thầm nghĩ thảo nào đám người Hoa Quốc đống khóc la đòi bái sư. Đúng là thần y mài. Mình thế mà mơ mơ hồ hồ đi theo bọn họ bái một vị thần y làm thầy, đây chính là một cơ duyên lớn. Thành Đài, cháu đang ở đó hả? Lúc này, trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của ông cụ Hoàng, ông nghe thấy giọng nói của cháu. Viên đan dược của cháu đã cứu ông một mạng, ông không biết nên cảm ơn cháu thế nào nữa. À, phải rồi, cháu nói đan dược là của sư phụ cháu cho hả? Lúc nãy ông đi gấp quá, chưa kịp hỏi kỹ sư phụ cháu là ai. Người nào có thể luyện ra được loại đan dược như thế vậy? Ông cụ Hoàng cảm thấy tò mò, rốt cuộc thì đan dược do ai luyện chế mà lại có tác dụng thần kỳ như vậy? Phải biết rằng bác sĩ nổi tiếng thiên hạ đều làm việc trong bệnh viện trung ương. Ngay cả bệnh viện trung ương cũng không luyện chế ra được loại thuốc chữa đủ bệnh như vậy, thì người có thể luyện chế ra được như sư phụ của Liễu Thành Đài, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cậu ta còn lợi hại hơn cả đám bác sĩ trong bệnh viện trung ương hay sao? Đối mặt với vấn đề của ông Hoàng, Liễu Thành Đài lập tức nói ra tên của sư phụ mình, là Diệp Lâm. Diệp Lâm, đây là lần đầu tiên ông cụ Diệp nghe thấy cái tên này. Ông ta thầm nghĩ vì sao mình chỉ mới nghe thấy tên của người tài như thế chứ? À phải rồi, đan dược đó còn không? Ông Hoàng hỏi tiếp, ông định hỏi sư phụ cháu mua thêm một ít cho đám người già hoàng thất uống, uống một viên sống lâu trăm tuổi đấy mà, ha ha. Ông Hoàng còn muốn bao hết thuốc thần nữa cơ đấy. Còn, Liễu Thành Đài trả lời liên tục, dạo này sư phụ cháu đang chuẩn bị cho việc gia nhập ngành dược phẩm, dốc sức sản xuất và tiêu thụ thuốc thần. Thế hả, ông Hoàng rất ủng hộ, cái loại thuốc thần này lợi quốc lợi dân, công ở ải, lợi ở muôn đời, đáng lẽ phải được bật đèn xanh và phải được cả nước ủng hộ mới đúng. Để xem sau này ai dám nói trung y không bằng tây y. Đúng vậy, Liễu Thành Đài vội vàng phụ họa, rồi thở dài nói, có điều. Thấy Liễu Thành Đài muốn nói lại thôi, hiển nhiên là trong quá trình làm có khó khăn gì đó. Ông Hoàng sốt ruột hỏi, có điều cái gì? Cháu mau nói đi. Có điều, có một vài người muốn cản trở sự xuất hiện trên thị trường của thuốc thần. Liễu Thành Đài nói, ừ, phải rồi, ông Hoàng gật đầu, một thứ mới mẻ xuất hiện, chắc chắn sẽ động đến bánh kem của người khác, phá vỡ cân bằng lợi ích của thế lực cũ. Có điều, loại thuốc này liên quan đến sự khỏe mạnh của người dân. Dù có động đến lợi ích của nhiều người hơn nữa, thì cũng phải mở rộng bằng mọi giá. Có phải lực cản đến từ các ông trùm dược phẩm hay không? Thị trường dược phẩm hiện nay được chia ra làm hai. Một là ông trùm dược phẩm phương Tây, gần như nắm giữ 80% thị trường. Hai là các ngành nghề trung y dược phương Đông, bên này vàng thau lẫn lộ xen lẫn không ít các quốc gia nhỏ phương Đông. Ông Hoàng vừa nghe liền cho rằng lực cản đến từ các ông trùm dược phẩm phương Tây. Bọn họ sẽ không cho phép loại thuốc như thuốc thần xuất hiện trên thị trường. Bởi vì nó sẽ trực tiếp lật đổ tình thế hiện nay của ngành dược phẩm. Không phải, Liễu Thành Đài tung tin bất ngờ, lực cản không đến từ bên ngoài,
mà đến từ bên trong. Bệnh viện Trung ương muốn mua đơn thuốc của sư phụ cháu, còn đưa ra lời mời hợp tác. Sau khi bị sư phụ cháu từ chối, bọn họ ghi hận trong lòng, cản trở đủ điều. Cái gì? Nghe vậy, ông cụ Hoàng rất giật mình. Đây là một chuyện lợi quốc lợi dân, thế mà người đầu tiên nhảy ra phản đối lại là người phe mình. Bệnh viện Trung ương, ha ha, hay cho một cái bệnh viện Trung ương. Có điều, ông cụ Hoàng nhanh chóng nhận ra được các mối liên quan bên trong. Một khi loại thuốc như thuốc thần xuất hiện, không chỉ có động đến lợi ích của dược phẩm Tây Y, mà dược phẩm Trung Y cũng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Huống chỉ, thuốc thần còn nằm trong phạm vi Trung Y, sự xuất hiện của nó sẽ gây ra một sự ảnh hưởng lớn đến mức chưa từng có đối với Trung Y hiện nay. Bệnh viện Trung ương gần như là chơi một mình, lũng đoạn hơn phân nửa thị trường Trung Y, sao có thể trơ mắt ra mà nhìn thuốc thần gia nhập cuộc chơi, đập vỡ bát cơm của mình. Nhân tâm đấy mài ông Hoàng thở dài, đổi lại là ông, chắc là ông cũng sẽ làm như thế thôi. Nếu không đoạt được thì phải phá hủy, nhất quyết không thể để nó xuất hiện đánh vỡ quy tắc hiện có. Ông nội Hoàng, ông có thể giúp sư phụ cháu không? Liễu Thành Đài nói thêm, dù không vì sư phụ cháu, thì cũng vì những người bệnh nặng trên toàn thế giới này. Một khi thuốc thần xuất hiện, nó sẽ cứu được vô số mạng sống của người bệnh. Đây chính là một chuyện mang công đức lớn lao. Ừ, ông cụ Hoàng gật đầu đồng ý, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Sự ra đời của thuốc thần có thể cứu được bao nhiêu người, hoàn toàn phụ thuộc vào việc có thể sản xuất ra bao nhiêu viên thuốc. Ông sẽ đại biểu cho thành viên Hoàng thất, miễn phí làm đại sứ. Ông Hoàng lập tức quyết định, nói với sư phụ cháu là cứ việc yên tâm mà làm. Cậu ta chỉ cần làm tốt một chuyện là dốc sức sản xuất đan dược, còn lại cứ giao cho ông là được. Lúc đan dược ra đời, ông sẽ tự mình ra mặt tuyên truyền, miễn phí làm đại sứ đan dược. Để ông xem thế lực nào dám ra mặt ngăn cản. Bệnh viện Trung ương muốn phá hủy đan dược, cũng phải hỏi xem ông có đồng ý hay không. Nghe ông Hoàng nói vậy, Liễu Thành Đài cực kỳ vui vẻ. Ông Hoàng là một trong 9 trưởng lão của Hoàng thất, vốn dĩ đức cao vọng trọng, hiểu biết rộng rãi, đồng thời có được sự ảnh hưởng nhất định ở trong nước và quốc tế. Ông Hoàng tự mình làm đại sứ cho đan dược, chắc chắn đan dược sẽ nổi tiếng khắp cả nước chỉ trong một đêm. Ơ ó những lời của ông Hoàng, Liễu Thành Đài cuối cùng cũng thấy yên lòng. Anh ta liên tục cảm ơn ông Hoàng thay cho sư phụ mình. Người nên cảm ơn là ông mới đúng. Ông Hoàng cười nói, hôm nào mời sư phụ cháu ra gặp mặt, ông cũng muốn nhìn xem sư phụ thần y trong miệng cháu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, ông Liễu đứng bên cạnh với vẻ mặt tràn đầy chấn động. Tạm thời không nói tới chuyện thuốc thần có thể chữa khỏi bệnh nan y cho ông Hoàng, chỉ nói tới chuyện ông Hoàng hứa hẹn miễn phí làm đại sứ cho đan dược thôi, cũng đủ để gây chấn động khắp cả nước. Ông Hoàng là ai cơ chứ? Ông ấy chính là người mà có dùng bao nhiêu tiền cũng không thể mời được. Có thể khiến cho ông Hoàng chủ động nói miễn phí làm đại sứ, vị sư phụ kia của con trai mình đúng là rất có bản lĩnh. Phải rồi, ông Liễu khó hiểu hỏi, Thành Đài, con có sư phụ khi nào vậy? Sao cha không biết, rốt cuộc chuyện là sao hả? Mới bái sư hôm nay thôi ạ. Liễu Thành Đài cười kể lại chuyện bái sư của mình. Con chỉ là muốn chơi theo bọn Hoa Quốc đống thôi. Nào ngờ thật sự bái được một vị cao nhân làm thầy. Bây giờ nhớ lại, Liễu Thành Đài cảm thấy rất là vui mừng. Ha ha, ông Liễu nghe đầu đuôi câu chuyện, cũng không nhịn được bật cười, đám ăn chơi trác táng phá trời phá đất các con cuối cùng cũng làm được một chuyện đứng đắn. Có thể bái được loại cao nhân kia làm thầy, chính là cơ duyên của con. Sau này con cần phải ngoan ngoãn đi theo sư phụ con làm lớn một trận. Cha có linh cảm. Yến Kinh trong tương lai sẽ có một sự thay đổi lớn về thế cục, và dù có thay đổi thế nào, thì cũng sẽ có một vị trí dành cho sư phụ con. Ở phía bên kia, Phủ Thuận Thiên. Hoa Quốc Đống vừa trở lại cơ quan thì đã thấy nơi này trở nên hỗn loạn, ngay cả bác sĩ bệnh viện Trung ương cũng được mời tới. Hỏi ra thì anh ta càng sốc hơn, hóa ra cha anh ta ra ngoài công tác bị thương. Cha sao rồi? Hoa Quốc Đống hỏi cha mình ở đâu rồi vội vàng đi ra phía sau. Quả nhiên, anh ta nhìn thấy cha mình đang nằm nghiêng trên giường bệnh. Vai ông ta bị thương nặng, dưới gầm giường có một vũng máu đen nhìn rất bắt mắt. Hừ, cha bị kẻ xấu hãm hại. Không sao đâu, không chết được. Cha của Hoa Quốc Đống, Hoa Quân Dương là một người đàn ông hơn 50 tuổi vạm vỡ, xuất thân từ quân đội, là một quân nhân lão luyện, võ công siêu phàm, hiếm có người đối thủ của ông ta. Huống chỉ, bây giờ ông ta đã là thống đốc một phủ, nắm giữ chức vụ cao. Được vệ sĩ vây quanh bảo vệ,
việc ông ta bị thương nặng như vậy là điều không bình thường. Đây là lần đầu tiên Hoa Quốc Đống nhìn thấy cha lại bị thương nặng đến vậy, không khỏi toát mồ hôi. Dù có mạnh mẽ đến đâu thì cha anh ta tuổi tác cũng đã cao. Lúc này, bác sĩ được mời đến từ Bệnh viện Trung ương đang điều trị vết thương cho Hoa Quân Dương. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh lo lắng chờ đợi, đồng thời hỏi vệ sĩ riêng của cha mình, tại sao cha tôi lại bị thương nặng như vậy? Là kẻ nào gây ra? Vệ sĩ trả lời, là người của Đông Hải. Thì ra Phủ Thuận Thiên nhận được tin báo có một nhóm người không rõ nguồn gốc từ Đông Hải đã lẻn vào thành phố Yến Kinh. Phủ Thuận Thiên đã phái người đến kiểm tra, sau đó hai bên nổ ra xung đột, kết quả là các cận vệ của Phủ Thuận Thiên bị đánh bại, tổn thất nặng nề. Với tư cách là thống đốc, Hoa Quân Dương rất tức giận, đích thân dẫn quân đi thân chinh. Mặc dù tất cả những võ giả bí ẩn đó đã bị tiêu diệt nhưng ông ta cũng bị thương nặng. Hai, cũng tại chúng tôi đã đánh giá thấp kẻ địch. Cận vệ thở ra bọn tôi sợ gây náo loạn nên không dám mang theo quá nhiều ngư. Nếu biết trước chuyện này, tôi đã sớm xử lý khu phố rồi bao vây trấn áp rồi. Người đến từ Đông Hải, Hoa Quốc Đống vô cùng ngạc nhiên. Đông Hải là thành phố lớn thứ hai của Đại Hạ, luôn tách biệt hoàn toàn với Yến Kinh. Làm sao cao thủ từ Đông Hải lại đột nhiên đột nhập vào lãnh thổ Yến Kinh, thậm chí dám làm thống đốc Phủ Thuận Thiên của Yến Kinh bị thương? Ai đã cho họ gan để tác oai tác quái ở đây vậy chứ? Bọn họ là ai, tới đây làm gì? Hoa Quốc Đống nhìn không được hỏi. Cái này, cận vệ dừng lại liếc nhìn xếp lớn trên giường. Anh ta không dám tùy tiện tiết lộ những chuyện còn lại, cho dù đối phương có là con trai của thống đốc đi chăng nữa. Là người đến từ chợ đen ở Đông Hải. Lúc này, Hoa Quân Dương nheo mắt. Cau mày, lẩm bẩm, con vẫn còn nhớ lần trước con dẫn quân đi dọn dẹp Lê Viên không? Bi hóa ra là vì chuyện đó. Hoa Quốc Đống chợt nhận ra. Lê Viên ở Yến Kinh là một trong những căn cứ điểm của thị trường chợ đen. Phủ Thuận Thiên hợp tác với đội cận vệ Yến Kinh để triệt phá thị trường chợ đen, chắc chắn các thế lực lớn ở phía Nam sẽ rất tức giận. Sao họ dám tấn công cha tôi vì chuyện này được? Hoa Quốc Đống vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, họ to gan thật. Ha ha lại bật cười. Không ngờ, sau khi nghe được lời nói của con trai, Hoa Quân Dương có cho 10 lá gan, bọn họ cũng không dám đụng đến cha. Dù sao Hoa Quân Dương cũng là quan chức cấp 3, giới chợ đen sao dám đụng vào chứ? Đúng là bọn họ là đến đây vì chuyện đó, nhưng mục tiêu của bọn họ không phải là cha. Chẳng qua là bị đẩy vào đường cùng nên bọn họ mới liều mạng chiến đấu thôi. Ngược lại, cha mới là người khinh địch, để mình bị thương nặng. Ôi, bác sĩ, ông nhẹ tay chút. Nói đến đây, Hoa Quân Dương cau mày, đau đến run lên. Hoa Quốc Đống đứng bên cạnh thấy vậy, trong lòng cảm thấy vừa đau lòng, vừa lo lắng. Khi vẻ mặt của cha dịu đi đôi chút, Hoa Quốc Đống không khỏi tò mò hỏi, mục tiêu ban đầu của họ khi đến đây là ai? Vừa rồi, nghe cha mình kể lại, Hoa Quốc Đống đã mơ hồ đoán được đáp án. Hoa Quân Dương liếc nhìn con trai mình, không còn giấu giếm gì nữa, thẳng thừng nói, là Diệp Lâm mà con đang đi theo gần đây. Mục tiêu ban đầu của bọn họ chính là người này. Quả nhiên là vậy. Nghe vậy, Hoa Quốc Đống lộ ra vẻ mặt đúng như dự đoán. Nhóm người đó thực sự đang nhắm đến sư phụ của anh ta. Đại nhân, vết thương của ngài đã xong rồi ạ. Lúc này, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, thưa ngài, vết thương của ngài rất nghiêm trọng, vết thương còn bị nhiễm một loại chất độc lạ. Bây giờ, chất độc đã xâm nhập vào máu. Mặc dù có thể dùng thuốc tạm thời làm chậm sự phát tác của độc tố, nhưng sau này nó vẫn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cánh tay. Ảnh hưởng? Hoa Quân Dương cau mày, có ảnh hưởng gì? Cánh tay này của tôi còn có thể sử dụng không? Có thể dùng được, bác sĩ do dự một chút, sau đó nói, nhưng sẽ mất đi sức lực, có thể ảnh hưởng đến việc thi triển võ công của ngài. Cái gì? Nghe vậy, Hoa Quân Dương càng thêm sửng sốt. Nếu không dùng lực hoặc thi triển võ công thì cánh tay này cũng đâu có khác. Gì đã tàn phế? Có biện pháp nào chữa khỏi không? Hoa Quân Dương hỏi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Bác sĩ nói, khi trở về, tôi sẽ thảo luận vết thương của ngài với đồng nghiệp và đưa ra phương pháp điều trị tiếp theo. Cấp dưới ở bên cạnh cũng vội vàng giới thiệu, vị bác sĩ này là chuyên gia ngoại khoa nổi tiếng nhất ở Bệnh viện Trung ương đấy ạ. Ừm, Hoa Quân Dương bất đắc dĩ gật đầu, vất vả cho ông rồi. Bây giờ, tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi tin vui từ Bệnh viện Trung ương. Nhìn cánh tay của cha gần như bị tàn phế,
ngay cả các bác sĩ ở bệnh viện trung ương cũng dường như bất lực. Lúc này, Hoa Quốc Đống chợt nghĩ tới sư phụ. Sư phụ thậm chí còn có thể hồi sinh một người sắp chết, chỉ độc trên cánh tay của cha mình hẳn là không có vấn đề gì. Cha, sư phụ của con, cũng chính là Diệp Lâm mà cha vừa nhắc tới. Có lẽ anh ấy có thể chữa khỏi vết thương cho cha. Loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể cha. Cái gì, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều chấn động. Hoa Quốc Đống vì nóng lòng muốn cứu cha mình nên đã vội vàng nói trước khi bác sĩ bệnh viện trung ương rời đi. Điều này ngay lập tức làm dấy lên sự bất mãn của bác sĩ bệnh viện trung ương. Hoa thiếu gia, cậu đừng nên tin tên lang băm kia. Bác sĩ bệnh viện trung ương khinh thường hừ mội gờ, không cần thăm khám mà dám cam đoan có thể chữa khỏi mọi bệnh tật thì chỉ có lừa đảo thôi. Tôi hành nghề y mấy chục năm, đặc biệt là lĩnh vực ngoại khoa, cũng đã đạt được một số thành tựu. Người khác gọi tôi là bậc thầy phẫu thuật, tôi thực sự không dám nhận, nhưng tôi cũng không phải là lang băm, sao có thể so sánh được. Tôi đã cố gắng hết sức để chữa trị vết thương cho cha cậu rồi, tôi tin chắc trên đời không ai có thể chữa trị cho ông ấy triệt để và hoàn hảo hơn tôi. Nếu để cho Tây Y chữa trị, rất có thể cánh tay của cha cậu sẽ phải cắt bỏ. Theo bác sĩ bệnh viện trung ương thấy, việc ông ta có thể cứu được cánh tay này và giúp nó vẫn sử dụng được hàng ngày đã là một điều kỳ diệu rồi, bất cứ ai cũng sẽ khóc lóc cảm kích. Tuy nhiên, Hoa Quân Dương là một võ giả, không thể chấp nhận được việc không thể sử dụng võ công. Mọi người xung quanh thấy Hoa Quốc Đống lỡ lời, khiến bác sĩ bệnh viện trung ương không vui thì vội vàng lên tiếng nói đỡ. Hoa thiếu gia còn trẻ, dễ bị người khác lừa gạt. Bác sĩ Trần là bàn tay vàng của quốc gia, danh tiếng nổi như cồn, đương nhiên không ai có thể sánh được rồi. Nếu biết bác sĩ Trần của bệnh viện trung ương ở đây, chắc tên lang băm đó sẽ không dám giở trò đâu. Đúng vậy, cho dù có mời cậu ta đến thì cậu ta cũng không dám đến, tránh bị vạch trần, ha ha. Thấy mọi người xung quanh thi nhau nịnh nọt bác sĩ bệnh viện trung ương, coi sư phụ của mình chẳng ra gì. Điều này khiến Hứa Quốc Đống rất tức giận. Hoa Quốc Đống thầm nghĩ, những người này làm sao có thể biết sư phụ của mình tài giỏi đến mức nào cơ chứ? Chỉ cần một đơn thuốc của sư phụ cũng có thể khiến giám đốc bệnh viện trung ương thèm muốn, thậm chí có thể phải trả giá cao ngất ngưởng để mua được. Cho dù là thần phẫu thuật của bệnh viện trung ương cũng chưa chắc đã được đối xử như vậy. Quốc Đống, mau xin lỗi bác sĩ Trần đi. Lúc này, ngay cả Hoa Quân Dương cũng nhanh chóng ngăn cản con trai mình, những người con biết sao có thể so sánh với các danh y của bệnh viện trung ương được. Cánh tay của Hoa Quân Dương có thể bình phục hoàn toàn hay không còn tùy thuộc vào hội chẩn của bệnh viện trung ương. Thấy con trai mình lỡ lời, chọc giận bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, Hoa Quân Dương đành phải lên tiếng khiển trách. Tuy nhiên, Hoa Quốc Đống đang bực bội, quyết tâm phải giành lại mặt mũi cho sư phụ của mình. Bác sĩ Trần, không biết ông đã nghe qua tên của sư phụ tôi hay chưa? Hoa Quốc Đống lại nhấn mạnh sư phụ của mình, sư phụ của tôi tên là Lâm. Diệp Lâm. Bác sĩ bệnh viện trung ương lại lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Bệnh viện trung ương có hàng ngàn bác sĩ, nhưng không phải ai cũng biết chuyện về Diệp Lâm và thần dược kia. Hơn nữa, giám đốc bệnh viện trung ương cũng đã phong tỏa tin tức này, ngăn chặn nó lan truyền bừa bãi. Vì vậy, chỉ có một số ít người biết rằng Yến Kinh đã xuất hiện một thần y. Hoa Quốc Đống vốn tưởng rằng bệnh viện trung ương muốn mua tiên dược của sư phụ thì tên tuổi Diệp Lâm lẽ ra phải truyền khắp bệnh viện trung ương rồi mới phải. Bác sĩ bệnh viện trung ương lắc đầu, như thể thật sự không biết. Nếu như cậu nói Diệp Lâm thật sự có năng lực, sao không mời cậu ta tới, để cậu ta tự tay chữa trị cho cha mình. Nói xong, bác sĩ bệnh viện trung ương nhàn nhã ngồi xuống, dáng vẻ như đang chờ xem kịch hay, tôi cũng muốn ở lại để học. Hỏi xem sao? Dứt lời. Mọi người xung quanh cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, Hoa thiếu gia, anh nói sư phụ của anh là thần y. Vậy thì mời mau mời anh ta tới cho mọi người được diện kiến đi. Có bác sĩ Trần ở đây, chỉ cần nhìn qua là biết anh ta có phải thần y thật hay không ngay. Hoa thiếu gia, hay là bây giờ cậu mời anh ta tới đây ngay đi. Nếu anh ta không dám tới thì chắc chắn là có tật giật mình. Mọi người đều biết rằng vị đại thiếu gia này là một người ăn chơi. Tất cả những người mà anh ta kết giao ở bên ngoài đều là những người chẳng ra gì, không ai trong số họ làm việc nghiêm túc cả. Cho dù có là sư phụ đi chăng nữa thì e rằng cũng là một đám lừa đảo. Anh ta chỉ có thể lừa một người ngoài ngành như Hoa thiếu gia mà thôi. Hôm nay, bác sĩ bệnh viện trung ương ngồi ở đây, giống như nhìn vào một tấm gương chiếu yêu.
nếu anh dám tới, liếc mắt một cái sẽ biết chân tướng ngay. Huống chỉ còn chữa trị cho thống đốc phủ Thuận Thiên, những kẻ lừa đảo, bình thường cho dù có cho cả trăm lá gan cũng không dám tới. Quốc Đống. Lúc này, ngay cả Hoa Quân Dương cũng lên tiếng, nếu bác sĩ Trần đã nói như vậy thì con cứ mời sư phụ con tới xem sao. Trên thực tế, Hoa Quân Dương vẫn luôn tò mò về Diệp Lâm, người con trai mình hay đi theo gần đây là ai. Mỗi lần trở về, con trai ông ta đều khoe khoang về người này. Hoa Quân Dương cũng muốn nhân cơ hội này nhìn xem thực hư như thế nào. Đối phương có thể lừa gạt được một gã công tử nhà giàu ngu dốt chứ làm sao có thể lừa được Hoa Quân Dương, người đã lăn lộn trong giới quan trường và quen biết vô số người được. Nếu thực sự là lang băm, ông ta sẽ nhân cơ hội này diệt trừ để tránh con trai mình bị lừa lần nữa. Được thôi, con cũng đang định làm vậy đây. Thấy vậy, Hoa Quốc Đống không còn do dự nữa, chuẩn bị mời sư phụ xuất đầu lộ diện để vả thẳng vào mặt những người này. Đặc biệt là đám người đến từ bệnh viện trung ương mua danh trục lợi kia. Sao rồi, sư phụ của cậu có dám tới gặp tôi không? Nhìn thấy Hoa Quốc Đống đặt điện thoại xuống, sắc mặt thay đổi, như đã đoán được đáp án, bác sĩ họ Trần không khỏi lộ ra vẻ mặt đắc ý. Chỉ cần nghe đến tên bệnh viện trung ương và thánh phẫu thuật thì đám lang băm đều sẽ bỏ chạy, sao dám đối đầu với ông ta để bị vạch trần được. Quả đúng như dự đoán, Hoa Quốc Đống lắc đầu, nói, sư phụ tôi nói không tới. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức náo động. Mọi người cũng lắc đầu cười khổ, cho rằng Diệp Lâm đúng là kẻ lừa đảo nên mới không dám tới. Hoa Quân Dương cũng muốn thuyết phục con trai mình sau này tránh xa những người như vậy. Tuy nhiên, Hoa Quốc Đống lại đổi giọng, nói, ý của sư phụ tôi là vết thương nhỏ này không cần anh ấy đích thân ra tay. Hơn nữa, sư phụ tôi tuy ra tay cứu người, nhưng cũng có quy tắc riêng, muốn cứu một người thì phải giết một người, anh ấy không tới cũng tốt. Hoa Quốc Đống chợt nghĩ tới quy tắc này, cảm thấy nếu sư phụ tới thì sẽ phiền toái. Làm sao cha anh, thống đốc uy nghiêm của Phủ Thuận Thiên, lại có thể vì một chuyện tầm thường như vậy mà hại đến tính mạng của người khác được? Ha, bác sĩ Trần nghe vậy thì không nhịn được cười, tên lang băm này năng lực không có bao nhiêu nhưng lại nhiều quy tắc thật. Cứu một người giết một người, cậu ta cho rằng mình là thánh y sát nhân chắc. Thán y sát nhân cũng không kiêu ngạo như cậu ta, nếu không muốn tới thì cứ nói thẳng ra, cậu đừng viện cớ cho cậu ta làm gì. Nghe vậy, mọi người xung quanh đều cười thầm. Năng lực không có nhưng lại đi học những quy tắc vớ vẩn của thánh y sát nhân, đây không phải là cố gắng bắt chước người khác hay sao? Đúng là nực cười. Quốc Đống, đừng giải thích cho sư phụ của con nữa. Hoa Quân Dương cười khổ, tỏ vẻ cha hiểu mà. Mọi người đừng vội, Hoa Quốc Đống vừa nói vừa lấy đan dược mà Diệp Lâm đã đưa cho mỗi người trước đó ra, mặc dù sư phụ của tôi không đến, nhưng anh ấy nói rằng đan dược này có thể chữa khỏi vết thương của cha tôi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung vào viên thuốc trong tay Hoa Quốc Đống với vẻ mặt nghi ngờ. Một viên thuốc thông thường như vậy không chỉ có thể chữa lành vết thương ở vai mà còn có thể ép được chất độc lạ kia ra khỏi cơ thể sao? Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì mọi người đều cho rằng điều đó là không thể. Đừng nói là người khác, ngay cả bản thân Hoa Quốc Đống cũng không nghĩ loại thuốc tiên này lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Tuy nhiên, dựa vào sự tin tưởng tuyệt đối vào sư phụ của mình, Hoa Quốc Đống vẫn lấy đan dược ra, thuyết phục cha mình uống. Đúng là nhảm nhí, lúc này, bác sĩ Trần tức giận nói, tôi đã đưa chữa trị gần xong cho cha cậu rồi, bây giờ cậu tùy tiện lấy ra một viên thuốc nói có thể chữa khỏi, chẳng phải đang cướp công của tôi sao? Nếu chữa khỏi thật thì sẽ tính là công của ai? Hoa Quốc Đống cười nói, bác sĩ Trần, chẳng phải ông vẫn chưa giải được độc cho cha tôi sao? Ông còn nói cánh tay của cha tôi không thể dùng lực được nữa mà. Đó là bởi vì độc ngấm quá sâu, tôi không thể làm gì được. Bác sĩ Trần không chịu thua, ai chữa trị cũng thế thôi, có thể cứu được cánh tay của cha cậu đã là tốt lắm rồi. Sư phụ của tôi thì khác, Hoa Quốc Đống nói, đan dược của sư phụ tôi đảm bảo có thể tiêu trừ độc tố. Hơn nữa sẽ không ảnh hưởng tới sức lực và việc sử dụng võ công sau này. Đủ rồi, lúc này, Hoa Quân Dương quát lên, cắt đứt sự phiền toái vô lý của con trai, sau đó nói với bác sĩ Trần. Con tôi trẻ người non dạ, xin bác sĩ bỏ qua cho, đừng so đo với nó. Người đâu, giúp tôi đưa bác sĩ Trần về bệnh viện trung ương. Việc điều trị tiếp theo phải nhờ các bác sĩ rồi. Dù sao Hoa Quân Dương vẫn đang nóng lòng chờ hội trần của các bác sĩ bệnh viện trung ương để giải độc và chữa lành vết thương, sao có thể cho phép con trai mình quậy phá ở đây được.
Hừ, bác sĩ Trần hừ lạnh một tiếng, được thôi, tất nhiên là tôi sẽ nể mặt Hoa đại nhân, nhưng tôi khuyên thiếu gia sau này nên tránh xa đám lang băm đó ra. Nói xong, bác sĩ Trần xắn tay áo, xoay người rời đi. Cha, cha cứ uống viên thuốc này đi. Lúc này, Hoa Quốc Đống cũng không để ý tới bác sĩ bệnh viện Trung ương nữa. Thay vào đó, anh ta lấy đan dược ra, thúc. Dục cha uống thử, nếu không chữa được, con sẽ chặt đứt một cánh tay của mình để đền tội với cha. Nói nhảm, Hoa Quân Dương xua tay, nói gì cũng không chịu uống. Hoa đại nhân, trước khi rời đi, bác sĩ Trần quay lại nhắc nhở, vừa rồi tôi đã cho ngài uống thuốc rồi. Xin ngài đừng dùng thuốc không rõ nguồn gốc, nếu làm chậm trễ quá trình điều lếp theo thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Bác sĩ Trần cứ yên tâm, tôi sẽ không. Nói tới đây, Hoa Quân Dương chợt dừng lại. Bởi vì ông ta thấy con trai mình đang dùng tay phải chặt gãy cánh tay trái của mình. Con, Hoa Quân Dương sửng sốt, con làm cái gì vậy? Hoa Quân Dương kinh hãi nhìn con trai mình, phát hiện hôm nay lời nói và hành động của anh ta có chút quái dị, chẳng lẽ phát điên rồi sao? Ha ha, Hoa Quốc Đống chịu đựng cơn đau dữ dội, cười tâu toét, nói, con sẽ thử thuốc trước cho cha yên tâm. Nói xong, Hoa Quốc Đống nhéo lấy 1/3 đan dược. Anh ta thầm nghĩ, nếu thần dược của sư phụ có thể chữa khỏi mọi bệnh tật thì anh ta có chia ra chắc không có vấn đề gì. Sau đó, Hoa Quốc Đống ngẩng đầu, nuốt xuống 1/3 đan dược. Quốc Đống, con, nhìn thấy cảnh này, Hoa Quân Dương càng ngạc nhiên hơn. Ông ta ngăn cản nhưng đã quá muộn. Ông ta ngăn cản nhưng đã quá muộn. Mọi người xung quanh đều biến sắc, thầm nghĩ thiếu gia bị điên rồi sao, không ngờ cậu ta lại bị một tên lang băm lừa đến mức như vậy. Không được uống, mau nhổ ra đi. Mọi người lên tiếng thúc giục, tất cả đều lo lắng cho Hoa Quốc Đống. Ha ha, bác sĩ Trần vừa đi tới cửa, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi dừng lại, quay đầu xem kịch hay. Xem ra lát nữa Hứa Quốc Đống sẽ phải cầu xin ông ta chữa trị cánh tay gãy của mình đây. Tuy nhiên, vài giây sau, đan dược đã phát huy toàn bộ công dụng, lan tỏa khắp cơ thể Hoa Quốc Đống. Tiếng xương nối vào với nhau kêu răng rắc. Toàn thân Hoa Quốc Đống căng cứng, đột nhiên giơ tay lên lắc mạnh. Cánh tay mà anh ta vừa chặt đã có thể cử động tự do và nguyên vẹn như trước. Hả? Chứng kiến cảnh này, hiện trường chợt trở nên xôn xao. Mọi người vô cùng sửng sốt. Khỏi rồi, thật sự khỏi rồi. Ôi chúa ơi, tôi hoa mắt rồi sao? Cánh tay được chữa khỏi nhanh như vậy ư? Chẳng lẽ, viên thuốc trong tay thiếu gia thật sự là một loại thần dược có thể chữa được bách bệnh sao? Thần kỳ thật. Lúc này, ngay cả Hoa Quân Dương cũng sững sờ. Vốn dĩ ông ta muốn nhờ mọi người mời bác sĩ Trần quay lại giúp chữa trị cho con trai mình. Không ngờ cánh tay của con trai lại tự lành lại. Lúc này, Hoa Quân Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ những lời Quốc Đống nói đều là sự thật. Chàng trai trẻ tên hôm nay mà con trai ông ta quen biết thực sự là một bậc thầy toàn năng. Không thể nào. Lúc này, bác sĩ Trần vội vàng bước trở lại. Kiểm tra cánh tay của Hoa Quốc Đống từ trên xuống dưới, ông ta hừ một tiếng, chắc chắn là cậu đã dùng thủ đoạn để che giấu, vừa rồi cánh tay của cậu không hề bị gãy. Tôi là bậc thầy về ngoại khoa. Chỉ cần nhìn một cái là biết có phải cánh tay bị gãy mới được chữa lành hay không. Cánh tay của cậu không hề có tổn thương gì cả, căn bản là không có dấu hiệu bị gãy. Cậu có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được tôi. Cậu chắc chắn là dùng thủ thuật che mắt của bọn bịp bợm giang hồ, đúng không? Nghe lời nói của bác sĩ Trần, mọi người xung quanh chợt bừng tỉnh. Hóa ra là thế. Là thủ thuật che mắt hả? Tôi nói rồi mà, đâu có thuốc thần gì chứ? May mà bác sĩ Trần có thể nhìn thấu thật giả. Mọi người cực kỳ tin tưởng lời nói của bác sĩ Trần. So với Hoa Quốc Đống khoác lác, mọi người đương nhiên là tin tưởng bác sĩ Trần chín chắn hơn. Còn Hoa Quân Dương thì lại nhíu mày. Vừa rồi ông ta đứng một bên, rõ ràng mà thấy con trai tự đánh gãy tay mình, sao có thể là giả được. Bác sĩ Trần là bậc thầy về ngoại khoa, đúng là có thể phân biệt ra là có ngoại thương hay không. Nhưng Hoa Quân Dương xuất thân võ giả, ông biết rõ hơn ai hết một trưởng vừa rồi của con trai có thể đánh gãy tay hay không. So với nghe người ta nói, Hoa Quân Dương càng tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy hơn. Lấy đan dược lại đây. Hoa Quân Dương thay đổi thái độ. Thế mà lại chủ động hỏi đan dược với con trai. Đại nhân, nghe vậy, mọi người xung quanh đều giật mình, cho rằng mình nghe lầm rồi. Hoa đại nhân, bác sĩ Trần lộ vẻ mặt không vui,
thầm nghĩ Hoa Phủ Doãn không nghe lọt vào một câu nào từ một đống lời nói của mình hay sao? Cha, Hoa Quốc Đống giật nảy mình, không biết cha mình định uống thuốc hay là định nhân cơ hội hủy hoại thuốc. Lấy đan dược ra đây, Hoa Quân Dương lặp lại lần nữa, cất cao giọng nói, mặc kệ sự phản đối hoặc là đề nghị của người khác. À vâng, Hoa Quốc Đống cung kính mà đưa 2/3 viên đan dược còn lại cho cha mình. Hoa đại nhân, bác sĩ Trần nhíu mày, không nhịn được nhắc nhở một lần cuối cùng, đây là đan dược không rõ lai lịch, nếu gây ra ảnh hưởng cho các bước điều trị tiếp theo thì cũng đừng trách bệnh viện trung ương chúng tôi. Xin hãy suy nghĩ kỹ trước khi dùng. Hoa Quân Dương nhìn thoáng qua đan dược, cười khế nói, con trai tôi vì muốn tôi uống thuốc, tự mình đánh gãy tay mình để thử thuốc. Bác sĩ Trần, tôi nhận tấm lòng của ông, nhưng mà tôi cũng không thể phụ tấm lòng của con trai tôi. Dứt lời, Hoa Quân Dương ngửa đầu, uống hết 2/3 viên đan dược còn lại. Hoa Quân Dương dùng hành động thực tế cho thấy mình tin tưởng con trai mình hơn. Cô thấy vậy, Hoa Quốc Đống có chút cảm động, không ngờ đến cuối cùng cha vẫn lựa chọn tin tưởng mình, bất chấp sự ngăn cản đến từ xung quanh. Quả nhiên là cha con một lòng. Đại nhân cảm thấy sao rồi? Mọi người xung quanh lo lắng để phòng thay. Cho Hoa Quân Dương, sợ viên đan dược kia sinh ra phản ứng phụ. Hừ, bác sĩ Trần tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, hay lắm. Ông không tin tôi hả? Để tôi xem ông uống đan dược vào rồi sẽ có hiệu quả như thế nào. Có phải là lập tức khỏe ngay giống như con trai ông hay không? Bác sĩ Trần, nếu lát nữa cha tôi thật sự khỏi hẳn thì sao? Hoa Quốc Đống không nhịn được mà cãi lại. Nếu đan dược của cậu hay đến như thế, vậy những năm học y của tôi xem như vô dụng, tôi đi nhận cậu làm thầy luôn cho rồi. Bác sĩ Trần tức giận nói. Tôi không dám đâu, Hoa Quốc Đống cười cười rồi nói, có điều, viên đan dược kia thật sự hay như vậy đấy. Nếu không đám người bệnh viện trung ương các ông cũng sẽ không ra giá trên trời để mua đơn thuốc từ trong tay sư phụ tôi. Cái gì, bệnh viện trung ương muốn mua đơn thuốc? Cậu nói đùa cái gì vậy? Bác sĩ Trần khinh thường cười lạnh, bệnh viện trung ương chúng tôi muốn đơn thuốc gì mà không có, sao lại đi mua đơn thuốc của một tên lang băm? Bác sĩ Trần luôn tự hào về bệnh viện trung ương, tất nhiên là không tin tưởng lời nói của Hoa Quốc Đống. Nếu ông muốn biết chuyện này thì trở về hỏi giám đốc Khang của các ông đi. Hoa Quốc Đống cười lạnh, bởi vì không mua được đơn thuốc, mà nói hợp tác cũng không xong, giám đốc Khang của các ông thậm chí còn tuyên bố phong sát sư phụ tôi, không cho đan dược bán ra bên ngoài. Cái gì nghe vậy, bác sĩ Trần nhíu chặt mày hơn nữa. Ông ta vừa định phản bác thì chợt nhớ tới dạo gần đây, các đồng nghiệp trong bệnh viện trung ương dường như đang bàn tán về một loại thuốc thần có thể chữa đủ bệnh nào đó. Nghe nói căn bệnh kỳ lạ của vợ chiến thần Thanh Châu được chữa khỏi nhờ uống viên đan dược kia. Bác sĩ Trần nói thầm, nhưng mà tôi nhớ bọn họ nói là viên đan dược kia do Bộ Tài chính đưa tới mà. Ừ, phải rồi, là đan dược của Bộ Tài chính, chắc chắn là không hề liên quan gì đến vị sư phụ trong miệng thằng nhãi Hoa Quốc Đống. Hừ, bác sĩ Trần hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cho dù bệnh viện trung ương chúng tôi muốn mua thuốc thần, thì cũng phải mua từ trong tay danh y. Sao có thể mua từ trong tay bọn lang băm được chứ? Cậu đừng có rát vàng lên mặt vị sư phụ bịp bợm kia của cậu. Để tôi xem lát nữa bệnh của cha cậu nặng thêm rồi cậu phải làm sao? Bác sĩ Trần còn chưa nói xong thì Hoa Quân Dương nằm trên giường bệnh đột nhiên ôm bụng rên đau, vừa mở miệng ra là khụ máu đen, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Đại nhân! Ông thế nào rồi? Bác sĩ Trần, ông mau lại xem đại nhân nhà tôi đi. Mọi người xung quanh cuống quýt nhờ bác sĩ Trần giúp đỡ. Bác sĩ Trần thấy vậy thì lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, dáng vẻ mọi thứ đều không nằm ngoài dự đoán của mình. Hừ, tôi nói rồi mà, uống sai thuốc rồi, bệnh tình nặng thêm, cũng phải đi làm phiền tôi đấy thôi. Bác sĩ Trần đi lên định bắt mạch để xem tình huống cụ thể. Không cần đâu. Có điều, Hoa Quân Dương lại giơ tay ngăn lại ý tốt của bác sĩ Trần. N. Cánh tay của tôi. Lành rồi. Nhìn thì thấy cánh tay đẩy bác sĩ Trần của Hoa Quân Dương chính là cánh tay phải bị thương nặng, không còn chút sức lực kia. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Hoa Quân Dương thế mà lại bước xuống giường rồi đứng dậy. Cha! Thấy cha mình không sao, Hoa Quốc Đống cuối cùng cũng thả lỏng được rồi. Lúc nãy thấy cha mình liên tục ho ra máu đen, anh ta thật sự cho rằng đan dược mà sư phụ đưa cho có vấn đề gì rồi. Ừ, cha không sao. Hoa Quân Dương thử cử động bả vai bị thương, lúc nấy. Cha ho ra hết máu độc trong cơ thể, đã khỏe hơn nhiều rồi. Dứt lời,
Hoa Quân Dương kéo băng vải trên vai xuống, quả nhiên là vết thương mũi tên ở trên vai đã hoàn toàn lành hẳn, thậm chí không để lại một chút sẹo nào. Thuốc thần, đúng là thuốc thân mài. Hoa Quân Dương không nhịn được cảm thán liên tục. Ông từng bị đủ loại ngoại thương, nhưng chưa có lần nào được chữa khỏi sạch sẽ, không một chút dấu vết giống như lần này. Thần kỳ quá đi. Mọi người xung quanh thấy vậy đều mở to mắt ra nhìn. Nếu không phải lúc nấy tận mắt nhìn thấy trên vai Hoa Quân Dương có vết thương lớn cỡ đầu mũi tên, vết thương rất sâu, thậm chí đã sinh mủ, thì không ai tin nổi cái cách trước mắt là sự thật. Dưới tình huống bình thường, cho dù là lành thương, thì cũng sẽ có vết sẹo rất lớn để lại. Nào ngờ vết thương trên vai Hoa Quân Dương đã hoàn toàn biến mất, trơn bóng như cũ, giống như là chưa từng bị thương vậy. Sao có thể chứ? Bác sĩ Trần đứng bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Ông ta vội vàng đi lên, thậm chí đặt tay lên sờ, dường như muốn vạch trần một âm mưu không hề tồn tại. Đáng tiếc, hiện thực chính là hiện thực, mong chờ của bác sĩ Trần hoàn toàn tan biến. Dù là vừa rồi Hoa Quốc Đống tự đánh gãy một tay, hay là vết thương trên người Hoa Quân Dương tự lành, thì vết thương trên người hai cha con đều từng ồn tại, và bây giờ là được chữa khỏi hoàn toàn, chứ không phải là thủ thuật che mắt. Trong nhất thời, bác sĩ Trần nghẹn lời khi phải đối mặt với hiện thực. Ông ta cảm thấy không yên lòng, chẳng lẽ đan dược mà giám đốc Khang muốn mua chính là đan dược do sư phụ của Hoa công tử luyện chế? Sư phụ cậu, tên gì vậy? Bác sĩ Trần khó khăn mà hỏi. Diệp Lâm, Hoa Quốc Đống nói với giọng điệu kiêu ngạo, sư phụ tôi tên là Diệp Lâm. Ở trong lòng anh ta, địa vị của sư phụ chỉ thua có cha thôi. Diệp Lâm, Diệp Lâm, bác sĩ Trần ra sức mà nhớ kỹ cái tên này. Bởi vì đây là lần đầu tiên thất bại thê thảm của ông ta trong lúc hành nghề y. Ngoại thương mà ông ta không thể chữa lành, thế mà lại bị một thằng nhãi vô danh chữa khỏi, thậm chí thằng nhãi kia còn không lộ mặt nữa. Cậu ta chỉ dùng một viên đan dược là thắng được mình. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Bác sĩ Trần, lúc này, Hoa Quốc Đống nói thêm, trở về nói với giám đốc Khang các ông rằng sư phụ Diệp Lâm của tôi chính là thần y, là dược vương hiện nay. Đan dược do anh ấy luyện chế, thế nào cũng sẽ lưu thông trên thị trường, để người ta có thể mua bán. Hy vọng bệnh viện trung ương các ông tự giải quyết cho. Tốt, đừng cản trở khắp nơi nữa. Nếu không thì Phủ Thuận Thiên chúng tôi sẽ ra tay giải quyết. Nghe vậy, bác sĩ Trần giật mình. Tuy rằng ông ta không hiểu Hoa Quốc Đống có ý gì, nhưng mà kể từ hôm nay, khi đan dược của Diệp Lâm hoàn toàn chữa khỏi vết thương cho Hoa Quân Dương, vậy thì sau này, Phủ Thuận Thiên sẽ trở thành chỗ dựa vô hình cho Diệp Lâm. Nếu bệnh viện trung ương muốn hại cậu ta, hoặc muốn lấy thứ gì đó từ trên người cậu ta, thì sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Điều khó tin hơn nữa là, ngay giờ này phút này ngày này, không chỉ có Phủ Thuận Thiên, mà lễ bộ trong 6 bộ và toàn bộ hoàng thất đều đang đứng về phía. Diệp Lâm, bây giờ bệnh viện trung ương muốn động đến Diệp Lâm hả? Nói bao giờ cũng dễ hơn làm hết. Tạm biệt, bác sĩ Trần hơi khựng lại, không tiếp tục ở lại nữa mà chào đi về. Cùng lúc đó, tại nhà họ Bàng. Đây là thuốc thần có thể chữa khỏi bệnh của vợ Hàn Chiến Thần Thanh Châu đấy hả? Cha của Bàng Văn Hiên nhìn kỹ viên đan dược rồi hỏi. Ông Bàng có nghe đồng nghiệp trong viện kiểm sát nói là Hàn Chiến Thần bí mật vào kinh để chữa bệnh cho vợ mình, kết quả là toàn bộ bệnh viện trung ương đều không chữa khỏi, cuối cùng lại bị một viên đan dược thần bí chữa khỏi. Sau nhiều lần hỏi thăm, Hàn Chiến Thần mới biết được đan dược do Diệp Lâm luyện chế. Chuyện này không được lan truyền ra ngoài. Một là vì bên phía Hàn Chiến Thần giữ bí mật, không muốn để cho nhiều người biết ông ta đang ở Yến Kinh và vợ ông ta mắc bệnh nặng. Hai là vì chuyện này khiến cho bệnh viện trung ương bị mất mặt, tất nhiên là bọn họ sẽ không tuyên truyền ra ngoài, thậm chí còn vội vàng muốn mua đơn thuốc trên tay Diệp Lâm, đáng tiếc là bị từ chối. Sau khi biết chuyện này, ông Bàng đã ra lệnh cho Bàng Văn Hiên đi xin lỗi Diệp Lâm một lần nữa. Ông ta mơ hồ có thể đoán được người luyện chế ra đan dược không phải là người bình thường. Cho dù hiện giờ cậu ta không có danh tiếng, nhưng mà tương lai thế nào cậu A cũng sẽ một bước lên trời. Một người tài giỏi như thế, dù không thể có mối quan hệ tốt, thì cũng không thể để thành mối quan hệ xấu được. Chắc là vậy, sư phụ cho bọn con mỗi người một viên. Bàng Văn Hiên kiêu ngạo nói. Ừ, rất tốt, ông Bàng rất vui mừng, cẩn thận mà cất viên đan dược, nói, chờ. Đến đại thọ vào tháng sau của ông nội con, chúng ta sẽ tặng nó cho ông ấy, để ông ấy sống lâu trăm tuổi. Lỡ như ông ấy vui vẻ, quyết định lập cha làm người thừa kế, thì sau này nhà họ Bàng sẽ là của hai cha con chúng ta. Nghe vậy,
Bàng Văn Hiên cũng rất vui mừng, cuối cùng mình cũng có thể giúp đỡ được cha mình rồi. Bởi vì mình không có điểm nào so được với em họ, cho nên dù cha mình là con cả trong nhà, cũng bị liên lụy, không được coi trọng. Ông cụ Bàng vẫn luôn muốn bỏ qua cha mình, giao quyền kế thừa gia tộc cho chú ba. Kể cả khi chức quan của chú ba thấp hơn cha mình, nhưng mà chú ba lại sinh được một đứa con trai tài giỏi, Đỗ Trạng Nguyên, tương lai sáng lạn, tiền đồ rực rỡ, được gia tộc gửi gắm hy vọng, được ông cụ Bàng coi trọng. Không hề giống mình gánh cái danh ăn chơi trác táng, không được ông cụ Bàng coi trọng. Tuy rằng con có một chút ăn chơi, các mặt đều không bằng em họ của con. Ông Bàng cười nói, nhưng mà người ngốc có phúc của người ngốc. Hiện giờ con đã bái một vị sư phụ lợi hại. Có khi sư phụ của con sẽ trở thành quý nhân của hai cha con chúng ta đấy. Đúng như suy đoán của Diệp Lâm, tuy rằng bốn tên đồ đệ của anh đều là ăn chơi trác táng, nhưng mà sau lưng bọn họ lại là Phủ Thuận Thiên, Phủ Tông Nhân, Lễ Bộ và Viện Kiểm sát. Những viên đan dược kia trong lúc vô tình đã ban ơn cho các nhân viên đến từ các bộ môn, và anh sẽ được đáp lại gấp 10 lần trăm lần trong tương lai. Ví dụ như Bệnh viện Trung ương, nếu bọn họ muốn gây chuyện với anh thì cũng phải suy nghĩ cho kỹ trước đã. Không cần anh phải ra tay, thế lực phía sau các đồ đệ của anh cũng đủ để giải quyết rồi. Long Vương Đại Nhân, Diệp Lâm mới vừa tách ra với bốn tên đồ đệ thì nhận được tin tức từ bên Long Môn. Lam Long đã suốt đêm lùng bắt Hoàng Long ở Doanh Châu trở về, đang đợi anh đến để xử lý. Diệp Lâm đi vào Long Môn, gặp được Hoàng Long. Anh ta tên là Hoàng Tiềm, hàng năm làm việc ở vùng Phụng Thiên, cũng khá là nổi tiếng. Anh ta từng là ứng cử viên nặng ký cho chức vị Long Vương. Chiều cao 8 thước, lưng hùm vai gấu, nhìn xa từ phía sau giống như một con gấu nâu khiến người ta sợ hãi. Hiện giờ, anh ta giống như một con cá mắc cạn, bị người bắt cóc, không thể chạy thoát. Dù vậy, trên mặt anh ta vẫn tràn đầy vẻ không phục. Long Vương, tôi ra Long Vương lệnh triệu tập mọi người. Vì sao lại không thấy anh đến? Diệp Lâm ngồi trên ghế Long Vương, lạnh giọng chất vấn. Hừ, tôi chỉ nhận cha nuôi là Long Vương. Cái loại người không rõ lai lịch như anh đấy hả? Anh nói mình là Long Vương thì là Long Vương sao? Hoàng Long không phục mà hừ lạnh. Cha nuôi mất tích nhiều năm, Long Vương lệnh đột nhiên xuất hiện, các người không thấy lạ hả? Hoàng Long nói với mọi người xung quanh, chẳng lẽ các người không nghĩ đến chuyện cha nuôi bị anh ta hại, Long Vương lệnh bị anh ta đoạt hay sao? To gan, Hắc Long nghe vậy thì lạnh giọng quát lớn, Long Vương đại nhân tiếp nhận. Chuyên thừa từ lão Long Vương, nắm giữ Long quyền chính thức. Nếu anh không phục thì có thể thử một lần. Hoàng Long nói, thử thì thử. Để tôi xem tân Long Vương rốt cuộc có năng lực gì mà dám tự xưng là Long Vương. Lúc Hoàng Long nói chuyện, mọi người đã buông tay thả Hoàng Long ra. Sau khi thoát khỏi trói buộc, Hoàng Long có một loại cảm giác như cá gặp nước, tinh thần phấn chấn, chuẩn bị đi đánh nhau với Diệp Lâm. Ai ra, lúc này, Lam Long thở dài nói, Hoàng Tiềm, hai ta qua lại thân thiết, tôi tốt bụng đi bắt anh, chính là vì để anh chuộc tội với Long Vương đại nhân, không ngờ anh lại cố chấp đến như thế, còn dám xúc phạm Long Vương đại nhân nữa, đúng là không biết sống chết mài. Hiện giờ chúng tôi đi theo tân Long Vương, thực lực đều tăng lên rất nhiều, dù là người nào cũng có thể đánh thắng được anh, vậy mà anh còn mơ mộng thắng được Long Vương đại nhân hả? Anh đã quên là mình thua trong tay tôi, bị tôi bắt tới đây hay sao? Nghe vậy, Hoàng Long vừa sốc vừa giận, còn có cả không phục nữa. Tôi chỉ là bị anh đánh lén thôi, chứ đánh ngay mặt thì chắc gì tôi sẽ thua. Thế hả? Lam Long cười ha hả, nói với Diệp Lâm, Long Vương đại nhân, cứ giao anh ta cho tôi đánh đi. Giết gà cần gì giao mổ trâu. Với thực lực hiện giờ của Lam Long, cho dù Lam Long có nhường Hoàng Long một bàn tay, thì cũng có thể nhẹ nhàng thắng được. Không cần. Diệp Lâm từ chối, người anh ta không phục là tôi, để tôi tự mình đánh là được. Nếu không, dù có bị thua nữa, thì anh ta cũng sẽ có lý do để không phục tân Long Vương. Anh nói anh được cha nuôi tự mình dạy dỗ, tinh thông Long quyền chính thức. Thấy vậy, Hoàng Long nói với Diệp Lâm, vậy anh có dám so chiêu giống chiêu với tôi hay không? Anh dùng chiêu tiềm long vật dụng trong Long quyền chính thức, đúng không? Diệp Lâm bình tĩnh nói, có gì mà không dám chứ? Anh ra tay đi. Được rồi. Hoàng Long lùi ra sau một bước, bày ra thức mở đầu, xung quanh lập tức nổi lên tiếng rồng ngâm. Nếu là bình thường thì đám người Hắc Long đều sẽ khen hay lắm rồi âm thầm khâm phục. Nhưng mà bây giờ, đám người Hắc Long nhìn thấy Hoàng Long vụng về biểu diễn. Giống như là đang xem xiếc khỉ vậy.
có bao nhiêu thực lực thôi mà dám khiêu chiến Long Vương đại nhân. Đúng là người không biết thì không sợ mà. Bọn họ đã từng vô tri giống như Hoàng Long, rồi người nào mà không thua thê thảm. Tiềm Long vật dụng. Hoàng Long dùng chiêu Tiềm Long vật dụng trong Long Quyền chính thức. Ngay sau đó, xung quanh chợt yên tĩnh, cực kỳ yên tĩnh. Giống như là sóng ngầm kích động, yên tĩnh trước bão táp. Tiềm Long vật dụng coi trọng ẩn nấp, tìm được cơ hội, một đòn là chết. Hoàng Long của lúc này giống như là một thợ săn đang ẩn nấp trong bóng tối, còn Diệp Lâm ngồi trên bảo tọa giống như là con mồi ở trong mắt anh ta. Anh ta cho rằng Diệp Lâm sẽ đứng dậy đánh nhau với mình. Không ngờ Diệp Lâm lại tự tin đến mức để mình rơi vào trong phạm vi tấn công của anh ta, thậm chí còn mở sẵn cửa lớn, không hề có chuẩn bị một chút nào. Cơ hội tốt. Thấy vậy, đôi mắt Hoàng Long sáng bừng lên. Anh ta chưa từng nhìn thấy cái loại cơ hội ra tay tốt đến thế này, cảm thấy dù có đánh thế nào cũng sẽ thắng. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh. Ở trong mắt Hoàng Long, cả người Diệp Lâm đều là sơ hở. Vậy nên, anh ta đột nhiên lao nhanh về phía Diệp Lâm. Giống như là một con dao long trồi lên mặt nước, cực kỳ hung mãnh, không ai có thể chặn lại được. Tiềm Long vật dụng, vật động, vật sát, một khi dùng là phải chết trong một đòn. Bảo tọa Long Vương cũng nên rơi vào trong tay tôi rồi. Hoàng Long cho rằng mình thắng chắc rồi. Lúc hai bên chỉ còn cách nhau một bước, Diệp Lâm ngồi trên ghế Long Vương chợt vung nắm đấm lên. Cao thủ thật sự thường xuất hiện với thân phận con mồi. Tiềm Long vật dụng thật sự là coi trọng tính toán rồi mới ra tay. Hoàng Long dùng quyền pháp đánh đòn phủ đầu. Nào ngờ nắm đấm của Diệp Lâm lại đến trước khi anh ta ra quyền. Bị chi một quyền vung lên, quanh quẩn tiếng rồng ngâm. Hoàng Long giống như là diều đứt dây, bị đấm bay ra xa mấy chục mét, nện thẳng lên trên mặt tường phía sau. Cả người dường như bị khảm lên mặt tường, trong nhất thời có muốn kéo. Xuống cũng không được. Bây giờ anh đã biết sự lợi hại của Long Vương đại nhân chưa? Lam Long khó lắm mới kéo Hoàng Long bị thương nặng ra khỏi mặt tường. Tuy rằng anh ta nhặt lại được một cái mạng, nhưng mà cả người bị thương nặng, tứ chỉ đều gãy, ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, hơi thở thoi thóp. Lam Long thở dài, vốn định giúp đỡ anh ta một lần, nào ngờ anh ta vẫn chủ động đi tìm đường chết. Lúc nãy Lam Long chủ động xin đánh nhau, là vì biết nếu để Long Vương ra tay thì Hoàng Long sẽ có 9 phần chết 1 phần sống. Bây giờ thấy thì quả nhiên là như vậy. Hừ, đây chính là kết cục khi dám bất kính với Long Vương. Long Vương tha cho anh một mạng chính là may mắn của anh. Còn không mau cảm ơn Long Vương. Đám người Hắc Long đương nhiên là không thương hại anh ta. Người ta có câu người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lúc nãy bọn họ đã hết lòng hết dạ khuyên nhủ anh ta rồi. Bây giờ Hoàng Long đã tự mình nếm thử sự lợi hại của Tân Long Vương, coi như là có chết cũng nhắm mắt. Hít hà, Hoàng Long bị vứt trên mặt đất, vừa chấn động vừa sợ hãi. Anh ta nhớ lại lời nói của đám Lam Long lúc nấy. Bọn họ không hề nói quá, thậm chí còn nói khiêm tốn nữa. Trải qua trận chiến vừa rồi, Hoàng Long mới thật sự cảm nhận được mùi vị bị nghiền áp toàn diện. Thảo nào thực lực hiện giờ của đám người Lam Long cao hơn mình. Đây chính là chỗ tốt và cơ duyên khi nhận chủ nhân mới. Hoàng Long, anh có phục chưa? Diệp Lâm hỏi. Phục rồi, Hoàng Long giống như một con chó chết quỳ rạp xuống đất, cả người không thể nhúc nhích, chỉ còn đầu là có thể động, liên tục gật đầu tỏ ý phục rồi. Tôi đã phát Long Vương lệnh 3 lần, lần nào anh cũng từ chối nhận. Nếu là tình huống bình thường, thì anh chắc chắn là phải chết. Diệp Lâm lạnh lùng nói, nhưng nể tình anh là con trai nuôi của Lão Long Vương, còn cực kỳ trung thành với Lão Long Vương, nên tôi tha cho anh một mạng. Cảm ơn Long Vương, cảm ơn Long Vương. Hoàng Long dập đầu liên tục, chỉ là trong lòng lại cảm thấy buồn bã. Hiện giờ anh ta đang bị thương nặng, cho dù nhặt lại được một cái mạng, thì e là quãng đời còn lại cũng không vui vẻ. Thật sự là không cam lòng khi bị tàn phế như vậy. Lúc này, Diệp Lâm đưa một viên đan dược cho Lam Long, bảo Lam Long cho. Hoàng Long uống. Cảm ơn Long Vương ban thuốc. Thấy vậy, Lam Long vội vàng cảm ơn thay bạn mình. Sau đó, trong tình huống Hoàng Long không hiểu ra sao, Lam Long nhét mạnh đan dược vào trong miệng Hoàng Long. Đan dược vào miệng là tan, dược hiệu nhanh chóng tản ra, tẩm bổ xương cốt và kinh mạch của anh ta. Hơn 10 phút sau, Hoàng Long bật một cái cá chép lộn mình, nhảy dựng lên từ trên mặt đất, mặt mày tràn đầy vẻ khó tin. Tôi khỏe lên rồi, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
Hoàng Long cảm thấy là mình đang nằm mơ, thầm nghĩ có phải là mình đã đau đến mức ngất xỉu rồi nằm mơ hay không? Nếu không thì tứ chỉ đều gấy, ngũ tạng bị thương, sao có thể lành lặn trong một thời gian ngắn như vậy chứ? Tân Long Vương không chỉ có giỏi võ đạo, mà còn giỏi cả y thuật nữa. Lam Long cập nhật kiến thức cho Hoàng Long, anh có thể nhanh chóng khỏe lại, hoàn toàn là vì viên đan dược mà Long Vương Đại Nhân ban cho lúc nấy. Còn không mau cảm ơn Long Vương Đại Nhân đã ban thuốc. Nghe vậy, Hoàng Long ngây ngẩn cả người. Không ngờ trên đời này lại có loại thuốc thần như thế, mình bị thương nặng như vậy mà cũng có thể khôi phục lại ngay. Có khi nào Tân Long Vương là thần tiên hay không? Nghĩ đến đây, Hoàng Long không dám lề mề nữa, lập tức quỳ sát đất nói cảm ơn. Cảm ơn Long Vương Đại Nhân đã không giết, cảm ơn Long Vương Đại Nhân đã ban thuốc. Mình không chỉ có không bị ban chết, mà ngược lại còn được thuốc thần từ Long Vương rồi khôi phục khỏe mạnh. Hoàng Long cực kỳ biết ơn Diệp Lâm, thật lòng thật dạ mà phục Diệp Lâm. Anh đứng lên đi, tôi còn có chuyện muốn hỏi anh. Diệp Lâm nói, vâng, Hoàng Long bò dậy từ trên mặt đất, rũ mi cúi đầu, chờ đợi hỏi chuyện. Nghe nói anh đến từ Doanh Châu. Diệp Lâm hỏi, chắc là anh không xa lạ gì vùng Phụng Thiên hả? Phụng Thiên nằm trong địa giới Doanh Châu. Đương nhiên Hoàng Long cung kính nói, tôi hoạt động quanh năm ở vùng gần Phụng Thiên, cực kỳ quen thuộc với Phụng Thiên. Thế cục hiện giờ của Phụng Thiên thế nào? Diệp Lâm hỏi. Thế cục, Hoàng Long ngây người, không hiểu ý của Diệp Lâm. Bên kia có nhân vật lợi hại gì không? Diệp Lâm nói thêm. Diệp Lâm đang định đi Phụng Thiên một chuyến, nên hỏi thăm để chuẩn bị. Có, Hoàng Long chợt hiểu ra, lập tức trả lời, ở Phụng Thiên, người nổi tiếng mạnh nhất là Tọa Sơn Điêu. Tọa Sơn Điêu, nghe cái tên này, đám người Hắc Long đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ không sợ hãi Tọa Sơn Điêu, mà sợ hãi thế lực sau lưng Tọa Sơn Điêu. Hoàng Long tiếp tục nói, Tọa Sơn Điêu có một tổ chức khổng lồ ở gần núi Trường Bạch. Bọn họ từng nhiều lần mời chào tôi. Nhưng vì tôi trung thành với cha nuôi nên từ chối hết, rồi đắc tội đối phương, sau đó không thể nào phát triển thêm ở Phụng Thiên được nữa. Đám người Hắc Long đều có thế lực và địa bàn của mình ở khắp nơi trên Cửu Châu. Chỉ có một mình Hoàng Long là sống cuộc sống rất ngột ngạt ở Doanh Châu, bởi vì trên đầu anh ta còn một Tọa Sơn Điêu. Nghe nói Tọa Sơn Điêu là đệ tử thế tục của tu sĩ núi Trường Bạch, vậy nên có thực lực rất mạnh, mạnh không ai bằng Hắc Long bổ sung. Tu sĩ núi Trường Bạch, Diệp Lâm ngây người. Hắc Long vội nói thêm, Long Vương Đại Nhân, anh còn nhớ tên cổ võ giả nhà họ Tân mà anh từng đánh chết hay không? Trong giới cổ võ có câu ba núi năm môn bảy thị. Người nhà họ Tân bị anh giết chỉ là một trong bảy thị thôi. Còn núi Trường Bạch chính là một trong ba núi. Tọa Sơn Điêu có thể hùng bá một phương, là vì có chỗ dựa là núi Trường Bạch, nên mới không có ai dám chọc. Rốt cuộc thì cổ võ không thể chịu nhục, huống chi còn là kẻ phụ thuộc vào một trong ba núi mạnh nhất giới cổ võ. Sau khi nghe Hoàng Long giới thiệu xong, Diệp Lâm cũng có hiểu biết đại khái về thế lực mạnh nhất Phụng Thiên. Tọa Sơn Điêu, có chút thú vị đấy. Nếu có cơ hội thì đánh thử vài chiêu với anh ta. Diệp Lâm nói với thái độ không coi ai ra gì. Người nói vô tâm, người nghe cố ý. Đám người Hoàng Long nghe vậy đều sợ tới mức lập tức thay đổi sắc mặt. Long Vương Đại Nhân, tuyệt đối không được. Hiện nay Tọa Sơn Điêu đang chiếm cứ Doanh Châu, cực kỳ nổi bật, còn có thêm cổ võ chống lưng, vậy nên không ai dám chọc, cho dù là chiến thần Doanh Châu thì cũng phải nhường một bước. Anh ta không chỉ đơn thuần là vua ngầm của thế giới bình thường, mà còn là cầu nối giữa hai thế giới người thường và cổ võ. Nghe vậy, Diệp Lâm càng thêm tò mò, thực lực của anh ta rất mạnh hả? Ngay cả chiến thần Doanh Châu cũng không dám chọc. Không phải không dám chọc, mà là kính sợ thế lực cổ võ đứng sau lưng anh ta. Hoàng Long giải thích, Tọa Sơn Điêu chỉ là một con chốt quèn thôi, thứ thật sự đáng sợ là thế lực núi Trường Bạch phía sau anh ta. Đó mới là một sự ồn tại mà ngay cả cao thủ cấp bậc chiến thần cũng không muốn trêu chọc. Dù chỉ là một con chốt quen bước ra từ núi Trường Bạch, đi vào thế giới bình thường, thì cũng có thể hoành hành thiên hạ. Hắc Long khuyên nhủ, Long Vương, đại nhân tuyệt đối đừng khinh địch. Ừ, Diệp Lâm gật đầu, nói sang chuyện khác, nhà họ Trương ở Phụng Thiên thì sao? Nhà họ Trương, Hoàng Long hỏi lại, là nhà giàu số một nhà họ Trương ở Phụng Thiên hả? Đúng vậy. Diệp Lâm nói, sắp tới tôi định đi Phụng Thiên tìm nhà họ Trương tính sổ. Tính sổ, thì ra là thế. Nghe vậy, Hoàng Long chợt hiểu ra,
hóa ra mục đích thật sự của Long Vương Đại Nhân chính là nhà giàu số một nhà họ Trương ở Phụng Thiên, chứ không phải là Tọa Sơn Điêu. Hoàng Long lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải đối đầu với Tọa Sơn Điêu là anh ta có thể yên tâm rồi. Hoàng Long tiếp tục phân tích, nhà họ Trương tuy rằng có tiền, nhưng vì là thế lực gia tộc của thế giới người thường nên thực lực bình thường. Nghe nói nhà họ Trương bọn họ có quan hệ với một vài gia tộc thần bí ở dân gian tại Phụng Thiên, đó là Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi. Có điều, dạo này tôi nghe nói năm gia tộc thần bí kia bị người ta phá đổ trong một đêm. Nói đến đây, Hoàng Long dường như là nghĩ đến gì đó, chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Lâm với ánh mắt tràn đầy chấn động. Anh ta thầm nghĩ nhà họ Trương ở Phụng Thiên và Long Vương có thù oán, năm đại gia tộc thần bí có quan hệ với nhà họ Trương bị người ta phá đổ trong một đêm. Chẳng lẽ người phá đổ thế lực của năm đại gia tộc chính là Long Vương? Đúng vậy, Diệp Lâm gật đầu thừa nị nhà họ Trương phái năm đại gia tộc thần bí Hồ, Hoàng, Bạch, Liễu, Khôi đi giết tôi, đã bị tôi giải quyết hết rồi. Trong đó có ba nhà là Hoàng, Bạch, Liễu chuyển sang làm việc cho tôi, bị tôi phái đi đối phó với nhà họ Trương. Có điều, tôi thấy thực lực của cả ba nhà không đủ để đối đầu với nhà họ Trương, vậy nên định đi theo hỗ trợ bọn họ. Nghe vậy, Hoàng Long cảm thán, Long Vương Đại Nhân đúng là một người phi thường. Đối với nhà họ Trương mà nói, tiêu diệt năm đại gia tộc thần bí giống như là chặt đi một cánh tay của nhà họ Trương. Hiện giờ muốn đối phó nhà họ Trương cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có điều, Hoàng Long có vẻ buồn rầu, có điều, sự mạnh mẽ của nhà họ Trương, có lẽ có liên quan đến núi Trường Bạch giới cổ võ. Còn việc bọn họ có mối quan hệ gì thì tôi không biết. Ở trong mắt Hoàng Long, nếu nhà họ Trương cũng có chỗ dựa là núi Trường Bạch, thì bọn họ tuyệt đối không thể động đến nhà họ Trương. Chỉ cần có thế lực của Tọa Sơn Điêu xen vào, thì cũng đủ để bọn họ phải rút lui rồi. Không có gì phải sợ cả. Diệp Lâm bình tĩnh nói, cổ võ cũng là người. Chẳng qua là tu luyện nhiều hơn người bình thường mà thôi, không phải là không thể thăng được. Tôi từng giết cổ võ giả, phá vỡ huyền thoại không thể chịu nhục của bọn họ. Cái gì? Nghe vậy, Hoàng Long lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, không biết là Diệp Lâm đang nói khoác hay là nói thật. Nhưng khi thấy vẻ mặt sùng bái kính trọng của đám người Hắc Long, anh ta liền biết chuyện này là thật. Trời ạ, Hoàng Long cảm thấy chấn động. Vị Long Vương trẻ tuổi mới nhậm chức này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà ngay cả cổ võ giả cũng dám giết. Cho dù là lão Long Vương thì chắc cũng không dám làm như thế, đúng là trò giỏi hơn thầy. Núi này cao hơn núi khác. Giờ phút này, Hoàng Long càng thêm kính sợ Diệp Lâm. Tôi chỉ muốn đối phó với nhà họ Trương, chứ không phải là núi Trường Bạch cổ võ, các anh yên tâm đi. Thấy mọi người cứ mang vẻ mặt lo lắng và không yên lòng, Diệp Lâm liền ra tiếng an ủi. Xua tan nỗi băn khoăn của bọn họ. Hoàng Long, anh có đồng ý theo tôi đi Phụng Thiên, đến nhà họ Trương một chuyến không? Nghe vậy, Hoàng Long lập tức quỳ một gối xuống đất, nói, thuộc hạ tuân lệnh. Có thể theo Long Vương Đại Nhân xuất chiến là vinh hạnh của tôi. Lúc này, đám người Hắc Long cũng lần lượt xin xuất chiến, thậm chí muốn gọi hết Long Môn đi khai chiến với nhà họ Trương ở Phụng Thiên. Các anh không cần phải đi. Diệp Lâm sắp xếp, Hoàng Long là người địa phương. Tôi chỉ dẫn một mình anh ta theo là được. Cho dù thật sự gặp được cao, thủ núi Trường Bạch, thì tôi cũng có thể an toàn rút lui. Nếu dẫn theo nhiều người thì có khi lại bất tiện. Nghe vậy, đám người Hắc Long đều cảm thấy Diệp Lâm nói có lý. Vậy nên ai cũng nói là nghe theo sự sắp xếp của Long Vương, chúc Long Vương chiến thắng trở về. Hoàng Long, anh trở về chuẩn bị đồ đạc đi. Diệp Lâm nói, sáng mai anh theo tôi đi Phụng Thiên một chuyến. Vâng. Thuộc hạ tuân lệnh, Hoàng Long tỏ vẻ nghe lệnh bất cứ lúc nào. Sau đó, Diệp Lâm đứng dậy, định đi về nhà chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày mai. Hắc Long thấy vậy thì vội vàng cho người đưa anh về nhà. Lúc Diệp Lâm về tới Sơn Trang Phong Hoa, anh cảm thấy có gì đó không thích hợp. Ồ, có ăn trộm. Diệp Lâm nhận ra hơi thở người lạ, còn mới vừa đi không bao lâu. Anh chạy nhanh lên lầu, quả nhiên là thấy các phòng đều bị lật tung lên. Không biết là đang muốn tìm cái gì nữa. Ha ha. Thấy vậy, Diệp Lâm liền cười lạnh một tiếng, nghĩ ngay đến bệnh viện Trung ương. Hóa ra là muốn trộm đơn thuốc. Kể cả khi bệnh viện Trung ương phái người lẻn vào nhà Diệp Lâm thì cũng không thu hoạch được gì. Bởi vì mọi thứ bao gồm lò luyện đan đều bị anh để ở trong bảo gương. Mấy người làm loạn nhà tôi thế này, không thể dễ dàng bỏ qua được. Diệp Lâm định gậy ông đập lưng ông.
tự mình đi bệnh viện trung ương một chuyến. Bệnh viện trung ương nằm trong một góc của chủ thành ở Yến Kinh, có diện tích rất lớn, lớn hơn nhiều so với bệnh viện bình thường. Kiến trúc bên ngoài là nơi dùng để tiếp đãi người bệnh và khám bệnh. Kiến trúc giả cổ bên trong là nơi thuộc riêng về bác sĩ, dùng để nghỉ ngơi, giải trí và nghiên cứu y thuật. Diệp Lâm bước vào nội môn bệnh viện trung ương. Ai vậy? Người không liên quan không được phép đi vào nội môn bệnh viện trung ương. Anh mau đi đi. Gác cống nội môn lập tức xua đuổi Diệp Lâm. Diệp Lâm xoay người một cái, khuôn mặt lập tức thay đổi. Gác cống nhìn lại lần nữa, liền trở nên cung kính. Ây da, giám đốc Khang, sao lại là ông hả? Là tôi mắt mù, không nhận ra ông. Hai tên gác cống vội vàng cúi đầu xin lỗi Diệp Lâm. Hóa ra trong khoảnh khắc quay người, Diệp Lâm đã dịch dung thành dáng vẻ của Khang Thành Đan, giám đốc bệnh viện trung ương. Gác cổng thấy là Khang Thành Đan, đương nhiên là phải nịnh bợ lấy lòng rồi. Ừ, Diệp Lâm lạnh nhạt gật đầu, sau đó chắp tay đi vào. Nhìn theo bóng dáng của giám đốc Khang, hai tên gác cống có chút khó hiểu. Tôi nhớ rõ lúc chiều giám đốc Khang trở về nội môn, vẫn luôn họp cho tới bây giờ, còn đang bàn chuyện gì đó mà. Sao bây giờ lại đột nhiên đi từ bên ngoài vào trong? Có lẽ là từng đi ra ngoài bằng cửa sau. Hai người không nghi ngờ gì, tiếp tục mà gác cổng. Bên kia, Diệp Lâm đi vào khu vườn sum suê. Phía sau bệnh viện trung ương, giống như là đi vào khu vườn của Hoàng gia, có thể thấy rõ ràng mức độ xa hoa của bệnh viện trung ương. Diệp Lâm đi được một lát, suýt nữa là đi lạc đường. Đám bác sĩ này biết hưởng thụ thật đấy. Trong nhất thời, Diệp Lâm bị mất phương hướng, không biết nên đi hướng nào. Vừa lúc có hai người học trò trẻ tuổi, một nam một nữ của bệnh viện trung ương đi ngang qua, khom người chào hỏi Diệp Lâm. Chào giám đốc Khang. Diệp Lâm lập tức ngăn cản bọn họ, tằng hắng một tiếng, nói, để tôi kiếm tra bài của các em. Cái gì? Hai người hoảng sợ, không ngờ giám đốc Khang lại muốn tự mình kiểm tra bài của bọn họ, cả hai người đều có chút kích động, còn có chút căng thẳng. Bọn họ thầm nghĩ có phải là chỉ cần vượt qua kiểm tra, thì sẽ trở thành bác sĩ chính thức, được ăn cơm nhà nước hay không? Tôi hỏi các em, tại bệnh viện trung ương, nơi nào là quan trọng nhất? Diệp Lâm hỏi. Quan trọng nhất, hai người nhìn nhau, trong nhất thời không hiểu ý của Diệp Lâm. Phòng bệnh, là quan trọng nhất. Rốt cuộc thì phòng bệnh là nơi cứu người. Tuy rằng nó là bình thường nhất, nhưng mà nó cũng là quan trọng nhất. Ý của tôi là nơi đặt đô vật quý trọng. Diệp Lâm nói thêm, ví dụ như đan dược, thiên tài địa bảo. À, ý ông là phòng đan hả? Tên học trò nam chợt hiểu ra, hừm. Phòng đan là nơi luyện chế đan dược, đúng là rất quan trọng, ngày thường cũng có binh lính canh gác. Hóa ra là phòng đan dược. Diệp Lâm biết rồi, vậy nên nói thêm, bây giờ dẫn tôi đi phòng đan. Hai người đều sửng sốt khi nghe yêu cầu của Diệp Lâm, cho rằng giám đốc Khang đang nói đùa với mình. Đi tới cái nơi như phòng đan, cũng cần phải có bọn họ dẫn đường nữa hả? Những bác sĩ trong bệnh viện trung ương, ngoài các bác sĩ mới tới ra, thì ai mà chẳng nhắm mắt cũng có thể đi đến phòng đan. Còn thất thần làm gì? Diệp Lâm gằn giọng, đây là một bài kiểm tra cho các em. Cảm thấy đơn giản hả? Vậy thì hãy nhắm mắt dần đường, để xem các em nắm giữ hoàn cảnh xung quanh thế. Nào! Nghe vậy, hai người không nói nhiều nữa, đúng là nghe lời mà nhắm mắt lại. Đi về phía phòng đan. Diệp Lâm cười thầm trong bụng, bước chân nhẹ nhàng theo sau hai người. Không bao lâu sau, một hàng ba người, hai trước một sau, đi tới gần phòng đan. Hai người mở mắt ra, cười nói, tới rồi, dù nhắm mắt cũng có thể tới đúng chỗ nữa. Bọn họ sợ là nhắm mắt sẽ đi nhầm đường, làm lỡ mất cơ hội tốt lần này. Ừ, không tệ, Diệp Lâm nói, tôi nhớ hai em rồi, hôm nào sẽ để bạt các em. Hai người nghe vậy thì vui vẻ nói, cảm ơn giám đốc Khang. Bây giờ, các em nhắm mắt lại, quay về nơi chúng ta gặp nhau. Nhớ kỹ, đây cũng là một bài kiểm tra của tòi dành cho các em, không được mở mắt ra. Diệp Lâm dặn dò. Hai người không hề nghi ngờ, vì cái gọi là đề bạt mà lập tức nhắm mắt bước đi. Diệp Lâm cười khẽ, quay người đi vào trong phòng đan. Bởi vì dịch dung thành Khang Thành Đan. Cho nên Diệp Lâm đi tới đâu cũng được. Sau khi vào phòng đan, ngửi từng đợt mùi đan bay ra, không cần ai dẫn đường, Diệp Lâm cũng có thể tự mình tìm được một đống thiên tài địa bảo. Lúc này, hai người đệ tử kia đang nhắm mắt quay lại đường cũ. Bọn họ đang đi thì đâm trúng một người, bèn liên tục nói xin lỗi,
nhưng mà đôi mắt thì vẫn không chịu mở ra. Hai em đang làm cái quỷ gì vậy? Một giọng nói uy nghiêm mang theo vẻ trách cứ vang lên, buổi tối mà nhắm mắt đi đường hả? Hai người nghe nghe rồi cảm thấy cái giọng nói này quen quen. Mở mắt ra, người nói quát lên. Hai người sợ tới mức mở bừng mắt ra, rồi đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, khiến hai người giật nảy mình. Bởi vì người trước mắt chính là giám đốc Khang Thành Đan thật sự. Giám đốc Khang, lúc nãy ông bảo chúng tôi nhắm mắt quay lại chỗ cũ cơ mà. Một người nhỏ giọng nói. Chúng tôi không hề mở mắt, là ông, bảo chúng tôi mở mắt, một người khác bổ sung. Hai người có chút khó hiểu, sao mới chỉ có một lát mà giám đốc Khang lại thay đổi thái độ, giống như là thay đổi thành một người khác vậy. Tôi hả, tôi bảo các em nhắm mắt đi đường khi nào, đúng là bậy bạ, Khang Thành Đan nối giận. Thấy vậy, hai người càng thêm hoảng hốt, không hiểu ra sao. Bọn họ thầm nghĩ có phải là giám đốc Khang đổi ý, không muốn đề bạt bọn họ nữa hay không? Rốt cuộc chuyện là sao? Các em nói rõ cho tôi nghe xem. Khang Thành Đan phát hiện có chút không thích hợp, lập tức hỏi rõ ràng mọi chuyện. Vậy nên, hai người kể lại hết mọi chuyện vừa xảy ra một lần. Tòi bảo các em dẫn tôi đi phòng Đan hả? Sao có thế chứ? Khang Thành Đan tự nhận rằng mình không có nhàm chán đến mức làm ra cái loại kiểm tra kia. Hơn nữa, mình còn chưa già lấm cấm, ngay cả phòng Đan cũng không tìm thấy. Vậy thì đáp án chỉ có một. Người dịch dung thành mình muốn đi phòng Đan. Không ổn rồi, Khang Thành Đan cảm thấy không ổn, vội vàng chạy như bay về phía phòng Đan. Ở đây có nhân sâm trăm năm. Còn có saffron hoang dại Tây Tạng hiếm thấy nữa. Hoa tuyết liên, đông trùng hạ thảo, đều là thứ tốt, lấy hết luôn. Diệp Lâm đi vào trong phòng cất giữ thiên tài địa bảo, nhìn mà ngây ngấn cả người. Không ngờ thiên tài địa bảo ở đây còn nhiều hơn cả đợt hội đấu giá ngầm nữa. Cái đám bác sĩ này, dù thực lực chỉ bình thường thôi, nhưng mà bảo bối thì lại cất chứa không ít. Vậy tôi cũng không khách sáo làm gì. Đống thiên tài địa bảo đoạt được trong lần đi hội đấu giá khi ấy, đã bị Diệp Lâm dùng hơn phân nửa trong việc luyện chế đan dược và tu luyện. Các loại dược liệu quý báu lần này vừa lúc bổ sung thêm. Diệp Lâm không hề khách sáo, cướp đoạt sạch sẽ, cất vào trong bảo gương. Bệnh viện Trung ương muốn trộm đơn thuốc của Diệp Lâm, không chỉ không thành công. Ngược lại còn bị Diệp Lâm trộm sạch dược liệu trong phòng đan. Sau khi đoạt xong hết, Diệp Lâm định đi về, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, và cả tiếng quát tháo của Khang Thành Đan thật sự. Mau nhìn kỹ cho tôi, không được thả bất cứ một con ruồi bọ nào ra ngoài. Diệp Lâm ngây người, không ngờ Khang Thành Đan lại chạy đến nhanh như vậy. Có điều, Diệp Lâm cũng không lo lắng, anh gỡ bỏ dáng vẻ của Khang Thành Đan, giấu mình vào trong bóng tối. Ngay sau đó, một cơn gió thối ngang qua, thân hình Diệp Lâm nhanh chóng lướt đi như là ma quỷ. Lúc anh mới ra khỏi phòng đan được một lát, phía sau lại truyền đến tiếng quát tháo giận dữ của Khang Thành Đan. Hết rồi, hết sạch rồi, đồ khốn kiếp, là ai dám trộm bệnh viện Trung ương chúng tôi sẽ không tha cho các người. Đừng để tôi bắt được các người, nếu không tôi sẽ bằm các người thành từng mảnh. Khang Thành Đan nhìn đống bừa bộn trong phòng cất chứa, trong lòng như đang rỉ máu. Thiên tài địa bảo bên trong là thành quả tích lũy vài năm của bệnh viện Trung ương, bây giờ đã bị trộm sạch hết rồi. Một sự tổn thất lớn lao, đến mức không thể dùng tiền tài để tính toán. Rất nhanh sau đó, Khang Thành Đan giống như là nổi điên lên, vừa chạy ra ngoài vừa quát, mau đi mời nhị tổ. Phòng đan bệnh viện Trung ương bị trộm, xin nhị tổ ra tay đánh chết tên trộm kia. Người xung quanh nghe nhắc đến nhị tổ thì giật nảy mình, thầm nghĩ chuyện này lớn rồi, phải tới tai nhị tổ luôn mà. Nhị Tố là người được Bệnh viện Trung ương phụng dưỡng, từng làm việc ở trong quân, tới chức tham tướng, thực lực tất nhiên là không thấp. Sau khi về hưu, bọn họ được mời vào Bệnh viện Trung ương để bảo vệ Bệnh viện Trung ương. Bọn họ đều từng lên chiến trường, cả người tràn đầy sát khí, sẽ không dễ dàng ra tay, bởi vì một khi ra tay sẽ là máu chảy thành sông. Ngay sau đó, Khang Thành Đan ra một lệnh thứ hai, giới nghiêm toàn bộ Bệnh viện Trung ương. Một khi nhìn thấy người giống tôi, đều phải đánh chết ngay tại chỗ cho tôi. Tuyệt đối không thế để hắn chạy thoát. Tên trộm kia dịch dung thành tôi. Các cậu tuyệt đối không được mắc mưu nữa. Khang Thành Đan vừa chạy vừa la hét, rồi đột nhiên bị ăn một gậy vào đầu. Ngay sau đó, phía sau chợt truyền đến tiếng la hét phấn khích. Tôi bắt được tên ăn trộm kia rồi. Đúng là dịch dung thành giám đốc Khang, giống ghê luôn. Mọi người mau lên đi.
Lời còn chưa dứt, mọi người xung quanh đã chen chúc lên, tay đấm chân đá Khang Thành Đan. A, à, đồ khốn kiếp, tôi là Khang Thành Đan, các cậu đánh nhầm người rồi. Ây da, người dẫn đầu vừa đánh vừa cười nói, ăn trộm sẽ thừa nhận là mình trộm đồ hả? Còn dám mạnh miệng hả? Để xem tao xé mặt nạ của mày xuống này. Dứt lời, anh ta ra tay tàn nhẫn, muốn xé mặt nạ của Khang Thành Đan, hầy, dán chặt quá đi, để tao xé. Trên mặt Khang Thành Đan bị cào ra từng vết máu, lớp da thật suýt nữa bị xé xuống. Ơ kìa, thấy vậy, người xung quanh mới nhận ra rằng có lẽ người trước mắt thật sự là giám đốc Khang. Bọn họ đánh nhầm người rồi. Giám đốc Khang, ông không sao chứ? Chúng tôi không cố ý. Là ông nói khi nhìn thấy người giống ông thì không cần phải nương tay. Đám đông vây đánh lập tức tản ra. Khang Thành Đan mặt mũi bầm dập, cả người chật vật, bò dậy từ trên mặt đất, chỉ vào mọi người, nói, hay lắm, các người ra tay nặng vậy hả? Có phải là cố ý hay không? Tôi nhớ kỹ các người rồi, chờ xử lý xong chuyện, tôi sẽ đi tính số với các người. Các người chờ đấy cho tôi. Ây ra! Cùng lúc đó, Diệp Lâm đã lặng lẽ ra khỏi nội môn bệnh viện Trung ương, ầm ĩ rối loạn phía sau không hề liên quan gì đến anh. Có điều, anh mới vừa đi được một đoạn thì. Cuối lối đi bộ là một người tràn đầy sát khí, đứng thẳng tắp như cây tùng bách, trong tay cầm một cây đại đao quan công, mũi đao chĩa xuống đất, thân đao hơi nghiêng, cực kỳ oai phong. Trong khoảnh khắc, thời gian xung quanh giường như bị đóng băng. Không khí căng thẳng đến cực điểm. Dù vậy, Diệp Lâm vẫn coi như không thấy gì, thong thả đi lên phía trước, không chịu một chút áp lực nào. Hay lắm nhãi danh, cậu là người đầu tiên có thể tự do đi lại dưới uy áp của tôi. Ông cụ cầm đao đột nhiên lên tiếng. Nể mặt cậu cũng là người luyện võ, để những thứ cậu trộm lại đi, tôi có thể tha cho cậu một lần. Nghe vậy, Diệp Lâm cười nói, thưa ông nhận nhầm người rồi. Ông xem tôi chẳng cầm cái gì cả, cũng không biết ông nói đến cái gì nữa. Nếu bình thường thì dù có xách theo một bao tải cũng không đủ chứa đống thiên tài địa bảo kia. Diệp Lâm của lúc này, lại ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, trên người không hề mang theo thứ gì. Nhãi danh dám mạnh miệng hả? Ông cụ cầm đao nói, nếu cậu không chủ động giao ra đây thì được trách tôi vô lễ. Ông già vác đao chặn đường không ai khác chính là Tổ Càn, một trong hai người canh gác bệnh viện Trung ương. Khoảnh khắc Diệp Lâm đi ngang qua anh. Thanh đao lớn trong tay Tổ Càn chợt cử động. Phút, nhìn chóp mũi Diệp Lâm lướt qua. Hả, Tố Càn cau mày, không ngờ rằng Diệp Lâm có thể né được một đòn ở cự ly gần dễ dàng như vậy. Sức mạnh của tên nhóc này có thể được giải phóng một cách tự do và bất cứ lúc nào. Chuyển động tinh tế của Diệp Lâm cũng khiến Tố Càn bị sốc. Ông à, tôi đã nói ông nhận nhầm người rồi mà. Diệp Lâm nói, tại sao cứ phải làm khó nhau chứ? Ha, Tố Càn chế nhạo, tôi đã theo cậu suốt chặng đường từ bệnh viện Trung ương. Làm sao có thể nhận lầm được? Khuôn mặt của một người có thể thay đổi, nhưng khí chất trên cơ thể của một người không bao giờ có thể thay đổi. Tôi, sẽ không nhận nhầm người đâu. Nghe vậy, Diệp Lâm không khỏi giật mình. Không ngờ trong lúc hỗn loạn vừa rồi, đối phương đi theo phía sau mà anh lại không để ý tới. Ông có thân pháp tuyệt vời thật đây. Diệp Lâm không khỏi thán phục. Lúc còn trẻ, tôi từng làm trinh sát, ám sát tướng địch. Tố Càn kiêu ngạo nói. Bây giờ, tôi đã lớn tuổi, chân tay đã kém hơn trước rất nhiều. Hóa ra là quân nhân, đã thất lễ rồi. Diệp Lâm rất kính trọng người này, không có ý định trở thành kẻ địch của ông ta. Nếu như cậu thật sự tôn trọng tôi thì đã sớm giao ra đồ ăn trộm rồi. Tố Càn nói, tôi cũng dễ bề quay về giải thích. Diệp Lâm lắc đầu, ân oán giữa tôi và Bệnh viện Trung ương không thể giải thích rõ ràng trong vài câu nói được. Bởi vì bọn họ bất nhân trước, cho nên hôm nay tôi mới bất nghĩa. Xin ông đừng can thiệp vào chuyện này. Tố Càn cũng lắc đầu, tôi là tướng võ mà Bệnh viện Trung ương dùng rất nhiều tiền mời tới. Làm sao tôi có thể đứng nhìn khi Bệnh viện Trung ương gặp khó khăn được? Cho dù đúng hay sai, chỉ cần cậu bỏ thứ mà cậu đã lấy ra, tôi sẽ bỏ qua. Cho cậu. Nói cách khác, mặc dù cả hai đều không muốn hành động nhưng cũng không thể thuyết phục được đối phương. Nếu đã như vậy, tôi chỉ đành rời đi thôi. Diệp Lâm lạnh lùng nói. Ông không ngăn cản được tôi đâu. Có thể ngăn cản hay không thì phải hỏi bảo đao trong tay tôi. Tổ Càn lập tức giơ đại đao ra trước mặt. Nó giống như một vật chắn đường, như thế đang thông báo rằng con đường này không thể đi qua được. Xin phép đắc tội. Diệp Lâm bước về phía trước, tránh khỏi cảnh sát,
cơ thể bay ra xa mấy mét. Nhưng ngay lúc đó, phút một tiếng, dường như có một con thú ẩn nấp trong bóng tối, lao về phía anh. Đó là một mũi tên, đến từ bóng tối, xuyên qua bầu trời, bay thẳng về phía gáy của Diệp Lâm. Nghe thấy âm thanh, Diệp Lâm lập tức quay người lại, nắm lấy lông mũi tên, xé nát thành từng mảnh. Ở trong bóng tối có bóng người ẩn hiện. Rõ ràng, ngoài ông già trước mặt còn có một cao thủ khác ẩn nấp trong bóng tối, đột nhiên bắn ra những mũi tên sắc lạnh. Hai người một sáng một tối phối hợp với nhau, thực sự rất mạnh. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm thậm chí không thể biết được người trong bóng tối đang ở đâu. Như thế đối phương đang di chuyển tới lui với tốc độ cực nhanh, khiến người ta không thể xác định mục tiêu một cách chính xác được. Người đó là em trai của tôi, Tổ Khôn. Nếu hai anh em tôi liên thủ, ngay cả trong trại có hàng vạn người thì chúng tôi cũng có thể tự do ra vào, lấy đầu kẻ thù, dễ như ăn kẹo vậy. Cậu không thể chạy trốn được đâu. Chưa kịp nói xong, thanh đao của Tổ Càn lại chém tới. Cực kỳ nhanh chóng và quyết liệt. Nếu những người khác gặp phải chuỗi tấn công này, có lẽ họ sẽ khó có thể chống cự. Tuy nhiên, Diệp Lâm lại quay sang một bên và dễ dàng tránh được đòn tấn công dữ dội của Tổ Càn. Hay lắm! Khi nhìn thấy điều này, Tổ Càn không khỏi ngạc nhiên. Đối phương liên tiếp né tránh mấy đòn tấn công của ông ta, khiến ông ta đòn tấn công của ông ta trở nên vô hiệu, hơn nữa người này còn chưa thực sự sử dụng tới thực lực của mình. Có thể đối mặt với hai anh em, một trong sáng một trong tối cùng với những đòn tấn công liên tiếp, vậy mà vẫn ung dung bình tĩnh, quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Đáng tiếc, với kỹ năng như vậy mà lại là một tên trộm. Tố Càn cảm thấy hơi tiếc. Cậu nhóc, cậu đã có tài như vậy, sao không nhập ngũ phục vụ đất nước? So với việc trộm gà trộm chó như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Tố Càn hơi ghen tị với tài năng của anh, muốn khuyên anh vào quân đội để lãng phí tài năng. Ha ha! Diệp Lâm bình tĩnh cười nói, cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi ở trong tù nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được hưởng cuộc sống tự do, chỉ sợ không chịu nổi sự nhàm chán của quân đội. Cái gì? Ngay khi những lời này nói ra, Tố Càn khẽ cau mày. Hóa ra anh đã từng ở tù, xem ra là thường xuyên phạm tội. Nếu đã vậy, Tổ Càn cũng không cố gắng thuyết phục nữa, coi Diệp Lâm như một kẻ hết thuốc chữa. Xem ra vẫn chưa được cải tạo thành công. Thật sự là lãng phí năng lực của cậu. Khi nói, giọng điệu của Tổ Càn dần trở nên nghiêm túc hơn. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ tự tay xử lý cậu. Để tránh hậu họa cho xã hội. Lúc này, sát khí của Tổ Càn chợt dâng trào. Ông ta đã coi Diệp Lâm như kẻ thù không đội trời chung, sẽ không còn nương tay nữa. Ông ta vung đại đao trong tay lên, sức mạnh vô cùng lớn, có khả năng quét sạch hàng ngàn quân đội. Mỗi một đòn đều đủ sức bẻ gãy thắt lưng của Diệp Lâm và lấy đi mạng sống của anh. Cùng lúc đó, Tổ Khôn trong bóng tối cũng bắn ra một loạt mũi tên, rơi thẳng từ trên xuống như mưa, chặn hết mọi đường chạy trốn của Diệp Lâm. Đối mặt với một bên sáng một bên tối, Diệp Lâm cũng phải vô cùng cảnh giác. Anh ấn hộp kiếm xuống và nói, xin lỗi nhé. Đột nhiên, ba thanh kiếm nhỏ trong hộp kiếm bắn ra. Một thanh bay vòng quanh người để chống lại những mũi tên lao xuống bất ngờ. Một thanh hướng về phía người bắn mũi tên trong bóng tối. Thanh cuối cùng giống như một viên đạn, đánh về phía Tổ Càn. Nhanh quá! Nguy hiểm! Tổ Càn nhanh chóng vung đao chặn ra trước mặt mới tránh được đòn này, miệng hô lên, nguy hiểm quá! Suýt nữa thì thanh kiếm đã đâm vào họng ông ta rồi. Đúng như câu nói, vũ khí càng dài thì càng mạnh. Tố Càn lợi dụng thanh trường đao trong tay để ép Diệp Lâm vào ngõ cụt, không thể trốn thoát. Tuy nhiên, càng ngắn thì càng nguy hiểm. Ba thanh kiếm của Diệp Lâm chỉ lớn bằng lòng bàn tay nên khi bay ra ngoài rất khó đề phòng. Ngay cả Tố Càn cũng suýt bị trúng đòn, khó có thể chống cự. Tổ Càn vung đao lên, hất thanh kiếm nhỏ đi. Ông ta tạo tư thế, định tấn công lần nữa. Kết quả là thanh kiếm nhỏ bị đánh bay dường như đã khóa được mục tiêu. Nó xoay nửa vòng trên không trung rồi lao thẳng về phía Tố Càn. Hả? Nhìn thấy cảnh này, Tố Càn vô cùng ngạc nhiên, không thể tin được rằng thanh kiếm nhỏ này có thể quay lại và tấn công lần nữa. A! À, cùng lúc đó, một tiếng hét khác phát ra từ bóng tối. Hiển nhiên, Tổ Khôn ẩn nấp trong bóng tối đã bị trúng đòn mà không để ý. Ông ta ẩn mình trong bóng tối, nhưng không biết rằng, bọ ngựa rình ve sầu, chim sẻ ở sau lưng. Trong bóng tối sâu hơn còn có một thanh kiếm nhỏ đang đeo bám sát sao. Tổ Càn vừa lo lắng cho an nguy của em trai,
vừa có chút cáu kỉnh nên động tác thu đao có chậm hơn vài nhịp. Nhưng may mắn là vẫn kịp thời hất thanh kiếm nhỏ đi lần nữa. Nguy hiểm thật, Tổ Càn thở phào nhẹ. Nhõm. Nhưng đúng lúc này, trong khoảnh khắc, một ánh sáng bạc lóe lên trước mắt ông ta. Khi nhìn thấy điều này, Tố Càn hít một hơi thật sâu. Có muốn tránh cũng đã quá muộn. Tố Càn cổ hết sức tránh né nhưng vẫn không thể thoát khỏi thanh kiếm. Xoẹt. Vai ông ta đã trúng đòn. Xin lỗi nhé, ông già, tôi có tổng cộng 3 thanh kiếm cơ. Mặc dù Tố Càn đã vung đao ra nhưng thanh kiếm thứ 3 vây quanh Diệp Lâm vẫn lặng lẽ di chuyển. Tất nhiên, để làm được vậy cũng là do Tổ Khôn ở bên kia bị đâm trúng, không tiếp tục bắn tên nữa. Thanh kiếm thứ 3 cuối cùng cũng bay lên không trung và lao xuống. Dương Đông kích Tây, hay lắm. Tố Càn nhìn vết thương của mình, thở dài, người trẻ tuổi giờ thật đáng sợ. Nhớ lại khi xưa, hai anh em họ hợp sức, có. Kẻ thù nào mà họ chưa giết được chứ? Vì chiến công xuất sắc nên họ được phong làm tướng, xếp vào hàng quan chức cấp 3. Thực lực của hai người cũng ngang với tông sư cấp 3, thậm chí có thể áp chế được tông sư cấp 2. Trong những năm trẻ tuổi nhiệt huyết, họ cũng từng mơ ước tranh giành vị trí chiến thần ở các chiến khu. Đáng tiếc là khoảng cách lại quá xa. Không ngờ, trong những năm về hưu sau này, ông ta lại bị đánh bại dưới tay một thanh niên trẻ tuổi, thậm chí cả hai người còn bị thương. Kiếm của cậu là loại kiếm gì? Tổ Càn tò mò hỏi. Ngụy Tam kiếm, Diệp Lâm thành thật nói. Chỉ cần nghe tên cũng biết là bảo kiếm. Tổ Càn thở dài, nếu tôi còn ở trong quân đội, có thể sử dụng chiến thần đao, có lẽ sẽ chống lại được 3 thanh kiếm này của cậu. Chưa chắc đâu, Diệp Lâm khẽ lắc đầu. Từ những gì đối phương nói, có vẻ như ông ta cho rằng anh có thể đánh bại hai người họ là nhờ vào sức mạnh của vũ khí. Cậu không tin sao? Tổ Càn lại giơ lên trường đao trong tay lên, nói, vậy cậu có dám đỡ một đòn chính diện của tôi không? Thấy vậy, Diệp Lâm chắp tay sau lưng, bình tĩnh nói, tới đi. Tên nhóc này, đúng là tuổi trẻ ngông cuồng. Tố Càn không ngờ rằng Diệp Lâm lại dám đồng ý, bèn giơ trường đao trong tay lên, chém về phía Diệp Lâm với một sức mạnh khủng khiếp. Đương nhiên, Tố Càn cố ý tránh những điểm trọng yếu, chỉ đánh vào bả vai, như vậy sẽ không giết chết Diệp Lâm. Khoảnh khắc lưỡi kiếm rơi xuống. Diệp Lâm không hề né tránh, anh khẽ giơ tay lên, dùng tay đỡ lấy thanh đao của đối phương. Trong phút chốc, lưỡi đao đã đánh vào lòng bàn tay Diệp Lâm. Cậu muốn mất tay luôn sao? Tổ Càn sửng sốt. Muốn thu đao về. Nhưng mũi đao đã chìm xuống. Thanh đao to lớn đã hoàn toàn bị bàn tay của bên kia kiểm soát. Đừng nói là chặt đứt lòng bàn tay, nó thậm chí còn không gây tổn hại gì đến da thịt của đối phương. Sao? Sao có thể như vậy được? Thấy vậy, Tổ Càn ngạc nhiên kêu lên. Chẳng lẽ cậu đã học công phu luyện thể? Đao kiếm không thể chém được. Không, nếu là luyện thể thì làm sao có thể linh hoạt như vậy được. Trong lúc nhất thời, Tố Càn bị khiếp sợ trước đòn đỡ kiếm bằng tay không của Diệp Lâm. Đó là pháp thân. Lúc này, Tổ Khòn đang ẩn nấp trong bóng tối đột nhiên xuất hiện. Với một cái vẫy tay, một ánh sáng bạc bắn ra. Ông ta quát lớn, pháp thân chỉ có thể bị pháp khí phá vỡ mà thôi. Xem cậu ta có thể đỡ được vũ pháp khí này của em không? Vừa dứt lời, ánh sáng bạc đã lóe lên, tiến tới ngay trước mặt Diệp Lâm. Em trai, đừng làm cậu ta bị thương. Tổ Càn vội vàng hét lên để ngăn lại, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy một tia sáng bạc lóe lên, giống như một viên đạn, đang tiến đến gần Diệp Lâm. Diệp Lâm tránh đi nhưng vẫn sượt qua vai, để lại một vết thương. Pháp thân đã bị phá vỡ. Tên nhóc, xem như cậu nhanh chân. Tố Khôn khẽ hừ một tiếng, sau đó vẫy tay thu hồi. Pháp khí, tiếp tục chiến đấu với Diệp Lâm. Nhưng lần này, Diệp Lâm đã hoàn toàn tức giận. Tôi kính trọng hai tiền bối các ông, vì các ông là quân nhân nên tôi vẫn luôn nhẫn nại, nhưng không ngờ, tôi lùi một bước, các ông lại tiến 3 bước. Lúc này, trong tay Diệp Lâm đột nhiên xuất hiện một hạt ánh sáng. Ông có pháp khí, chẳng lẽ tôi không có pháp khí sao? Để tôi cho ông xem pháp khí của tôi. Lời còn chưa dứt, Diệp Lâm đã búng ngón tay. Viên ngọc định hải trong tay anh lao đi. Bắn thẳng về phía Tố Khôn. Ngay sau đó. Cẩn thận, thấy em trai mình bị pháp khí tấn công, Tố Càn tỏ ra kinh hãi, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tổ Khôn để giúp đỡ. Hai anh em đã cố gắng hết sức nhưng trước sự sức công phá của ngọc định hải, họ đều bị thổi bay ra sau. Tổ Càn ở bên ngoài phạm vi vụ nổ, tuy bị thương nhưng không mất mạng.
Tuy nhiên, Tố Khôn đã không thể chống lại được Ngọc Định Hải. Dù đã là tông sư cấp 3 nhưng ông ta vẫn yếu thế hơn khi đối mặt với sự tấn công của một pháp khí mạnh mẽ. Đột nhiên, máu từ miệng Tổ Khôn trào ra, ông ta ngã xuống đất. Em trai, Tổ Càn lăn người tới chỗ Tổ Khôn, phát hiện ông ta đã bất tỉnh. Lúc ngẩng đầu lên, làn khói tan đi, đã không còn thấy bóng dáng Diệp Lâm nữa. Mặc dù Tố Càn rất tức giận Diệp Lâm vì đã làm bị em trai mình bị thương nặng, nhưng ông ta cũng biết rằng đối phương đã nương tay, nếu không thì cả hai người họ đã chết rồi. Không còn thời gian để suy nghĩ, Tổ Càn đưa em trai bị thương nặng nhanh chóng quay lại bệnh viện Trăn Kiêu Ước để điều trị. Đêm đó, bệnh viện Trung ương vốn đã hỗn loạn. Tất cả kho báu trong phòng thuốc đều bị cướp sạch. Ngay cả cặp nhị tố trấn giữ bệnh viện Trung ương cũng bị trọng thương suýt chết. Gặp phải kẻ thù khó nhằn như vậy, mọi người trong bệnh viện Trung ương đều bàng hoàng. Đặc biệt là giám đốc Khương Thành Đan, sắc mặt trông cực kỳ khó coi. Ông ta vốn muốn lấy trộm đan dược, nhưng trộm gà lại mất gạo, chính căn cứ của ông ta lại bị đánh cắp, tất cả bảo vật tích lũy bao nhiêu năm đều bị cướp đi. Khương Thành Đan nghi ngờ rằng tên trộm lần này có liên quan gì đó đến Diệp Lâm. Đáng tiếc không ai nhìn thấy được dung mạo cụ thể của người đó, ngay cả những khuôn mặt được camera giám sát ghi lại đều là của chính ông ta. Khương Thành Đan muốn nhờ nhị tổ làm chứng nhưng Tổ Khôn đã bị thương nặng và hôn mê. Tố Càn thì một mực im lặng, từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về người mà mình đã chiến đấu. Bởi vì Tổ Càn không còn muốn trở thành kẻ thù của một cao thủ quyền năng như vậy, ông ta không muốn dính líu đến chuyện này nữa. Đồng thời, cũng vì cảm kích vì Diệp Lâm đã không giết mình nên ông ta mới giữ im lặng. Về phần Tổng Giám đốc Khương Thành Đan, cho dù muốn tố cáo Diệp Lâm với cảnh sát thì cũng không có chứng cứ. Tổng Giám đốc, cho dù không có chứng cứ thì chúng ta vẫn có thể khởi kiện. Nếu đêm nay chúng ta tìm được thứ gì đó trong nhà cậu ta, chẳng phải là đã có bằng chứng rồi sao? Một người ở bên đưa ra lời khuyên cho Tổng Giám đốc, ủng hộ việc báo cảnh sát. Suy cho cùng, với sự mất mát to lớn như vậy, làm sao họ có thể để yên được? Nếu đã có nghi phạm thì nên kiện đến cùng. Ngay lúc Khương Thành Đan chuẩn bị đi kiện Diệp Lâm. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Sao lại hỗn loạn thế này? Bác sĩ Trần, được mệnh danh là bậc thầy phẫu thuật đã trở lại. Khi nhìn thấy bác sĩ Trần trở về, mọi người chợt nhớ ra là ông ta đi chữa trị cho thống đốc của Phủ Thuận Thiên, bây giờ, bệnh viện Trung ương của họ đang cần sự giúp đỡ của Phủ Thuận Thiên để bắt được hung thủ Diệp Lâm. Ông Trần, ông trở về đúng lúc lắm. Khương Thành Đan vội vàng hỏi, ông đi chữa trị vết thương cho Hoa Đại Nhân, tình hình thế nào rồi? Hai, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Vừa nhắc tới chuyện này, bác sĩ Trần lại nghĩ đến thất bại bi thảm của mình lúc đó. À, đúng rồi, Giám đốc Khương, tôi cũng có một chuyện không hiểu và muốn hỏi ông. Sao vậy? Khương Thành Đan giật mình, không ngờ tình hình phía bác sĩ Trần lại không được khả quan. Ông ta vốn muốn lợi dụng việc ông ta chữa khỏi cho Hoa Đại Nhân để nhờ Phủ Thuận Thiên ra tay điều tra Diệp Lâm. Có phải bệnh viện giá cao cho một loại thuốc tiên có thể chữa bách bệnh từ một người là Diệp Lâm không? Bác sĩ Trần hỏi. Hả, ông Trần cũng biết chuyện này sao? Khương Thành Đan cười khổ, nói, nhưng đáng tiếc tên nhóc kia không biết tốt xấu, thẳng thừng từ chối, hơn nữa. Đúng là vậy sao? Nghe vậy, bác sĩ Trần thở dài. Ông Trần, ông sao vậy? Khương Thành Đan còn chưa nói xong đã bị tiếng thở dài của ông Trần cắt ngang, không biết ở Phủ Thuận Thiên đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay, tôi đã nhìn thấy được sức mạnh của loại thuốc đó. Bác sĩ Trần tâm phục khẩu phục nói, đó quả thực là một loại thuốc thần kỳ, một viên thuốc có thể chữa khỏi mọi bệnh tật. Tôi không thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương cho Hoa Đại Nhân, nhưng viên thuốc đó lại dễ dàng chữa khỏi. Cái gì? Nghe thấy điều này, Khương Thành Đan chợt sửng sốt. Vết thương của Hoa Đại Nhân đã được chữa khỏi bằng thuốc của tên nhóc đó. Cái này. Giờ đây, ý tưởng lợi dụng bác sĩ Trần ban đầu của Khương Thành Đan đã hoàn toàn bị phá hỏng. Và tôi cũng nghe nói. Bác sĩ Trần nói, Giám đốc Khương, ông còn uy hiếp người tên Diệp Lâm kia, nói nếu cậu ta không đưa thuốc cho chúng ta thì cũng đừng hòng bán cho người khác. Có đúng hay không? Bác sĩ Trần rất coi thường hành vi tiểu nhân. Này, kỹ năng của không bằng người khác thì thôi đi, sao lại có thể lén lút dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy cơ chứ? Cái này, Khương Thành Đan không nói nên lời. Ông ta biết rất rõ tính cách của bác sĩ Trần. Nếu nói thật, chắc chắn sẽ bị bác bỏ, thậm chí coi thường. Giám đốc Khương, ông không cần giải thích, nhìn vẻ mặt của đối phương, bác sĩ Trần đã có sẵn câu trả lời trong đầu,
chỉ nói một câu, hai cha con Hoa Quân Dương đã nói, nếu bệnh viện chúng ta dám làm hại Diệp Lâm, Phủ Thuận Thiên sẽ không để yên đâu. Nói cách khác, Phủ Thuận Thiên bây giờ đã trở thành chỗ dựa Diệp Lâm, ông phải cẩn thận đấy. Nói xong, bác sĩ Trần xoay người rời đi. Cái này, nghe vậy, Khương Thành Đan lập tức chết lặng. Giờ đây, chẳng những ông ta không lợi dụng được ông Trần mà ngay cả kế hoạch khởi kiện Diệp Lâm cũng bị tuyên bố phá sản. Một khi Phủ Thuận Thiên trở thành chỗ dựa của Diệp Lâm, mọi chuyện xảy ra tối nay, cho dù bệnh viện Trung ương có báo cảnh sát thì Phủ Thuận Thiên cũng sẽ ưu ái cho Diệp Lâm hơn. Mẹ kiếp! Khương Thành Đan gần như phát điên. Coi như cậu may mắn, tên nhóc, nhưng đừng tưởng rằng có Phủ Thuận Thiên chống lưng thì muốn làm gì thì làm. Để tôi nghĩ xem. Khương Thành Đan bắt đầu nghĩ đến những quan chức cấp cao khác đã đến bệnh viện Trung ương để điều trị, biết đâu ông ta có thể nhờ họ giúp đỡ. Đúng vậy, những hoàng thân quốc thích đó. Khương Thành Đan đột nhiên nghĩ rằng người trong hoàng thất thường xuyên đến lấy thuốc, hơn nữa tất cả đều miễn phí. Bây giờ, rất nhiều dược liệu quý đã bị đánh cắp, ông ta có thể nhờ họ giúp đỡ. Chỉ cần có người trong hoàng tộc chịu ra mặt, ngay cả Phủ Thuận Thiên cũng phải nể mặt mà điều tra. Lúc này, lại có một người khác tới báo cáo, ông Hoàng nhờ người gửi một lời nhắn đến bệnh viện Trung ương chúng ta. Hả, ông Hoàng, Khương Thành Đan nghe vậy thì vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, có phải? Ông Hoàng đã biết chuyện nên nhờ người đến an ủi chúng ta không? Ha ha, ông Hoàng đúng là có lòng. Khương Thành Đan vui mừng khôn xiết, thầm nghĩ, nếu ông Hoàng đích thân ra mặt, chuyện này nhất định sẽ được điều tra và đưa ra ánh sáng. Dù sao ông Hoàng cũng có địa vị cao quý, là một trong cửu lão của Hoàng thất, các quan chức khi nhìn thấy công ta cũng không dám khinh thường. Nói nhanh đi, Khương Thành Đan nói, ông Hoàng nói gì? Khương Thành Đan chờ đợi một lời hứa hẹn của ông Hoàng, nhưng sau khi nghe xong, nó lại như một xô nước lạnh đổ xuống, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa hy vọng trong lòng ông ta. Ông Hoàng nói sẽ ủng hộ đan dược của Diệp Lâm, còn cảnh cáo bệnh viện chúng ta không được làm hại Diệp Lâm nữa. Cái gì? Nghe thấy điều này, Khương Thành Đan cứng người tại chỗ. Anh không ngờ Diệp Lâm lại có quan hệ với thành viên Hoàng thất. Ngay sau đó, Bộ Văn hóa, Y tế và Ngoại giao, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát, cũng lần lượt tuyên bố sẽ đứng ra ủng hộ đan dược của Diệp Lâm, đồng thời lên án hành vi cản trở của Bệnh viện Trung ương. Lúc này, Khương Thành Đan đã hoàn toàn chết lặng. Vốn tưởng rằng Diệp Lâm chỉ là một kẻ cô độc, sẽ dễ dàng đối phó. Không ngờ chỉ trong một ngày lại có nhiều tên tuổi và thế lực lớn đến ủng hộ anh đến vậy. Lúc này, Bệnh viện Trung ương không những mất hy vọng về kho thuốc bị mất cắp mà còn thua lỗ một số tiền khổng lồ. Nỗi oan không ai giải quyết, chỉ có thể tự mình nuốt xuống mà thôi. Khương Thành Đan không ra nước mắt. Có cảm giác như vừa lấy đá đập vào chân mình, đau đớn khôn quy tả xiết. Ngay đêm Bệnh viện Trung ương trong cơn hỗn loạn, thương giới Yến Kinh cũng sắp chào đón một sự thay đổi lớn. Bởi vì Diệp Lâm trở về nhà họ Diệp, nắm giữ quyền to, đồng thời kết hợp thực lực của năm đại gia tộc khác với nhau, làm nó trở thành phe cánh của nhà họ Diệp. Chờ thu gom xong các loại tài nguyên, nhà họ Diệp sẽ trở thành gia tộc đứng đầu 10 đại gia tộc ở Yến Kinh. Các đại gia tộc hiện nay, nhất là nhà họ Chu có thù oán với Diệp Lâm, không thể nào tiếp thu được loại chuyện này. Trong nhất thời, 10 đại gia tộc Yến Kinh, ngoài 5 gia tộc đã quy thuận Diệp Lâm và nhà họ Triệu có mối quan hệ tốt với Diệp Lâm ra, các tộc trưởng của 4 đại gia tộc còn lại đều tụ tập lại để bàn bạc với nhau. Lúc này, trong một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, tuyệt đối không thể giữ cậu ta lại. Nếu cứ đế mặc cho cậu ta phát triển thì chẳng phải là cả đám chúng ta đều phải phục tùng cậu ta hay sao? Ông cụ cầm đầu là gia chủ nhà họ Tiền. Từ sau khi nhà họ Bạch suy bại, nhà họ Tiền đã bay vút lên thành gia tộc đứng đầu 5 đại gia tộc. Tuy rằng nhà họ Tiền không thể đoạt được vị trí nhà giàu số 1, nhưng mà cũng liên tiếp thâu tóm không ít sản nghiệp và địa bàn của nhà họ Bạch. Hiện nay nhà họ Tiền xuôi gió xuôi nước, đứng đầu hàng thật giá thật. Và loại nhân tài mới xuất hiện như Diệp Lâm, tất nhiên sẽ trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của nhà họ Tiền, cần phải tiêu diệt. Ông Tiền, ông Diệp khóc lóc kể lể, tôi bị thằng bất hiếu kia đuổi ra khỏi gia tộc, các người phải trả thù thay tôi. Ông Tiền gật đầu, yên tâm, năm đại gia tộc chúng ta tình như anh em, chắc chắn sẽ giúp ông đoạt lại nhà họ Diệp. Tôi định ngày mai mở thương hội Yến Kinh, đá nhà họ Diệp ra khỏi thương giới Yến Kinh trước. Ai đồng ý, ai phản đối? Nhà họ Tiền vẫn luôn nắm giữ chức vị hội trưởng thương hội Yến Kinh. Bất cứ một công ty nào,
một khi bị đá ra khỏi thương hội, thì sẽ tương đương với mất đi tất cả. Không có công ty nào muốn hợp tác chung. Cứ như vậy, nhà họ Diệp sẽ rơi vào tình cảnh tràn đầy nguy cơ, dẫn phát mâu thuẫn bên trong, buộc Diệp Lâm phải rời khỏi gia tộc. Một chiêu rút củi dưới đáy nồi của ông Tiền phải nói là hợp tình hợp lý. Tôi đồng ý, Chu Di Kiên nhà họ Chu là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý, tôi và cậu ta không đội trời chung. Nếu mọi người có thể cùng nhau đối phó với cậu ta thì thật là tốt quá. Nhà họ Chu tuy rằng có mời cao thủ nhà họ Ninh Cố Võ đi giúp đỡ, nhưng mà chờ mãi không thấy kết quả, không biết nhà họ Ninh có thành công hay không. Vừa lúc thấy nhà họ Diệp có sự thay đổi, nhà họ Tiền bèn tụ tập mọi người, nhà họ Chu thấy thế cũng muốn cắm một chân, cho Diệp Lâm một đao tại thương giới. Cuối cùng, nhà họ Tào không có ân oán với bên nào cũng tỏ vẻ là đồng ý. Cứ như vậy, đã có 4 trong 5 đại gia tộc đứng cùng một phe. Theo lý mà nói, bổn nhà hợp tác cũng đã đủ rồi. Nhưng mà ông Tiền vẫn cứ thở dài, tiếc là thằng nhãi kia có qua lại với nhà họ Triệu. Vì cấn, thận, tôi không có mời người của nhà họ Triệu. Nếu có nhà họ Triệu giúp đỡ thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc bọn họ đang nói chuyện, phục vụ bên ngoài đi lại báo tin, cậu cả nhà họ Triệu đến thăm. Cái gì? Cậu cả nhà họ Triệu? Chẳng lẽ là Triệu Thiên Thông? Sao mà người nhà họ Triệu không mời cũng tự đến vậy? Mau mời vào, ông Tiền gật đầu. Ngay sau đó, có tiếng cười vang lên từ bên ngoài. Các ông ở đây tính kế đối phó Diệp Lâm, vì sao không đi mời nhà họ Triệu chúng tôi? Triệu Thiên Thông vừa vào là đi thẳng vào vấn đề. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Ông Tiền có chút khó hiểu, chẳng phải nhà họ Triệu các ông qua lại thân thiết với thằng nhãi kia sao? Ha ha, nói đúng hơn là một nhà của em trai tôi có mối quan hệ thân thiết với thằng nhãi kia. Dứt lời, sắc mặt Triệu Thiên Thông trở nên âm trầm. Ông già nhà tôi vốn có định nhận thằng nhãi kia làm cháu rể nhà họ Triệu chúng tôi, gả đứa cháu gái kia của tôi cho cậu ta. Bây giờ thằng nhãi kia nhậm chức gia chủ nhà họ Diệp, ông già nhà tôi lại có thêm ý định liên hôn. Vậy nên Triệu Thiên Thông cảm thấy nguy cơ đang đến. Bởi vì một khi nhà em trai ông ta liên hôn với Diệp Lâm, thì người thừa kế nhà họ Triệu trong tương lai, sẽ không phải là nhà ông ta. Sau khi hiểu rõ lý do, mọi người ở đây đều như bừng tỉnh. Ông Tiền cười nói, nếu thằng nhãi kia được thế, cưới con gái của em trai ông, thì sau này nhà họ Triệu sẽ không còn chỗ cho ông đứng nữa. Đúng vậy, tôi đang lo chuyện này đây. Triệu Thiên Thông lạnh lùng nói, vậy nên nhớ thêm tôi vào chuyện đối phó với Diệp Lâm. Trong thương hội ngày mai, tôi sẽ đại biểu nhà họ Triệu bỏ một phiếu đồng ý. Cùng lúc đó, bên thế giới cổ võ. Chuyện Diệp Lâm liên tiếp chém giết cổ võ giả của nhà họ Tần và nhà họ Ninh gây ra sóng to gió lớn trong thế giới cổ võ. Đã lâu lắm rồi không có ai dám làm kẻ địch với cổ võ. Một là vì không có bản lĩnh. Hai là vì không có gan. Chưa từng có kẻ nào dám giết cổ võ giả, lại còn là giết hai người liên tiếp. Buồn cười. Coi nhà họ Ninh ta là không có ai hả? Từ trên xuống dưới nhà họ Ninh đều rất tức giận. Nhất là lúc này, nhà họ Chu còn gọi điện thoại đến hỏi thăm là có giải quyết thằng nhãi họ Diệp kia chưa? Không biết là bọn họ cố ý gọi tới hỏi, hay là bọn họ thật sự không biết thằng nhãi họ Diệp kia còn sống nữa? Có điều, nhà họ Ninh chột dạ. Cứ nghe ai nhắc đến chuyện này là cảm thấy đang cười nhạo bọn họ, giống như là vả mặt ngay tại chỗ vậy. Người nhà họ Ninh tức giận đến mức mắng. Nhà họ Chu một trận rồi tắt máy. Gia chủ đại nhân, ông nhất định phải báo thù cho chú tôi. Thằng nhãi kia không chỉ giết chú tôi, mà còn đoạt cự khuyết kiếm nữa. Ninh Vũ Chiết cực kỳ đau buồn, suýt nữa khóc ngất ra đất. Thằng nhãi họ Diệp kia có tu vi gì? Gia chủ nhà họ Ninh hỏi. Không, không biết. Ninh Vũ Chiết ấp a ấp úng, anh ta thật sự là không nhìn ra tu vi của Diệp Lâm. Vốn tưởng rằng chỉ là một người bình thường dễ đối phó, không ngờ lại là một người có thể đánh thắng được cả hai chú cháu bọn họ. Cái gì, gia chủ nhà họ Ninh sửng sốt, người cũng bị giết rồi, vậy mà còn không nhìn ra được tu vi của đối phương. Đúng là đồ vô dụng. Ninh Vũ Chiết cúi đầu, mặt mày đều là vẻ áy náy. Có điều, anh ta nhanh chóng nhớ đến một chuyện quan trọng, à phải rồi. Nhà họ Tần, có nhà họ Tân nữa. Tân Tuyết Dung nhà họ Tần cũng ở hiện trường. Không biết vì sao cô ta lại ngăn cản bọn tôi đánh thằng nhãi họ Diệp kia. Cái gì? Hành động khác thường của nhà họ Tần khiến nhà họ Ninh không hiểu ra sao. Diệp Lâm giết chết hai tên cố võ giả, trong đó có một người thuộc nhà họ Tần,
vì sao nhà họ Tần lại đi bảo vệ thằng nhãi họ Diệp chứ? Chẳng lẽ, nhà họ Tần bọn họ muốn tự mình ra tay giết thằng nhãi kia? Nhưng mà nghe Vũ Triết nói, con bé nhà họ Tần rất khách sáo với thằng nhãi kia. Có khi nào nhà họ Tần bị thằng nhãi kia đánh cho sợ rồi không? Không phải chứ, đúng là làm mất mặt cổ võ mà. Mọi người trong nhà họ Ninh bàn tán sôi nổi, hoàn toàn không hiểu ra sao. Đủ rồi. Tộc trưởng nhà họ Ninh không quan tâm mấy chuyện đó, báo thù mới là quan trọng nhất. Nhưng vì cẩn thận, tộc trưởng vẫn quyết định kêu gọi thêm nhiều lực lượng để đi đánh Diệp Lâm. Nói với 6 thị khác là nhà họ Ninh chúng ta ra lệnh đuổi giết Diệp Lâm, hy vọng 7 thị đồng. Lòng phối hợp. Rất nhanh sau đó, 5 nhà khác đều lục tục truyền tin tức là đồng ý phối hợp, ra người ra sức đi giết thằng nhãi kia. Rốt cuộc thì cố võ không thể chịu nhục. Thế mà Diệp Lâm lại phá vỡ quy tắc ngầm, chém giết cổ võ giả ngay trước mặt mọi người. Hiện tại, toàn bộ giới cố võ đều phải đồng lòng giữ gìn tôn nghiêm của cổ võ. Chỉ có nhà họ Tần là mãi không thấy trả lời, chỉ đáp trả bằng im lặng. Nhà họ Tần, quả nhiên là có vấn đề. Chẳng lẽ nhà họ Tần và thằng nhãi họ Diệp kia có mối quan hệ gì đó? Trong nhất thời, tộc trưởng nhà họ Ninh nghĩ mãi không hiểu. Nhưng mà hiện giờ ông ta cũng không rảnh tự mình đi hỏi. Tạm thời như vậy đi, tộc trưởng nhà họ Ninh nói thêm, nếu 5 nhà khác đồng ý phối hợp rồi thì cứ bỏ qua nhà họ Tần đi. Chỉ với lực lượng của 6 nhà chúng ta cũng đủ để nghiền áp thằng nhãi kia rồi. Tộc trưởng đại nhân định đối phó thằng nhãi kia thế nào? Ninh Vũ Triết tò mò hỏi, mồi. Nhà ra một cao thủ, hợp tác giết anh ta hay sao? Nếu mỗi nhà ra một cao thủ thì 6 nhà sẽ là 6 cao thủ cố võ giả, có thể dọn sạch tất cả chướng ngại. Không đến mức đấy, tộc trưởng nhà họ Ninh lắc đầu, một thằng nhãi thế giới bình thường thôi, cậu ta xứng sao? Vậy tộc trưởng đại nhân định thay chú tôi báo thù thế nào? Ninh Vũ Triết vội vàng hỏi. Tôi định gọi thằng nhãi họ kia tới đây, mở lôi đài sinh tử, đánh chết cậu ta trước mặt mọi người. Tộc trưởng nhà họ Ninh nói với vẻ cực kỳ tin tưởng. Một khi đi tới địa bàn của bọn họ, có sự hợp tác của 6 thị, dù thằng nhãi họ Diệp có xuống được lôi đài sinh tử hay không, thì cậu ta đều cũng chỉ có đi mà không có về. Lấy danh nghĩa nhà họ Ninh ta, gửi chiến thư cho Diệp Lâm. Phủ đội cận vệ Yến Kinh. Rốt cuộc thì bà còn đang che giấu cái gì về vụ tai nạn xe 5 năm trước? Vì sao trên chiếc xe trong cả 2 vụ án đều có kim cương hồng của bà? Cái loại đồ vật quý trọng như thế, chẳng lẽ bà không biết có làm mất hay không? Còn nữa, có phải trên chiếc xe trong vụ tai nạn 5 năm trước còn có người khác nữa, đúng không? Có phải là bà đang cố ý giúp ai đó thoát thân hay không? Trong phòng thẩm vấn, đối mặt với các câu hỏi liên tục của Kim Lũ Y, Hứa Như Ván coi như không nghe không thấy, ngậm chặt miệng không nói, giống như là người cám kẻ điếc. Sau đó, có lẽ là cảm thấy mệt mỏi, bà ta nhắm mắt lại, dáng vẻ sư già ngồi thiền. Bà ta làm vậy, hoàn toàn chọc giận Kim Lũ Y. Bịch, Kim Lũ Y nện mạnh một cái xuống mặt bàn. Hứa Như Vân giật nảy người, mở bừng mắt, mặt mày lộ vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, Kim Lũ Y rời đèn bàn chói mắt. Chiếu thẳng vào mặt Hứa Như Vân. Dưới ánh sáng chói lóa của đèn bàn, dù Hứa Như Vân có quay đầu đi chỗ khác thì trước mắt cũng bị biến thành màu đen. Kim đại nhân, cô đang buộc tôi nhận tội đấy hả? Hứa Như Vân không nhịn được mở miệng. Buộc nhận tội, Kim Lũ Y nheo mắt lại, tôi chỉ muốn cho bà biết đây chỉ là bắt đầu thôi. Tôi có rất nhiều cách để bà mở miệng, đừng có ép tôi. Nghe vậy, Hứa Như Vân liền thay đổi sắc mặt, thật sự lo lắng Kim Lũ Y nóng tính sẽ dùng nhục hình với mình. Kim đại nhân, tôi tới đây để phối hợp điều tra. Hứa Như Vân hít sâu một hơi, tiếp tục nói, nhưng tôi cũng có quyền giữ im lặng. Ở chỗ của tôi, chỉ có người chết mới có thể im lặng. Kim Lũ Y lại đập mạnh lên bàn, bà Hứa, mời bà trả lời vấn đề vừa rồi của tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Hứa Như Vân sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh trên trán, trái tim cũng đập thình thịch nhanh hơn. Bà ta cảm nhận được Kim Lũ Y ở trước mắt cực kỳ nguy hiểm, giống như là một ngọn núi lửa sắp phun trào. Tôi không có gì để nói. Hứa Như Vân. Khó khăn mà nuốt nước bọt, tôi không biết gì. Cả. Xem ra không cho bà một bài học là bà sẽ không chịu nói. Dứt lời, Kim Lũ Y hét lớn lên, người đấu, đánh 20 roi, đánh tới khi nào bà ta chịu nói mới thôi. Vâng. Thị vệ hai bên lập tức đi lên kéo Hứa Như Vân ném xuống đất. Cô dám dùng nhục hình với tôi.
Tòi muốn kiện cô, làm vậy là không hợp quy củ. Hứa Như Vân quỳ rạp trên mặt đất, sợ tới mức khóc òa lên. Bà ta không ngờ Kim Lũ Y thật sự dám dùng nhục hình với mình. Dù vậy, bà ta vẫn cố gắng tự an ủi mình, đừng sợ, đừng sợ, đối phương chỉ đang hù dọa mình thôi, cô ta không dám đánh. Bà ta không nghĩ tới việc chuyện này có liên quan đến cái chết của mẹ Kim Lũ Y. Mối thù giết mẹ, không đội trời chung. Sao Kim Lũ Y có thể nương tay cho được? Quy củ gì? Ở chỗ này, tôi chính là quy củ. Kim Lũ Y tức giận nói, tôi mới nói rồi, chỉ có người chết mới có thể giữ im lặng. Nếu bà tiếp tục mạnh miệng thì cứ chờ chết đi. 20 roi có thể nhẹ nhàng đánh chết một người sống, huống chi là với loại phụ nữ mềm yếu như Hứa Như Vân. Cô dám, Hứa Như Vân hét lên. Đánh cho tôi, Kim Lũ Y ra lệnh. Bịch, thị vệ cầm roi giơ lên đánh mạnh xuống, không nương tay một chút nào. Chỉ một roi thôi mà đã đánh cho Hứa Như Vân bong chóc ra thịt, suýt nữa chết ngất. Tôi nói. Hứa Như Vân đau khổ nói, làm sao cũng không chịu một roi thứ hai nữa. Bà ta định nói ra hết mọi thứ. Đúng lúc này, phó quan Ân Hồng Trang từ bên ngoài đi vào, nhỏ giọng nói bên tai Kim Lũ Y, luật sư nhà họ Hứa đến, muốn nộp tiền bảo lãnh bà ta, chúng ta cần phải thả người. Cái gì? Kim Lũ Y sửng sốt, không tới sớm không tới muộn, cố tình tới ngay lúc này. Cô đi ra ngoài kéo dài thời gian giúp tôi, bây giờ không thể thả người được. Hứa Như Vân đã sắp khai rồi, nếu bây giờ thả người thì chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1. Giờ hay sao? Ân Hồng Trang nhìn thoáng qua Hứa Như Vân nằm trên mặt đất, rồi nhìn lên Kim Lũ Y, trên mặt hiện lên vẻ khó xử. Đại nhân, cô làm vậy là không đúng, chờ lát nữa dù có thả người thì cũng không dễ ăn nói chút nào. Kim Lũ Y bất chấp tất cả, bảo bà ta khai cho xong. Không khai thì đừng mong ra khỏi đáy. Có điều, lúc này Hứa Như Vân cũng nhận ra được gì đó. Bà ta lập tức thay đổi thái độ, lớn tiếng nói, có phải là luật sư của tôi tới hay không? Các người mau thả tôi ra ngoài, nếu không tôi sẽ không tha cho các người. Luật sư Âu Dương, là ông sao, mau tới cứu tôi bị bọn họ nhốt ở đây, còn bị dùng nhục hình nữa. Mau tới cứu tôi. Hứa Như Vân gào to lên, thế mà thật sự có một người luật sư Tây Trang giày da đi vào. Ai cho ông đi vào? Thấy người luật sư kia đi vào, Kim Lũ Y lạnh giọng quát, đi ra ngoài. Có điều, tên luật sư trung niên đã quen với sóng to gió lớn, bình tĩnh nói, tôi đến đây để hỏi Kim Đại Nhân, là ai cho cô quyền lực dùng nhục hình với nghi phạm vậy? Trong nhất thời, hai bên đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Luật sư Âu Dương, tôi biết ngay là ông mà. Hứa Như Vân thấy ông ta thì như là thấy được Chúa cứu thế, vui vẻ tới mức khóc lên, nếu ông còn không tới thì chắc là tôi sẽ phải chết ở đây. Âu Dương Kiệt là một vị luật sư xuất sắc hợp tác nhiều năm với nhà họ Hứa, dù là vụ kiện khó đến mức nào, chỉ cần giao cho ông ta thì có muốn thua cũng không thua được. Trong đời sống nghề nghiệp của mình, ông ta có thành tích 1.000 vụ kiện đều thắng, đồng thời thuộc top 3 luật sư cả nước. Đáng sợ không phải là thành tích không thua kiện của ông ta, mà là các mối quan hệ sau lưng ông ta, nối thẳng đến 3 sở, cực kỳ ghê gớm. Kim Đại Nhân, cô xem đây là gì? Lúc này, Âu Dương Kiệt lấy một phần văn kiện của Tòa án Nhân dân tối cao ra. Đội cận vệ Yến Kinh không có quyền tùy tiện thẩm vấn. Vụ án đã được chuyển qua Tòa án Nhân dân tối cao. Tôi là luật sư của bà Hứa, mời các cô thả người. Kim Lũ Y nhìn văn kiện, do dự vài giây, rồi không thể không nhường bước. Thả người. Nếu ba sở đã nhận vụ án thì đúng là đội cận vệ Yến Kinh không có quyền tiếp tục giam giữ nghi phạm. Tôi nhất định sẽ kiện cô phải cho tôi một lời giải thích. Âu Dương Kiệt đỡ Hứa Như Vân dậy, quan tâm nói, bà Hứa, tôi đưa bà đi bệnh viện trước. Có tôi ở đây, đội cận vệ Yến Kinh nhất định sẽ cho bà một lời giải thích, không để bà bị đánh không như vậy. Thấy hai người đi rồi, Kim Lũ Y vẫn cứ không cam lòng. Đại nhân, bớt giận đi. Phó quan Ân Hồng Trang đứng bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Sắp xếp một chuyện, Kim Lũ Y nhanh chóng bình tĩnh lại, hít sâu một hơi, nói, tôi muốn gặp riêng Diệp Lâm. Tôi có chuyện muốn hỏi anh ta. Nếu phải điều tra lại chuyện năm xưa, thì không có gì nhanh bằng trực tiếp hỏi người trong cuộc. Lúc bọn họ đang định liên hệ hẹn gặp mặt với Diệp Lâm đã bước lên chuyến bay đi Phụng Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.